Nô thị cực phẩm y thần, Diệp thần. Tập 171. Cái này mấy ngày, Chu Nhã mơ màng trầm trầm tới giữa, cũng có thể thấy được một cái bé gái là nàng đồ tặng. Bản năng cầu sinh tự nhiên có thể chống đỡ nàng còn sống, nhưng là tuyệt không phải trạng thái bây giờ. Hết thảy các thứ này nhờ vào cái này tên tạp dịch nữ đệ tử. Mấy lần trước, tạp dịch nữ đệ tử đưa tới một ít nước và đan dược, còn chưa đủ để cho Chu Nhã tỉnh lại. Lần này, đưa tới vô cùng chân quý linh dịch ngay tức thì để cho Chu Nhã thanh tỉnh. Nàng nhìn trước mặt cái này có chút bụi văng đầy người cô gái, lộ ra một đạo vui vẻ yên tâm lại nghi ngờ nụ cười, cảm ơn. Ngươi là ai, tại sao phải giúp ta? Cô gái gãi đầu một cái, lộ ra một đạo hồn nhiên nụ cười, tỷ tỷ, ta bất quá là Ngọc Kiếm Tông một cái nhỏ tạp dịch, kêu ta chân nhi là được rồi, mấy ngày trước, ta thấy Vương Sư Huynh bọn họ mang ngươi tới đây bên trong, ta có chút hiếu kỳ. Cho tới nay, huyết tế người đều là tù binh và người xấu, nhưng ta vẫn là lần đầu tiên thấy xem ngươi như vậy tu vi. Chu Nhã nói tiếp, xem ta như vậy tu vi không nhìn nổi. Chân nhi cười một tiếng, không có rồi, ta ở Ngọc Kiếm Tông cũng là tồn tại lót đáy, ở ta trong mắt, võ đạo tu chính là tim, thực lực không thể chứng minh cái gì. Liền tốt so với ta thần tượng, hắn luôn là có thể một người đối mặt vạn ma, vượt cấp giết địch. Bất bại thần thoại. Nếu như ta cuộc đời này có thể thấy hắn một mặt, chết cũng không tiếc rồi. Chân nhi vừa nói, trong mắt còn mang tinh. Sáng rực như tinh thần. Chu Nhã hơi sững sờ, dù là hoàn cảnh tồi tệ, vậy trêu ghẹo nói, ngươi còn theo đuổi ngôi sao. Ta đây là tò mò ngươi thần tượng là ai. Chân nhi hiển nhiên nghe không hiểu Chu Nhã mà nói, nghi ngờ nói, theo đuổi ngôi sao. Ta thực lực có thể đuổi không kịp sao rơi, bất quá. Ta thần tượng khẳng định có thể. Đúng rồi, tỷ tỷ, còn không biết ngươi tên chữ đâu, ngươi tới từ nơi nào, tại sao sẽ bị sư huynh mang tới kiếm các thành tựu huyết tế người. Chu Nhã liền đem mấy ngày nay sự tình phát sinh nói ra, còn như Diệp thần, nàng ngược lại là không có tiết lộ. Có trước mặt dạy bảo, nàng biết, linh võ đại lục người căn bản sẽ không tin tưởng mình nói. Chân nhi nghe xong Chu Nhã mà nói, tức giận cực kỳ tức giận. Quả đấm nắm chặt, Vương Cửu Húc tên khốn kia. Loại người này căn bản không xứng làm ta sư huynh. Chu Nhã tỷ tỷ, ta cái này thì mang ngươi rời đi. Ngươi nếu như lại ở chỗ này ở lại, ta cho ngươi đồ cũng không đủ lấy chống đỡ ngươi còn sống. Đi lập tức. Nhưng mà Chu Nhã nhưng lắc đầu một cái, cự tuyệt chân nhi, ta không thể liên lụy ngươi. Lúc tới ta quan sát qua, Ngọc Kiếm Tông canh phòng xâm nghiêm, ta lại bị thương, căn bản không có thể bước ra cửa. Chỉ sẽ hại ngươi. Nếu như, ngươi thật muốn giúp ta, hy vọng ngươi giúp ta đem vật này mang cho một người. Nói xong, Chu Nhã đem một tấm ảnh đưa cho Chân Nhi. Trong hình Chu Nhã ôn hòa hào phóng, cả người kỳ bào, đem vóc người trưng bày tinh tế. Đẹp không thể miêu tả. Mà tấm ảnh bên trong Chu Nhã tầm mắt, nhưng là nhìn chằm chằm một người thanh niên hình bóng. Mắt đẹp ẩn tình. Mặc dù chỉ là hình bóng. Nhưng thanh niên hai tay chắp sau lưng, ngưng mắt nhìn một thanh kiếm, khí chất lăng nhiên, lại uyển như thiên thần hạ phàm. Chu tỷ tỷ, tranh này tốt giống như thật à, trên mình ngươi quần áo cũng quá đẹp mắt đi, cái này tên gì? Ta cũng muốn mặc, không quá ta vóc người không ngươi khỏe. Chân nhi nhìn một cái mình còn chưa trưởng thành hoàn toàn ngực, có chút như đưa đám. Đây là ta cố hương quần áo, nếu là có cơ hội, ta sẽ đưa ngươi một bộ, thậm chí mang ngươi đi xem. Hiện tại, nếu như có khả năng, người đưa cái này tấm ảnh đưa đi Phục Ma Điện, sau đó giao cho một cái kêu là Diệp Lăng Thiên và Tôn Di người. Chu Nhã rất rõ ràng, tự mình nói giao cho Diệp Thần, cái cô gái này vậy không nhất định sẽ tin tưởng, thà giải thích, còn không bằng giao cho Diệp Lăng Thiên và Tôn Di. Linh võ đại lục không có hoa hạ chụp hình kỹ thuật, bọn họ thấy, tự nhiên sẽ rõ ràng, càng sẽ nói cho Diệp Thần. Còn như Tôn Di và Diệp Lăng Thiên phải chăng và Diệp Thần chung một chỗ, một điểm này không thể nghi ngờ. Căn cứ nàng tới linh võ đại lục nắm giữ tin tức, Diệp Thần đã trở thành cái này phiến chuỗi thức ăn chóp đỉnh tồn tại. Mà trước đây thật lâu, đã tới tìm Diệp Thần Diệp Lăng Thiên và Tôn Di, tuyệt đối an toàn. Nàng đang đánh cuộc. Phục Ma Điện. Chân Nhi có chút thất thần, thậm chí gương mặt có chút ửng đỏ. Chỗ này, nàng hồi nào không muốn đi. Dẫu sao, thần tượng của nàng là ở chỗ đó. Có vấn đề sao, Chân Nhi, nếu như rất khó, cũng được đi.
Chu Nhã không hy vọng làm khó hiền lành này cô gái. Chân Nhi do dự hồi lâu, vẫn mở miệng nói, Chu tỷ tỷ, Phục Ma Điện trụ sở chính ở thần quốc, ta không đi được. Bất quá, ta biết Linh Võ Đại Lục có một nơi Phục Ma Điện chi nhánh, ta có thể đi thử vận khí một chút. Nhưng là, vậy Phục Ma Điện thật sự có kêu Diệp Lăng Thiên và Tôn Di người sao? Nếu như bọn họ không nhận biết ngươi, đợi ta trở lại, có thể liền bỏ lỡ cứu ngươi cao nhất cơ hội. Chu Nhã ánh mắt kiên định, gật đầu nói, nhất định sẽ có, chỉ cần đã thử, ta liền sẽ không hối hận. Ta tới Linh Võ Đại Lục, liền làm xấu nhất dự định. Chân Nhi cũng sẽ không nói nhảm, khóe miệng của nàng đã tràn ra một chút máu tươi. Cho dù nàng trước khi tới uống một viên chống đỡ sát khí đan dược, nhưng vẫn có chút không chịu nổi, nàng phải lập tức rời đi. Nàng từ trong nhẫn chữ vật lấy ra mấy cái bình ngọc nhỏ giao cho Chu Nhã, tỷ tỷ, những linh dịch này là ta có thể trộm được toàn bộ. Mặc dù trộm hành vi không tốt, nhưng Ngọc Kiếm Tông quá làm cho ta thất vọng, ta cũng không để ý những thứ này. Mấy ngày nay, ta đi Phục Ma Điện trên đường, ngươi nhất định phải dựa vào công việc này xuống. Tỷ tỷ, nhất định phải chịu đựng à. Nói xong, Chân Nhi đứng lên. Nàng không từng nghe nói Phục Ma Điện có kêu Diệp Lăng Thiên người. Nàng bất quá là một cái Linh Võ Đại Lục tông môn tạp dịch mà thôi. Nhưng nàng sẽ hết mình có thể đi thử nghiệm. Nàng mặc dù hy vọng mượn võ đạo, thành công, nhưng ở Ngọc Kiếm Tông những năm này, nàng phát hiện người bên người từng cái đột phá. Mà nàng một mực tại chỗ quanh quẩn. Nàng do dự qua, nàng bàng hoàng qua. Nàng cảm giác được mình có thể không thích hợp võ đạo, nàng bắt đầu tu tâm. Người khác tu chính là một cái không sợ tim. Mà nàng chỉ muốn tu một cái thiện tim. Nàng bái nhập Ngọc Kiếm Tông trước cái đêm khuya kia, phụ thân hắn nói với nàng, võ đạo không phải duy nhất đường, cả đời này, chỉ cầu không thẹn lương tâm liền tốt. Đây là Chân Nhi cho tới nay lời răn mình. Có lẽ nàng không cách nào xem người khác như nhau đi tới võ đạo cuối. Nhưng, nàng tin tưởng, mình nhỏ bé hành vi, sẽ đối với cái thế giới này có một chút điểm thay đổi. Chân Nhi mở ra kiếm các cửa, cúi đầu đi ra bên ngoài. Đệ tử tạp dịch thật ra thì không có thể tùy ý rời đi tông môn, nhưng ở Ngọc Kiếm Tông những năm này, nàng nhân duyên không tệ, tự nhiên biết một ít đường tắt. Chu Nhã nhìn Chân Nhi rời đi hình bóng, cười. Có lẽ cái này chính là cái thế giới này mị lực. Cái thế giới này, hoặc giả là tàn khốc, mạnh hiếp yếu. Nhưng cũng sẽ có người cố chấp bảo vệ nội tâm đồ. Các nàng có thể đối với võ đạo cuối những người đó mà nói. Nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng chính là đám người này, để cho nàng nhìn thấy hy vọng. Đây là thuộc về cái thế giới này có một không hai quang. Ngọc Kiếm Tông. Một chỗ trên vách đá. Một cái ghim đuôi sam, ăn mặc Ngọc Kiếm Tông tạp dịch quần áo cô gái đột nhiên xuất hiện. Nàng vẫn ngắm nhìn chung quanh, xác định không có ai, liền ngưng mắt nhìn dưới vách đá vực sâu. Thành tựu đệ tử tạp dịch, muốn rời khỏi Ngọc Kiếm Tông. Duy nhất đường tắt chính là nơi này. Vách đá dưới, có một đạo đi thông ngoại giới hiệp không gian nhỏ. Năm đó nàng và mấy vị đệ tử vừa vặn ở chỗ này quét dọn, ngoài ý muốn phát hiện cổng vào. Bất quá, năm đó là do một vị trưởng lão mang bọn họ đi xuống, hiện tại chính nàng muốn từ cao như vậy địa phương đi xuống, chân thực có chút nguy hiểm. Cô gái lấy dũng khí, vừa định nhảy xuống. Đột nhiên, sau lưng của nàng vang lên một đạo lạnh như băng dày tiếng. Đứng lại. Một giây kế tiếp, nàng thân thể cứng lên. Nàng chật vật xoay người, chính là thấy mấy đạo thân ảnh. Chính là Vương Cửu Húc các người. Một cái đệ tử tạp dịch, ai cho phép người tới nơi này? Khương Lập Xuân mở miệng nói. Liễu Mỹ Hàm lại là bước nhanh về phía trước, trong tay linh lực hội tụ, liền đem Chân Nhi ném xuống đất. Chân Nhi cưỡng ép để cho mình chấn định lại, nhìn Vương Cửu Húc các người, liền nói, sư huynh. Sư tỷ, các ngươi, tại sao phải đối với ta như vậy, trước đây ta ở chỗ này quét dọn, nhưng thất lạc một quả phụ thân đưa cho ngọc bội của ta, ta bất quá là muốn ở chỗ này tìm được vậy duy nhất gửi nhờ. Liễu Mỹ Hàm hai tay ôm ngực, trên cao nhìn xuống nhìn Chân Nhi, cười lạnh nói, ngươi gọi là Trung Chân đi, gặp qua ngươi nhiều lần, tạp dịch viện người thật giống như cũng gọi ngươi Chân Nhi. Xem ngươi tuổi tác không lớn, nói láo bản lãnh cũng không nhỏ. Mới vừa rồi, có người gặp ngươi từ kiếm các đi ra. Ta muốn biết, một mình ngươi đệ tử tạp dịch, đi cái gì kiếm các? Chân Nhi nghe được Liễu Mỹ Hàm lời nói, giống như sấm sét giữa trời quang.
Nàng lúc đi ra khá là chú ý, nhưng vẫn là bị người phát hiện. Vương Cửu Húc các người không thể nghi ngờ là nghe được tin tức, lúc này mới tới truy đuổi mình. Nếu như mình không thể an toàn rời đi, không chỉ không cách nào ở Chu tỷ tỷ trước khi xảy ra chuyện đến Phục Ma Điện, càng phải chết ở chỗ này. Thời khắc này nàng chỉ có thể quật cường nói, Liễu sư tỷ, ta không biết ngươi đang nói gì. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, Liễu Mỹ Hàm trong tay ánh sáng một miếng, một chuôi kiếm lạnh lẽo mang rực cháy mang phiến ở chân nhi trên gương mặt. Cho dù không có kiếm khí, nhưng cự lực vẫn là ở chân nhi trên gương mặt lưu lại một đạo dấu vết. Mà lấy chân nhi tu vi làm sao có thể ngăn cản Liễu Mỹ Hàm một kiếm. Ngay lập tức tới giữa, chân nhi chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều ở đây lăn lộn, vô tận đợt khí giống như một con cự thú ở chiếm đoạt nàng nội bộ. Khóe miệng của nàng lại là dần dần rỉ ra một chút đỏ bừng máu. Xúc mục kinh tâm, một tên tạp dịch, liền đệ tử cũng không tính, ngươi có phải hay không lấy là cứu cái đó Chu Nhã, có thể thay đổi vận mệnh ngươi. Buồn cười, thật là vật hợp theo loại người hợp theo bầy, cũng chỉ có rác dưới mới gặp mặt rác dưới làm bạn. Một giây kế tiếp, Liễu Mỹ Hàm lại là một kiếm vỗ xuống. Chân nhi một bên kia gò má vậy xuất hiện một đạo dấu vết. Mà giờ khắc này chân nhi khóe miệng đều là máu. Liễu Mỹ Hàm rất hưởng thụ loại hành hạ này nàng người cảm giác. Xong hết rồi. Vương Cửu Húc lên tiếng. Liễu Mỹ Hàm không biết làm sao chỉ có thể đem kiếm trong tay thu hồi. Vương Cửu Húc tà mị cười một tiếng, ngồi chồm hổm xuống, ngưng mắt nhìn hai tròng mắt vẫn quật cường chân nhi, mở miệng nói, ngươi vào huyết tế người hẳn không quen biết, ta vốn đang buồn bực cái đó thấp võ thế giới đi lên phế vật tại sao có thể ở kiếm các trong hoàn cảnh sống sót lâu như vậy. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn là bởi vì Ngọc Kiếm Tông ra phản đồ. Ngươi cố nhiên thân phận hèn mọn, nhưng ngươi thân ở Ngọc Kiếm Tông, vì sao phải giúp người khác? Nói. Trong phút chốc, Vương Cửu Húc trên người ngút trời uy thế bùng nổ. Hắn thành tựu đệ tử chân truyền một trong, thực lực kinh thiên. Lại là chém giết vô số yêu thú và cường giả. Sát khí trên người và uy nghiêm cũng không phải là vậy đệ tử có thể tiếp nhận. Thời khắc này chân nhi giống như đưa thân vào tu la địa ngục. Ý thức đều phải sắp treo. Đây quả thực là hành hạ. Một bên Liễu Mỹ Hàm lộ ra một đạo nụ cười, môi đỏ mỏng khẽ nhếch, vẫn là sư huynh có thủ đoạn. Đối với cái loại này Ngọc Kiếm Tông phản đồ, thủ đoạn như vậy, đủ để cho nàng cả đời khó quên. Mười mấy hơi thở sau, chân nhi đã rơi vào hôn mê. Không biết sống chết. Vương Cửu Húc ngưng động thủ, đứng lên, đối với mấy người còn lại nói, mặc dù Ngọc Kiếm Tông có quy củ, không được tùy ý chém chết bên trong tông người, nhưng bên trong tông thiếu một tạp dịch cũng sẽ không có người phát hiện. Chỉ là không biết vậy Chu Nhã và cái này cái đệ tử tạp dịch nói cái gì, bất quá vậy không trọng yếu. Cái loại này con kiến hôi vừa có thể lật lên cái gì sóng lớn tới. Một giây kế tiếp, Vương Cửu Húc bước chân đạp một cái, cuồn cuộn khí lưu uyển như phong bạo hạ xuống. Rất miễn cưỡng đem bị thương hôn mê chân nhi tung bay ra ngoài. Lại là rơi xuống vách đá. Biến mất không gặp. Liễu Mỹ Hàm khẽ cau mày. Đối với Vương Cửu Húc nhẹ giọng nói, sư huynh, không trực tiếp xóa sạch người này sao? Dẫu sao hàng năm có mấy cái cuộc sống sẽ có trưởng lão phái đệ tử tạp dịch đi phía dưới quét dọn. Vạn nhất bị phát hiện. Vương Cửu Húc cười lạnh một tiếng, đây chính là ta và các ngươi khác biệt, Liễu sư muội, người cách cục cuối cùng là quá nhỏ. Mặc dù một cái đệ tử tạp dịch mất tích ở bên trong tông không phải đại sự gì, nhưng cái này chân nhi tựa hồ ở tông môn nhân duyên không tệ. Vạn nhất thật có người cầm sự việc ầm ĩ sư phụ nơi đó, đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện phiền toái. Mà lần kế trưởng lão và đệ tử tạp dịch đi dưới vách đá, hẳn là một năm sau, đến lúc đó con bé này sợ rằng đã hóa là một chồng xương trắng. Đám người chỉ sẽ lấy là một cái đệ tử tạp dịch trợt chân rơi xuống vách đá mà thôi. Liễu Mỹ Hàm vừa nghe ánh mắt sáng lên, hai tay thuận thế khoác ở Vương Cửu Húc cánh tay, nịnh nọt nói, sư huynh không hổ là Ngọc Kiếm Tông cao cấp thiên tài. Ta xem, chỉ cần đủ thời gian, vậy Phục Ma Điện Diệp Thần vậy kém hơn ngươi. Nhưng mà vừa dứt lời, Vương Cửu Húc chợt một cái tát phung ở Liễu Mỹ Hàm trên mặt. Liễu Mỹ Hàm giống như thất thần, nghi ngờ nói, sư huynh, ngươi tại sao đánh ta? Vương Cửu Húc ánh mắt lãnh đạm, ta cuộc đời này cũng không thể vượt qua người đàn ông kia. Về phần tại sao phiến ngươi, hy vọng ngươi rõ ràng, ta không thích người khác như vậy không thiết thực nịnh nọt. Đi, hồi điện.
Cùng lúc đó, chân nhi đang dưới vách đá nhanh chóng hạ rơi xuống. Vô tận phong lưu ở bên tai hô hô vang động. Chân nhi chật vật mở mắt ra. Nàng thời gian đầu tiên ý thức được nguy hiểm, nàng phải còn sống. Mãnh liệt cầu sinh ý thức để cho chân nhi đầu óc vô cùng rõ ràng. Nàng từ trong nhẫn chữ vật lấy ra còn sót lại mấy viên thuốc, toàn bộ ăn vào. Đan điền yên lặng linh lực tựa như hồi phục. Còn chưa đủ. Chân nhi lại lấy ra một tấm màu vàng kim phù văn. Đây là ngự độn phù. Không thuộc về Ngọc Kiếm Tông. Bởi vì là trên đó viết ba chữ to, Thần Cực Tông. Tờ này ngự độn phù là chân nhi phụ thân ở nàng đi Ngọc Kiếm Tông lúc đưa cho nàng. Phụ thân yêu cầu, chỉ có thể ở thời điểm nguy hiểm sử dụng. Nàng cũng biết phụ thân thân phận. Phụ thân từng là Thần Cực Tông một vị đệ tử nội môn. Chỉ bất quá bởi vì một ít sự việc bị vĩnh cửu đuổi Thần Cực Tông. Cả người tu vi toàn phế. Phụ thân trở lại Linh Võ Đại Lục. Sau đó liền và chân nhi mẫu thân thành thân, lúc này mới có nàng. Chân nhi sở dĩ đem người đàn ông kia coi làm thần tượng. Còn một nguyên nhân khác, chính là bởi vì người đàn ông kia cũng là xuất từ Thần Cực Tông. Nàng không biết cái này ngự độn phù giá trị. Nhưng giờ phút này, ngự độn phù kích hoạt, mà lại ở nàng dưới người hình thành một đạo không khí khí lưu. Ở nàng sắp đụng chạm mặt đất lúc đó, lại có thể nâng nàng. Thân thể của nàng chậm rãi hạ xuống, rơi ở trên mặt đất. Cố nhiên như vậy, chân nhi vẫn là không nhịn được khạc ra một ngụm máu tươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong mắt của nàng tràn đầy từng đạo ngọn lửa, quả đấm nắm chặt, chăm chú nhìn chằm chằm trên vách đá phương. Cha nói qua, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, ta tuy là một giới cô gái, nhưng ta cuối cùng có một ngày sẽ đem chuyện hôm nay trả lại gấp đôi. Nói xong, chân nhi liền hướng một phương hướng khập khễnh đi tới. Nàng vốn nên tại chỗ khôi phục thương thế, nhưng nàng biết, bây giờ đối với nàng mà nói, thời gian chính là sinh mạng. Nàng phải mau sớm tìm được Phục Ma Điện phân điện. Nàng tay nhỏ bé bên trong nắm thật chặt một tấm ảnh. Trong hình cô gái ôn hòa hào phóng, mà cô gái tầm mắt nhưng chăm chú nhìn chằm chằm một người thanh niên hình bóng. Một khắc kia, cái này người thanh niên tựa như áp đảo thiên địa bên trên. Cùng lúc đó, giới vực thành lòng đất, cổ chiến trường. Nhâm Phi Phàm ánh mắt thâm thúy, khóe miệng nhưng dần dần phác họa dậy lau một cái độ cong, bàn cờ này, càng đến gần cuối cùng, càng rõ ràng chân tướng, bất quá những thứ này muốn Diệp Thần mình đi thăm dò. Nghe được Nhâm Phi Phàm mà nói, Diệp Thần bất đắc dĩ nhún vai một cái, hắn cũng biết Nhâm Phi Phàm không sẽ tự mình nói, bất quá những thứ này bí mật thật là để cho người bắt tim gãi phổi. Sau đó, Diệp Thần nhìn về phía Nhâm Phi Phàm tiếp theo mở miệng hỏi nói, Nhâm tiền bối, nếu ngài một mực ở chỗ này chờ ta, nhất định là có lời gì muốn nói với ta chứ? Dĩ nhiên, Nhâm Phi Phàm lạnh nhạt nhìn Diệp Thần một mắt, chỉ hắn sau lưng. Diệp Thần kinh ngạc quay đầu nhìn xem, nhưng là trừ trên vách tường vết kiếm ra, không có vật gì khác. Luân hồi mộ địa, Diệp Thần mới vừa nghi ngờ xoay người, Nhâm Phi Phàm liền mở miệng nói. Luân hồi mộ địa. Thế nào, Diệp Thần hơi biến sắc mặt. Cho một mình ngươi nhắc nhở, cũng hoặc là, ngươi có thể hiểu là chuông báo động, không muốn quá độ lệ thuộc vào luân hồi mộ địa lực lượng, những người đó cũng không đơn giản, ngươi hiện tại tiếp xúc một phần chia nhốt ở thiên đạo cung đại năng, chỉ có thể gọi là bình thường đại năng, phía sau hơn 10 vị khốn ở thượng giới ở giữa đại năng, bất kỳ một người nào đều là cực kỳ nguy hiểm. Nhất là hắn một vị trong đó, hắn là vạn giới cấm kỵ. Nhắc tới vạn giới cấm kỵ bốn chữ, cho dù là Nhâm Phi Phàm vậy sắc mặt trang nghiêm, hiển nhiên đây là một vị cực kỳ cường hãn tồn tại. Liền Nhâm Phi Phàm đều như vậy nhìn thẳng, Diệp Thần giờ phút này vậy kinh ngạc, vạn giới cấm kỵ, nghe hết sạch cái này bốn chữ cũng biết đối phương tuyệt đối cường hãn. Người này và luân hồi mộ địa ở giữa cái khác tồn tại đều không cùng, hắn không phải thần niệm trạng thái, hắn chân thân bị hoàn toàn phong ấn ở luân hồi mộ địa bên trong, nếu như hắn tỉnh lại. Mà ngươi không có đầy đủ lực lượng chinh phục hắn, ngươi rất có thể bởi vì hắn mà hủy diệt. Nhâm Phi Phàm vô cùng nghiêm túc nói. Liền tiền bối ngươi đều cảm thấy khó giải quyết sao? Diệp Thần không nhịn được mở miệng hỏi nói, Nhâm Phi Phàm là hắn gặp được cường hãn nhất tồn tại. Ha ha, cho dù là ta vậy không có nắm chắc có thể đem hắn chân áp, cho nên ngươi muốn chú ý. Nhâm Phi Phàm đầy ngầm thâm ý cười một tiếng. Ta hiểu ý,
Biết được luân hồi mộ địa bên trong còn có đáng sợ như vậy tồn tại, Diệp Thần vậy cẩn thận. Đúng như là Nhâm Phi Phàm theo như lời, Diệp Thần cho tới nay đều rất lệ thuộc vào luân hồi mộ địa lực lượng, đây đối với hắn mà nói không hề là một chuyện tốt. Có thể sừng sững ở chư thiên vạn giới đỉnh tồn tại, cuối cùng đều phải theo dựa vào chính mình lực lượng, mượn ngoại lực, cuối cùng là không. Nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, Diệp Thần quyết định, sau này tận lực ít vận dụng luân hồi mộ địa lực lượng. Nếu như ngày nào không cẩn thận để cho vị này vạn giới cấm kỵ tích chữ đang thức tỉnh, đến lúc đó có thể gặp phiền toái. Mà vào lúc này, Nhâm Phi Phàm nhưng là lên tiếng lần nữa nói, Diệp Thần, người hẳn rõ ràng, người bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm, trước có ma hoàng diệt thế tai ương, sau có hiên viên mặc tà và mạc huyết minh, đế uyên điện và thượng giới nữ hoàng cũng là mắt lom lom. Một khi phát hiện thân phận chân thực của ngươi, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta không thể nhúng tay quá nhiều. Ngươi muốn làm ngươi trong đầu những chuyện kia, ngươi thời gian rất cấp bách, ngươi cần phải mau sớm cường đại lên. Nhâm Phi Phàm ánh mắt tựa như có thể nhìn thấu nhân tâm, thấy Diệp Thần ý nghĩ sâu trong nội tâm, thấy vậy Diệp Thần sắc mặt nghiêm nghị đứng lên, chậm rãi gật đầu một cái. Mặc dù Diệp Thần cảnh giới tăng lên đã đủ rất nhanh, thậm chí không người nào có thể cùng Diệp Thần sánh vai, nhưng là cái này như cũ không đủ, còn cần nhanh hơn. Ma Hoàng đã biến mất, không đúng ngay tại đi đối phó đường mình trên, còn có hiên viên Mạc Tà, trọng yếu nhất chính là đã biết mình luân hồi chi chủ thân phận Mạc Huyết Minh. Những người này uy hiếp cũng quá lớn, Diệp Thần hôm nay thực lực còn chưa đủ, nhất định phải mạnh hơn, mạnh đến có thể đem bọn họ giết chết, lau đi những thứ này uy hiếp. Người rõ ràng liền tốt, nếu ngươi tới nơi này, ta cũng nên đưa ngươi một đạo lễ vật, đó là ta ở lúc còn trẻ thành danh làm. Nhâm Phi Phàm nhìn Diệp Thần, đột nhiên đưa tay ra, một đạo ảo ảnh từ Diệp Thần trên mình bay ra, rơi vào Nhâm Phi Phàm trong tay. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, thanh kiếm này chính là Nhâm Phi Phàm ở lại Diệp Thần luân hồi mộ địa ở giữa lạc trần hàng long kiếm. Hàng long kiếm trở lại Nhâm Phi Phàm lòng bàn tay, lại vo ve rung động, tiết lộ ra một cổ vẻ thân thiết. Ha ha, rất lâu không gặp ngươi, bạn cũ. Nhâm Phi Phàm dửng dưng một tiếng, vô địch khí thế đột nhiên bùng nổ, một kiếm đâm về phía Diệp Thần. Một kiếm này, giống như thiên địa văng tung tóe, Diệp Thần tựa như thấy chư thiên vạn giới cũng hủy diệt, chín bánh xe huyết nguyệt từ trong phế tích từ từ dâng lên, vô tận huyết nguyệt ánh sáng bao phủ tới, giống như là thế gian cường hãn nhất nhất bén kiếm quang. Một kiếm này uy thế quá mức đáng sợ, thật là vô địch, Diệp Thần thậm chí quên hô hấp, vậy quên né tránh, ngơ ngác đứng tại chỗ. Một tiếng vang thật lớn ở Diệp Thần sau lưng vang lên, Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, nhìn về phía sau lưng, chỉ gặp sau lưng trên vách tường nhiều một đạo vết kiếm, và cái khác vết kiếm tản ra giống nhau hơi thở. Đây là huyết nguyệt đồ thiên trảm, kiếm động, huyết nguyệt động, có thể chảm phá thiên địa. Nhâm Phi Phàm ngạo nghễ nhìn Diệp Thần. Bình thường nói chuyện với nhau thời điểm, Nhâm Phi Phàm khí thế mặc dù siêu phàm, nhưng vậy coi là trên người bình dị dễ gần, nhưng là một động tới tay, Nhâm Phi Phàm vô địch khí thế liền triển hiện tinh tế, để cho nhân tâm tiếng rung động. Huyết nguyệt đồ thiên trảm, có thể chảm phá thiên địa, thật là vô địch. Diệp Thần nhìn vết kiếm, phía trên lưu lại kiếm ý còn để cho hắn cảm thấy lòng rung động, có thể gặp một chiêu này có mạnh mẽ dường nào bá đạo. Huyết nguyệt đồ thiên trảm tổng cộng cửu trọng, chỉ có vận dụng thanh kiếm này ngươi mới có thể thi triển, bởi vì lạc trần hàng long kiếm bên trong phong ấn ta một phần chia huyết nguyệt lực. Nhâm Phi Phàm tay cầm lạc trần hàng long kiếm nhắm ngay vách tường một kiếm chém ra. Vô địch khí thế bùng nổ, một đạo kiếm khí giống như muốn phá khai thiên địa vậy bay ra, Diệp Thần trong mắt hiện lên một vòng huyết nguyệt, mà hắn sau lưng lại thêm một đạo vết kiếm. Huyết nguyệt đồ thiên trảm, một tầng một tháng thăng, làm tháng 9 cùng thiên thời điểm, chính là cửu trọng kiếm ý, vậy đại biểu tu luyện viên mãn. Nhâm Phi Phàm vừa nói, một bên lại lần nữa xuất kiếm, huyết nguyệt đồ thiên trảm chiêu thức giống như là nghệ thuật vậy, hàm chứa vô cùng huyền diệu, đồng thời vậy tản ra một cổ nguyên hơi thở. Diệp Thần nhìn như mê như say, thật sâu rơi vào trong đó, theo Nhâm Phi Phàm ra tay, mỗi một lần kiếm ra, huyết nguyệt liền nhiều hơn một vòng. Một vòng huyết nguyệt, hai bánh huyết nguyệt, cho đến chín bánh xe huyết nguyệt cùng ra, giờ khắc này thiên địa đều bị biến dạng, vô tận hư không hiện lên, tháng 9 cùng trời, thật là vô địch, không có người có thể ngăn trở huyết nguyệt đồ thiên trảm cửu trọng kiếm ý. Học biết liền sao, một tiếng quát to đột nhiên vang lên, đem Diệp Thần thức tỉnh. Nhưng là đầu hắn bên trong vẫn là Nhâm Phi Phàm mới vừa thi triển kiếm chiêu,
không cách nào vung tán. Học biết liền một ít, Diệp Thần đàng hoàng trả lời, đây là Nhâm Phi Phàm chiêu thức, hàm chứa nguyên lực lượng, cho dù là Diệp Thần cũng không thể ngay tức thì học biết. Người cảnh giới bây giờ, sợ rằng liền huyết nguyệt đồ thiên trảm tầng thứ nhất kiếm ý đều không thi triển được, không học biết vậy không quan hệ. Nhâm Phi Phàm dửng dưng nói. Huyết nguyệt đồ thiên trảm chiêu thức đã in ở ngươi trong đầu, ngươi từ từ lĩnh ngộ, vũ kỹ này ngược lại là thích hợp ngươi lăng tiêu võ ý. Dứt lời, vô tận khí lưu phun trào, Nhâm Phi Phàm đem Lạc Trần Hàng Long kiếm nhẹ nhàng ném đi, ngay tức thì bay về phía Diệp Thần vội vàng một cái tiếp lấy. Cuồn cuộn khí lưu và huyết nguyệt lực dạo dực, Diệp Thần thậm chí cảm thấy một chút áp lực. Nhìn trong tay Lạc Trần Hàng Long kiếm, Diệp Thần ánh mắt chớp động. Hắn đúng là học biết liền một phần chia, mặc dù Nhâm Phi Phàm nói hắn liền tầng thứ nhất kiếm ý cũng thi triển không được, nhưng là hắn muốn thử nghiệm một tí. Huyết nguyệt đồ thiên trảm, Diệp Thần tay cầm Lạc Trần Hàng Long kiếm, dựa theo Nhâm Phi Phàm mới vừa tư thế, một kiếm chém ra, liền cảm thấy ở Lạc Trần Hàng Long kiếm bên trong có giống nhau huyết nguyệt lực lượng hiện lên. Cái này cổ huyết nguyệt lực lượng dẫn động trong sâu thẳm huyết nguyệt, một vòng huyết nguyệt hư ảnh chậm rãi hiện lên. Bất quá còn không có cùng Diệp Thần chém ra một kiếm này, còn chưa hoàn toàn thành hình huyết nguyệt hư ảnh liền bỗng nhiên bị bại. Hụ, Diệp Thần trong cơ thể hơi thở tan rã, cảm thấy vô cùng trọng áp hạ xuống trên người, thiếu chút nữa bị đè hộc máu, hắn đúng là liền tầng thứ nhất kiếm ý đều không thi triển được, thậm chí còn gặp phải cắn trả. Cảnh giới của ngươi còn cần tăng lên, càng nhanh một chút. Nhâm Phi Phàm đối với lần này không có phản ứng gì, chỉ là lạnh nhạt nhìn Diệp Thần nói. Vãn bối biết, đa tạ tiền bối ban cho chiêu. Diệp Thần ôm quyền nói. Nhâm Phi Phàm dửng dưng gật đầu một cái, tiếp theo thân thể nhưng là dần dần tiêu tán. Cái này vốn là Nhâm Phi Phàm hư ảnh, truyền thụ cho Diệp Thần huyết nguyệt đồ thiên trảm sau liền tản đi. Nhâm Phi Phàm tiêu tán, Diệp Thần im lặng thở dài, đang chuẩn bị rời đi, một giọng nói nhưng vang lên lần nữa. Không dự định và ta trò chuyện một chút sao? Đạo thanh âm này vô cùng quen thuộc, Diệp Thần đột nhiên quay đầu lại, chỉ gặp một cái khác mình liền đứng ở trước mặt, cười nhạt nhìn hắn. Bất quá hai người tới giữa, đường danh mặc dù tương tự, nhưng ăn mặc và khí chất chênh lệch quá xa. Ở Diệp Thần xem ra, trừ người bên cạnh, những người khác chỉ sẽ hoài nghi mình và Luân Hồi Chi Chủ giống nhau mà thôi. Luân Hồi Chi Chủ, Diệp Thần ánh mắt chớp động, đây là mình kiếp trước, lại gặp mặt. Luân Hồi Chi Chủ thân thể to lớn nguyên dậy phun trào, hai con người bên trong tựa như màu đen vòng xoáy. Một khi chặt nhìn chăm chú, sẽ lâm vào luân hồi. Đã từng là người thực lực ngút trời, thậm chí ở vực ngoại và thượng giới đều lưu lại rất nhiều truyền thuyết, vì sao phải lựa chọn chuyển thế sống lại. Người kết quả là đang sợ cái gì? Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Thiên. Diệp Thần đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Nếu đảm nhiệm không nói, vậy mình kiếp trước lưu lại hư ảnh tổng nên nói mấy câu. Nhưng mà Luân Hồi Chi Chủ nhưng là lộ ra một đạo nụ cười thần bí, Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Thiên. Bọn họ chưa bao giờ nhập qua mắt ta. Bọn họ nghĩ đủ phương cách để cho ta chết, để cho ta không cách nào tiến vào Luân Hồi, cũng không biết, một cái nắm trong tay Luân Hồi người khác có cái gì tư cách can thiệp. Ta lựa chọn, không phải là vì mình. Ta kẻ địch, cũng không phải Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên. Bất quá cái này nhất thế, ngươi như muốn chứng đạo, trở lại ta đỉnh cấp, bọn họ sẽ là ngươi trở ngại. Diệp Thần con ngươi híp lại, tiếp tục nói, dựa theo ý ngươi, ngươi lừa gạt toàn thế giới. Luân Hồi Chi Chủ không nói gì, tựa như rơi vào trầm tư, hồi lâu mới nói, nếu thật có thể lừa dối là tốt, sợ rằng có vài người đã sớm biết hết thảy, đang chờ ta chuyển thế sống lại. Diệp Thần mơ hồ bắt được cái gì, vừa định truy hỏi, Luân Hồi Chi Chủ ngắt lời nói. Ta cái này đạo hư ảnh tồn tại thời gian có hạn, có chút đã từng chuyện coi như để cho ngươi biết được, vậy không thay đổi được cái gì, thậm chí có thể ảnh hưởng ngươi đạo tâm. Nhâm huynh đem hắn đã từng vật đắc ý nhất cho ngươi. Ta cũng không có thể keo kiệt, dẫu sao ta là đã từng là ngươi. Lần này, chúng ta luận đạo. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Thần và Luân Hồi Chi Chủ xuất hiện trước mặt một cái cổ xưa bàn cờ. Luân Hồi Chi Chủ tay cầm một con trai. Mở miệng nói, vì sao là luân hồi? Vì sao là võ đạo đỉnh cấp? Thời gian đang dần dần trôi qua. Linh Võ Đại Lục, Phục Ma Điện Phân Điện. Một tòa cực kỳ khoáng đạt đền đứng ở Linh Võ Đại Lục Trung ương chi địa.
Đây vốn là linh võ đại lục mấy vực chung nhau địa giới, hàng năm chiến loạn. Nhưng là giờ khắc này, nhưng là cực độ bình tĩnh. Bởi vì đây là Phục Ma Điện. Nếu như hỏi bất kỳ một người nào linh võ đại lục người, hiện tại linh võ đại lục mạnh nhất thế lực là cái gì? Tất nhiên mỗi một người cũng sẽ trả lời Phục Ma Điện. Linh võ đại lục và thần quốc diệt thế tai ương, nếu là không có Phục Ma Điện, tất cả mọi người đều sẽ bị thiên ma chiếm đoạt. Lại lấy ở đâu như vậy hòa bình thịnh thế? Linh võ đại lục võ giả nếu như có tín ngưỡng, tất nhiên là Phục Ma Điện người thanh niên kia. Diệp Điện Chủ. Dĩ nhiên, vậy truyền kỳ vậy Diệp Điện Chủ căn bản không có thể chấn giữ Phục Ma Điện phân điện. Mà phân điện thành lập, toàn quyền do Lâm Nhã Cầm và Tử Ngưng các người phụ trách. Lâm Nhã Cầm và Tử Ngưng có thể nói là chỗ này Phục Ma Điện phân điện cao nhất quyền lợi tượng trưng. Bất quá, các nàng ngược lại là đối với cái loại này quyền lợi chưa từng có để ý nhiều. Các nàng sở dĩ không có ở đây thần quốc, mà là đi tới linh võ đại lục, chính là hy vọng cầm phân điện xây xong. Phân điện bên trong không chỉ có linh võ đại lục rất nhiều tín ngưỡng cường giả, càng sáp nhập vào sát tông và rất nhiều thế lực. Một bộ phồn thịnh hướng vinh cục diện. Dĩ nhiên, Lâm Nhã Cầm và Tử Ngưng cũng sẽ không ở linh võ đại lục ở lâu, các nàng thường xuyên lui tới thần quốc. Đối với các nàng mà nói, có Diệp Thần địa phương, mới có thể coi là trên cái gọi là nhà. Mà giờ khắc này, phân ngoài điện. Một người quần áo lam lũ bé gái khập khỉnh đi tới Phục Ma Điện phân điện ra. Nàng nhìn trước mắt khí thế khoáng đạt Phục Ma Điện ba chữ to, ngay tức thì lệ nóng doanh tròng. Đây là Phục Ma Điện, nàng tín ngưỡng địa phương. Nàng từng huyễn muốn tới nơi này, nhưng không nghĩ qua sẽ là cái này tình cảnh. Con đường đi tới này, nàng trải qua nàng cả đời chưa từng bị qua thống khổ. Nàng duy nhất tín ngưỡng chính là Chu Tỷ Tỷ giao phó. Nàng và Chu Tỷ Tỷ mặc dù bình thủy tương phùng, nhưng nàng không hy vọng Chu Tỷ Tỷ trở thành đáng chết kia huyết tế người. Nhìn canh phòng nghiêm ngặt Phục Ma Điện, Chân Nhi có chút rút lui. Nàng bây giờ dáng vẻ, sợ rằng liền Phục Ma Điện cũng không vào được đi. Thì như thế nào truyền đạt tin tức? Nàng thậm chí đang suy nghĩ, mình có thể hay không bị đuổi ra ngoài. Quay đầu lại vẫn là thất bại. Nàng ngừng nước mắt, do dự mấy giây, vẫn là hướng vậy mấy cái vóc người to lớn, khí tức cường đại Phục Ma Điện đệ tử giữ cửa đi tới. Nhưng mà, rất nhanh, những cái kia Phục Ma Điện đệ tử liền hướng nàng đi tới. Mỗi một bước, mặt đất cũng đang chấn động. Chân Nhi có chút luống cuống. Nàng sợ Phục Ma Điện người giữ cửa vậy sẽ như Vương Cửu Húc như vậy trên cao nhìn xuống. Thân thể của nàng đang run rẩy. Đúng như dự đoán, một cái Phục Ma Điện đệ tử đưa tay ra. Chân Nhi đang suy nghĩ, chẳng lẽ Phục Ma Điện đệ tử lại càng không kham, trực tiếp xuất kiếm chém chết mình. Nàng nhắm hai mắt, nhưng ước chừng mấy giây sau đó, nàng phát hiện mình còn sống. Nàng mở mắt ra, nhưng là phát hiện cái đó Phục Ma Điện đệ tử trong tay là một cái khăn tay. Vậy nhìn như khí thế ngập trời Phục Ma Điện đệ tử lộ ra một đạo nụ cười, mở miệng nói, cô gái nhỏ, người tại sao có thể như vậy? Có cần hay không hỗ trợ? Mau xoa một chút. Chân Nhi có chút không thể tin trợn to mắt mâu, nhưng nàng theo lễ phép vẫn là nhận lấy khăn tay, lau một tí mặt. Nàng có chút mộng, cũng không biết nên mở miệng như thế nào tiến vào Phục Ma Điện. Nhưng mà, ngay tại lúc này, đệ tử kia lại nói, cô gái nhỏ, ta xem trên mình ngươi mang theo thương thế. Nếu không chúng ta mang ngươi đi Phục Ma Điện y tế các đi, mặc dù không biết tại sao kêu cái này, nhưng nghe nói là điện chủ lấy tên chữ, y tế các chính là chữa thương địa phương. Chân Nhi trong mắt càng mở càng lớn, mình lại vẫn có thể đi vào Phục Ma Điện. Còn nữa, Phục Ma Điện đệ tử giữ cửa tốt như vậy nói chuyện. Các ngươi không sợ ta là người xấu, không sợ ta đối với Phục Ma Điện bất lợi. Chân Nhi thanh âm run rẩy nói. Lời này vừa nói ra. Phục Ma Điện đệ tử cười. Nơi này chính là Phục Ma Điện, chắc hẳn linh võ đại lục không có thế lực dám ở chỗ này động thủ. Còn nữa, điện chủ đã từng đã thông báo, Phục Ma Điện tôn chỉ là thủ hộ linh võ đại lục và người thần quốc, lại làm sao có thể đem các ngươi cản ở ngoài cửa. Còn nữa, Phục Ma Điện phân điện còn có một cái tôn chỉ, là linh võ đại lục người phục vụ. Người bất kỳ, có thỉnh cầu, hoặc là gặp phải bất công, đều có thể tới Phục Ma Điện. Đi thôi, đi y tế các, nơi đó có linh võ đại lục ưu tú nhất thần y. Chân Nhi giờ khắc này, nước mắt kềm nén không được nữa.
Nàng một mực khát vọng tìm được có nhiệt độ địa phương, vốn cho là ở Tàn Khốc Linh Võ Đại Lục căn bản không có thể tìm được. Nhưng là giờ khắc này, nàng gặp được. Đó chính là Phục Ma Điện. Nàng thậm chí không ức chế được muốn gặp cái đó thần tượng xung động. Cũng chỉ có cái loại này mang trong lòng bá tánh người, mới có thể thành lập như vậy cùng người khác bất đồng thế lực. Mấy đạo thân ảnh dần dần mạc nhập Phục Ma Điện phân điện. Khác thường ung dung. Cùng lúc đó, cổ chiến trường, Diệp Thần tự nhiên không biết Linh Võ Đại Lục sự việc, lần này, hắn và Luân Hồi Chi Chủ trò chuyện rất lâu, nhưng là nhưng chỉ chữ không trước thời hạn đời chuyện, ngược lại thảo luận Luân Hồi và Võ Đạo. Luân Hồi Chi Chủ đối với Luân Hồi Võ Đạo và thành tựu xa xa không phải hôm nay Diệp Thần có thể so sánh, trong chốc lát Diệp Thần được ích lợi không nhỏ. Diệp Thần sinh lòng cảm ngộ, đột nhiên nhận ra được trong cơ thể Hoàng Tuyền đồ dị động, Diệp Thần dương mắt nhìn một cái đối diện Luân Hồi Chi Chủ. Người cơ duyên đến, Luân Hồi Chi Chủ dửng dưng một tiếng. Nghe vậy, Diệp Thần chỉnh trọng gật đầu một cái, nhận ra được ở Luân Hồi mộ địa bên trong, Hoàng Tuyền đồ đang không ngừng chấn động, từng tia vô hình chập chờn từ Hoàng Tuyền đồ dâng trào hiện, dung nhập vào mình trong cơ thể. Diệp Thần trong lòng cảm ngộ ở trong nháy mắt lấy được giải đáp, rất nhiều nghi vấn ngay tức thì tiêu tán, hắn lập tức nhắm mắt ngồi xếp bằng, bắt đầu bế quan. Mà vào lúc này, Diệp Thần lại không có nhận ra được. Luân Hồi Chi Chủ bàn tay vung lên, Diệp Thần bị đưa ra khỏi sơn động, trên bầu trời huyết nguyệt biến mất, chỉ còn lại Diệp Thần treo trên không trung ngồi xếp bằng. Chủ nhân, thấy Diệp Thần đi ra, U Anh Quỷ Dữ vội vàng kích động kêu lên. Đừng lên tiếng, Già Thiên Ma Đế giờ phút này nhưng là nhìn ra đầu mối, nhận ra được Diệp Thần trên người có một cổ huyền diệu dị thường chập chờn, vội vàng ngăn lại U Anh Quỷ Dữ các người. Diệp Thần sợ rằng phải đột phá. Già Thiên Ma Đế ánh mắt chấn động, Diệp Thần vừa mới đột phá hỗn độn cảnh tầng 8 trời, bây giờ lại phải đột phá, đơn giản là vô địch. Mà nghe nói như vậy, U Anh Quỷ Dữ cũng không khỏi trợn to hai mắt, Tiểu Bạch và Diệp Lăng Thiên trợn mắt hốc mồm, Diệp Thần yêu nghiệt bọn họ đều biết, nhưng là tốc độ đột phá này vẫn là vượt ra khỏi bọn họ ý tưởng. Nơi này đồng thời, Luân Hồi Mộ Địa, Hoàng Tuyền Đồ trên đột nhiên đi ra một đạo thân ảnh, lại ra bây giờ bên ngoài. Đây là một tôn không có khuôn mặt cự nhân quanh thân còn quấn nước suối vàng, giống như phiêu mang vậy vây quanh hắn bay lượn. Cự nhân không có nửa câu nói nhảm, vừa xuất hiện liền hung hăng một quyền đập về phía Diệp Thần, cổ chiến trường đều ở đây một quyền này hạ chấn động, nước suối vàng vậy theo đồ sộ cánh tay của người chào hướng Diệp Thần. Cảm ứng được một quyền này, Diệp Thần đột nhiên mở hai mắt ra, hắn không kịp nghi ngờ mình tại sao sẽ từ trong sơn động rời đi. Thời gian đầu tiên ngăn cản cự nhân một quyền này. Hết thảy phát sinh quá đột nhiên, Diệp Thần không nghĩ tới mình lại đột nhiên ra bây giờ bên ngoài, hơn nữa còn khó hiểu tới một tôn cự nhân đối với tự mình ra tay. Pháp Hoa Tịch Diệt Thiên, Xích Trần Thần Mạch, bảo vệ. Diệp Thần nghiêm túc quát một tiếng, lau một cái sáng chói kim quang từ trên người hắn tách thả ra, ngay tức thì tạo thành một tầng Phật quang kết giới. Chung quanh trong hư không, cũng có thiên Phật thiện hát tiếng vang lên. Trang nghiêm nghiêm túc. Mà vào thời khắc này, người khổng lồ một quyền cũng ác tàn nhẫn đụng tới, Diệp Thần thậm chí phản ứng không kịp nữa, liền thấy Phật quang kết giới đột nhiên bể tan tành, người khổng lồ lực lượng thật là nghiền ép thương khung, Diệp Thần cũng bị sợ hết hồn. Oanh, Diệp Thần không kịp đề phòng dưới, trực tiếp bị một quyền này đánh bay, trực tiếp đập rơi trên mặt đất bên trên, đung đưa đầy trời bụi mù. Đột nhiên xuất hiện cự nhân vậy dọa Già Thiên Ma Đế các người giật mình. Giờ phút này thấy Diệp Thần bị thương, vội vàng phi thân tới chuẩn bị hỗ trợ. Không cần, Diệp Thần từ trong bụi mù bay ra, đưa tay chặn lại Già Thiên Ma Đế các người, hắn hơi thở mặc dù rối loạn, nhưng ánh mắt nhưng sáng ngời vô cùng. Diệp Thần đã từ người khổng lồ trên mình phát giác Hoàng Tuyền lực, điều này hiển nhiên là Hoàng Tuyền đồ khảo nghiệm, mình muốn lấy được Hoàng Tuyền đồ lực lượng, phải độ qua cửa ải này. Nghe vậy, Già Thiên Ma Đế do dự một chút. Sau đó mang đám người tránh cự nhân, đồng thời nhắc nhở Diệp Thần nói, chính ngươi cẩn thận một chút. Rõ ràng, Diệp Thần gật đầu một cái, cực nhanh điều chỉnh trong cơ thể rối loạn linh khí, mà giờ khắc này cự nhân đã lại lần nữa một quyền đánh tới. Nơi này đồng thời, cự nhân còn mở miệng gầm lên, trong Hoàng Tuyền đồ chúng sanh tương, chúng sanh vì sao tương. Quát một tiếng hỏi, trực kích Diệp Thần nội tâm, Diệp Thần trong nháy mắt thất thần, hắn trước mắt không có cổ chiến trường. Không có cự nhân, càng không có ầm ầm tới quả đấm. Hoàng Tuyền đồ đem hết thảy cướp lấy, ở Hoàng Tuyền đồ bên trong,
là chúng sanh bóng người, chúng sinh, có người đang nghỉ ngơi, có người ở làm ruộng, có người ở hưởng lạc, có người ở bị khó khăn. Hết thảy tất cả đều ở đây Diệp Thần trong mắt, Diệp Thần trong đầu vang trở lại người khổng lồ vấn đề, ánh mắt càng phát sáng rỡ. Chúng sinh, bất luận là đang làm gì, ở trải qua cái gì, bọn họ trong lòng đều có chấp niệm. Chúng sanh tương là chấp niệm, Diệp Thần đột nhiên gầm lên. Trong nháy mắt, Hoàng Tuyền Đồ tiêu tán, người khổng lồ quả đấm xuất hiện ở trước mắt, nhưng ở Diệp Thần trước mặt dừng lại, tiếp theo cự nhân thu hồi quả đấm. Chấp niệm như thế nào phá rõ ràng, cự nhân lại lần nữa ồm ồm dương ra miệng lớn hỏi. Chấp niệm không thể phá, Diệp Thần lại lần nữa nói. Nói bậy, cự nhân giơ lên quả đấm, hung hăng đập tới. Chúng sanh đều có chấp niệm, niệm dậy chấp sinh, miễn cưỡng đọc một chút không bao giờ tuyệt tức. Diệp Thần coi thường cái này hủy thiên diệt địa một quyền, tự mình mở miệng nói chuyện. Chấp niệm không tích chữ, chúng sanh không sinh. Lời này vừa nói ra, người khổng lồ quả đấm lại lần dừng lại, tiếp theo hắn nhìn Diệp Thần lộ ra nụ cười, chậm rãi gật đầu, tiếp theo lại tiêu tán ở giữa thiên địa, mà cự nhân quanh thân vòng quanh nước suối vàng nhưng hóa thành từng đạo tinh thuần Hoàng Tuyền Đồ lực lượng, tràn vào Diệp Thần trong cơ thể. Trong nháy mắt, Diệp Thần trong cơ thể chấn động không nghỉ, lực lượng cuồng bạo hướng bốn phương cuộn sạch, trong chiến trường cổ bỗng nhiên bồng bềnh dậy một cổ huyền diệu khó giải thích hơi thở, để cho Già Thiên Ma Đế đám người sắc mặt đại biến. Kiếp nạn, Già Thiên Ma Đế không thể tin xem hướng bầu trời. Mà Tiểu Bạch giờ phút này mê mang nháy mắt một cái, U Anh Quỷ Dữ và Diệp Lăng Thiên hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng kinh hãi. Diệp Thần bất quá là đột phá hỗn độn cảnh 9 tầng trời, vì sao sẽ đưa tới kiếp nạn, đây là ý gì? Mà vào lúc này, Diệp Thần trong cơ thể vậy truyền tới nổ vang, hắn chưa đột phá, kiếp nạn liền đột nhiên xuất hiện, để cho Diệp Thần nội tâm vậy chấn động không dứt, trong nháy mắt hơi thở rối loạn, bị nội thương. Đáng chết, Diệp Thần căm tức nhìn thương khung, từng đạo quỷ dị lực lượng ở phía trên hội tụ, đây là lôi kiếp lực lượng. Mà ở trong người, Hoàng Tuyền Đồ lực lượng đang chấn động, đem Diệp Thần kinh lạc cũng nổ tung, Diệp Thần vội vàng điều tức, nghiêm túc hấp thu cái này cổ đáng sợ lực lượng. Coi như lôi kiếp hạ xuống thì như thế nào, đột phá đang ở trước mắt, Diệp Thần không thể nào dừng lại. Từng cổ một Hoàng Tuyền Đồ lực bị Diệp Thần nhanh chóng hấp thu, mà vào lúc này, cổ chiến trường vực sâu bên trong, sát khí và oán khí lại độ kích động, lại từ trong vực sâu cuộn sạch ra. Trước chín bánh xe huyết nguyệt xuất hiện, sợ sát khí oán khí quay đầu trốn chui như chuột, nhưng là giờ phút này chín bánh xe huyết nguyệt rời đi, sát khí và oán khí lại độ kéo nhau trở lại. Mặc dù bị cắn nuốt phần lớn sát khí oán khí, nhưng là lưu lại sát khí oán khí vẫn là vô biên vô tận vậy, đối với Diệp Thần một đám mà nói vẫn là cực kỳ đáng sợ tồn tại. Hơn nửa giờ phút này, vực sâu đối với Già Thiên Ma Đế hận ý đã tiêu tán, bởi vì nó từ Diệp Thần trên mình bắt được chiến hồn kết tinh hơi thở, chiến hồn kết tinh là nó thai nghén vô số năm kết quả, lại bị Diệp Thần luyện hóa, nó hận ý ngút trời. Nhà rột gặp liền đêm mưa, lôi kiếp buông xuống. Trong cơ thể Hoàng Tuyền Đồ lực lượng vậy không yên ổn, giờ phút này đầy trời sát khí oán khí lại cuốn tới, đây là muốn đem Diệp Thần mặc kệ vào chỗ chết. Mà vào lúc này, Diệp Thần ngược lại trong lòng hiểu ra, đây là thiên địa không cho hắn Diệp Thần đột phá, cho nên vào giờ khắc này mới xuất hiện nhiều như vậy kiếp nạn, muốn để cho hắn bỏ mạng ở nơi này. Thiên không cho ta, ta Diệp Thần liền muốn đạp trời mà đi. Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, thương khung mây đen hội tụ. Tiếng sấm nổ vang, tựa hồ bị Diệp Thần gầm thét chọc giận. Già Thiên Ma Đế thấy sát khí oán khí thẳng xông lên Diệp Thần, không khỏi sắc mặt đại biến, Diệp Thần đến đột phá thời khắc mấu chốt, còn có lôi kiếp trở ngại, lúc này nếu như hơn nữa sát khí này oán khí, Diệp Thần nguy ở một sớm một chiều. Theo ta ngăn trở, Già Thiên Ma Đế phi thân lên, thẳng trùng sát khí oán khí, ma khí ngút trời cuộn sạch ra, Lục Tiên kiếm đứng mũi chịu sào, trực tiếp đâm vào sát khí oán khí bên trong. Suy, Lục Tiên kiếm một đường không biết mất đi nhiều ít sát khí oán khí, nhưng là đối với mênh mông vô cùng sát khí oán khí mà nói nhưng lộ vẻ được nhỏ nhặt không đáng kể. Mà lúc này Già Thiên Ma Đế cũng cùng sát khí oán khí đụng vào nhau, Già Thiên Ma Đế lực lượng cuồng bạo không chút do dự dưới vào sát khí oán khí bên trong. Sát khí ma khí quá mức bàng bạc, Già Thiên Ma Đế ngạnh hám dưới sắc mặt trắng bệch, nhưng lại kiên trì không lùi bước chút nào. Tiểu Bạch và U Oanh Quỷ Dữ các người giờ phút này vậy xông lên, trợ giúp Già Thiên Ma Đế chống lại sát khí oán khí.
Diệp Thần không kịp băn khoăn người khác, giờ phút này trong cơ thể hắn lại có một tôn tôn nhỏ xíu ảo ảnh hiện lên, những thứ này ảo ảnh lại tất cả đều là Diệp Thần mình, nhưng là bọn họ cả người đen thui như mực, ở Diệp Thần kinh lạc bên trong lao nhanh, phá hoại. Ảo ảnh đem Diệp Thần kinh mạch cũng đánh nát, để cho Diệp Thần xương cốt nổ tung, đau Diệp Thần cả người run rẩy. Đáng chết, Diệp Thần không khỏi gầm thét, đây là kiếp nạn, tối tăm lôi kiếp, võ giả đột phá lúc trong cơ thể sẽ xuất hiện bản ta ảo ảnh, những thứ này ảo ảnh do trời lực ngưng tụ, ở võ giả trong cơ thể trắng trợn phá hoại. Tối tăm lôi kiếp là cực kỳ đáng sợ, chiếu lý mà nói Diệp Thần cảnh giới này căn bản không có thể gặp gỡ như vậy kiếp nạn, huống chi lôi kiếp chưa thành hình, tối tăm lôi kiếp lại đã xuất hiện, thiên địa đây là có hơn không tha cho Diệp Thần. Muốn cho ta chết, ta càng muốn sống. Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, viêm bia ở mạch lạc bên trong hiện lên, hướng về phía một tôn tôn ảo ảnh cuộn sạch ra. Đầy trời ánh lửa ở Diệp Thần kinh lạc bên trong sáng lên, từ bên ngoài xem, Diệp Thần khắp cả người đỏ bừng, tản mát ra vô tận nhiệt lượng. Viêm bia xuất hiện, để cho ảo ảnh ngay tức thì mất đi, nhưng tối tăm lôi kiếp không phải như thế dễ dàng vượt qua, một cái ảo ảnh mất đi, thì có hai tôn ảo ảnh hiện lên. Diệp Thần chỉ có thể để cho viêm bia không ngừng qua lại ở kinh lạc bên trong, đánh chết một cái lại một cái ảo ảnh. Nơi này đồng thời, Diệp Thần vậy ở trong lòng gầm lên, thiên long bát thần âm. Úm, bá, đâu, đi, be be, ỏ, ô, ba, hồng mông nốt nhạc ở Diệp Thần trong cơ thể hiện lên, ở Diệp Thần kinh lạc bên trong qua lại, đối phó một tôn tôn ảo ảnh. Ngay sau đó, Diệp Thần lại thi triển pháp hoa tịch diệt thiên. Bảo vệ mình kinh lạc thân xác, tiếp theo liền chuyên tâm luyện hóa hoàng tuyền đồ lực lượng, trong thời gian ngắn nhất đột phá. Oanh, thương khung nổ vang, giới vực thành bên trong, thương khung nổ tung, từng đạo sấm sét khí tràn vào. Lôi đình này khí dường như muốn hủy diệt thiên địa vậy, mênh mông uy nghiêm, đáng sợ cực kỳ, giới vực thành ở giữa người tất cả đều ngẩng đầu lên, rung động nhìn bầu trời. Đây là vực ngoại và thượng giới mới có lôi kiếp lực lượng, tại sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ trời muốn mất ta giới vực thành? Có người nhìn ra đầu mối, tuyệt vọng gầm thét. Đây không phải là xông lên chúng ta tới, là có người đột phá gặp trời phạt, đây là trời muốn trách phạt người kia. Làm sao có thể, một người đột phá, làm sao có thể đưa tới đáng sợ như vậy lôi kiếp, nếu quả thật là bởi vì là có người đột phá dẫn tới, vậy người này nhất định sẽ ở lôi kiếp hạ tiêu diệt, vĩnh hằng tiêu tán. Rắc rắc, đáng sợ lôi đình lực vẫn ở chỗ cũ hội tụ. Nguyên bản cũng đã đủ đáng sợ, nhưng là giờ phút này vẫn còn đang không ngừng tăng cường, để cho người nhìn không khỏi ra đầu tê dại, cảm thấy tuyệt vọng. Diệp Thần không ngừng luyện hóa hoàng tuyền đồ lực lượng, giờ phút này hắn cũng có cảm ngộ, hoàng tuyền đồ lực lượng quá mức cường hãn, bất quá là để cho mình hấp thu một chút xíu, lại có thể để cho mình đột phá, đây là bực nào vô địch. Mà cũng chính là bởi vì mình là mượn hoàng tuyền đồ lực lượng đột phá, cho nên đưa tới thiên địa không cho. Trời muốn khiển trách mình, muốn cho mình hình thần câu diệt. Đây cũng chính là nói, nếu như Diệp Thần giờ phút này buông tha sử dụng hoàng tuyền đồ lực lượng đột phá, lôi kiếp liền sẽ biến mất, nhưng là Diệp Thần mặt mũi nhưng tràn đầy tức giận. Hoàng tuyền đồ nguyên bản chính là đồ ta dựa vào nó đột phá, nơi nào đến phiên người khác tới cua tay múa chân, cho dù là thiên cũng không được. Ý niệm cùng nhau, Diệp Thần trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra vô tận lực lượng, giờ khắc này. Diệp Thần đột phá, mà trong cơ thể hắn tối tăm lôi kiếp ngưng tụ một tôn tôn ảo ảnh cũng bị lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt mất đi, hoàn toàn tiêu trừ, lại cũng sẽ không xuất hiện. Tối tăm lôi kiếp vượt qua, Diệp Thần ánh mắt chớp động, nhưng là xem hướng bầu trời, chỉ gặp một cái to lớn lỗ hổng ở cổ chiến trường trên bầu trời hiện lên. Giới vực thành bên trong, vô cùng lôi đình lực ở trên trời lại lần nữa phá mở một cái vết rách, sấm sét tràn vào trong đó, mây đen kèm theo sau đó. Cái này vô cùng vô tận lôi đình lực đều là từ giới vực thành bầu trời tới trước, sấm sét ở trên trời nổi lên, đông nghịt mây đen cuốn tới, giống như một cái che trời bàn tay lớn vậy đem thương khung cũng chộp vào lòng bàn tay. Từng tia lôi đình lực hội tụ vào một chỗ, lại ngưng tụ thành từng cái lôi long ở đen thui trong biển mây lăn lộn, giống như ở trong biển rộng lao nhanh. Lăn lộn đồng thời, lôi long nhưng toàn bộ đối với Diệp Thần trợn mắt nhìn, luôn luôn phát ra một tiếng giống giận. Tựa hồ ở đời thiên xích trách Diệp Thần, muốn cho Diệp Thần cúi đầu. Nhìn những thứ này lôi long, Diệp Thần sắc mặt đổi được vô cùng ngưng trọng, đây không phải là thần quốc và giới vực thành lực lượng, không phải thuộc về thần quốc và giới vực thành lôi kiếp,
đây là vực ngoại và thượng giới lôi kiếp. Đáng chết, Diệp Thần không nhịn được tức giận mắng, cái này lôi kiếp để cho hắn cảm thấy khắp cả người phát rét, nếu quả thật muốn độ kiếp, sợ rằng 10 phần chết chắc. Ta không thể nào chết, Diệp Thần ánh mắt kiên nghị, sát kiếm cầm trong tay, nhắm ngay thương khung cao giọng gầm lên. Cuồng bạo sấm sét ở trên trời bên trong nổi lên, từng cái lôi long ở trong mây đen dạo chơi. Nơi này đồng thời, giới vực thành đã rơi vào khủng hoảng bên trong, bọn họ nhìn lôi đình lực lại lần nữa phá mở một cái không gian tràn vào trong đó, mặc dù không biết ở nơi này không gian sau đó là nơi nào, nhưng mơ hồ có thể nhận ra được ngay tại giới vực thành bên trong. Không thể nào, làm sao có thể có người thật đưa tới như vậy lôi kiếp. Một người tóc bạc hoa dâm ông già không thể tin hết. Sợ không phải có kinh thế yêu nghiệt xuất hiện. Đi lên xem, có người thực đang tò mò, phi thân đi tới trên bầu trời, muốn đến gần sấm sét phá vỡ không gian xem xét một phen là địa phương nào. Chỉ là còn không có cùng cái này người đến gần, đáng sợ lôi đình lực liền bị chọc giận, lôi đình lực không phân chia địch ta, nhận ra được hắn đến gần, liền lập tức xông ra vô tận lôi quang, trực tiếp đem hắn đánh thành cặn bã. À, phía dưới mọi người vây xem nhất thời kinh hô lên. Một màn này đích thực quá đáng sợ, chỉ là đến gần liền bị trực tiếp đánh giết. Tên này hoàn toàn là tự tìm chết, như vậy lôi kiếp là hắn có thể đến gần sao, cho dù là liếc mắt nhìn đều có lớn nhân quả. Có người kêu to, đồng thời nhắm mắt lại. Cũng có người giờ phút này nhưng trợn to hai mắt, lôi kiếp không cách nào đến gần, nhưng bọn họ từ đầu đến cuối muốn do thám rõ lôi kiếp vì sao tới, vì vậy thi triển bí pháp muốn dò ngó. Chỉ là còn không có tra rõ lôi kiếp xuất hiện nguyên nhân, thi triển bí pháp người cặp mắt liền bỗng nhiên nổ tung, thậm chí có người đúng cái đầu cũng nổ tung, tình cảnh hết sức sợ hãi. Đáng chết, đây thật là lớn nhân quả, các vị dù sao cũng không muốn định do thám rõ, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này lôi kiếp không phải người ta có tư cách đi tra cứu, buông tha đi. Nhưng mà cái này lôi kiếp liền ở trên trời bên trong, nếu như bùng nổ. Giới vực thành sợ không phải muốn hủy trong chốc lát. Có người lo lắng, nhưng nhiều người hơn nhưng đối với lần này không hề lo lắng, lôi kiếp hiển nhiên là nhằm vào độ kiếp người mà đến, giới vực thành sẽ không bị vạ lây người vô tội. Trong chiến trường cổ, Diệp Thần cũng không biết giới vực thành bên trong phát sinh hết thảy, chỉ là căm tức nhìn trên bầu trời lôi kiếp. Từng cái lôi long dữ tợn gầm thét, hô hấp gian vô số lôi quang ở trong miệng mũi cuồn cuộn, nhìn qua hết sức kinh người. Mà cái này trong thời gian ngắn ngủi, đã có hơn 10.000 lôi long hiện ra. Điều này lôi long ta cũng không chịu nổi, lại ngưng tụ như vậy nhiều, đây là muốn tru diệt chủ nhân à. U oanh quỷ dữ sắc mặt sợ hãi kêu lên. Nhắm lại người miệng mắm muối, coi như lợi hại hơn nữa lôi kiếp Diệp Thần ca ca vậy nhất định có thể vượt qua. Tiểu Bạch nghe vậy không khỏi trợn mắt nhìn u oanh quỷ dữ một mắt. Thấy vậy u oanh quỷ dữ lúng túng ngậm miệng. Ngược lại là một bên Diệp Lăng Thiên gật đầu một cái, tựa hồ tán thành Tiểu Bạch nói. Già Thiên Ma Đế không có cùng bọn họ nói chuyện, chỉ là sắc mặt ngưng trọng nhìn bầu trời ở giữa lôi kiếp. Già Thiên Ma Đế vậy phát hiện đầu mối, cái này lôi kiếp quá mức đáng sợ, lại phá vỡ thần quốc quy tắc, đây là tới từ vực ngoại và thượng giới lực lượng, Diệp Thần cảnh giới trước mắt rất khó ngăn cản. Diệp Thần, hết thảy đều phải dựa vào chính ngươi, người ngoài không thể nhúng tay Diệp Thần lôi kiếp. Già Thiên Ma Đế giờ phút này cũng không giúp được, chỉ có thể ở trong lòng là Diệp Thần cầu nguyện. Một giây kế tiếp, trên bầu trời nổi lên thật lâu lôi đình lực bỗng nhiên bạo động, một cái lôi long dẫn đầu lao xuống, quyển tịch trước vô tận lôi quang ầm ầm đánh về phía Diệp Thần, miệng to như chậu máu tở lớn vô cùng. Tự tìm cái chết, Diệp Thần ánh mắt uy nghiêm, một cái rút ra sát kiếm, hủy diệt mộ đạo bùng nổ, ngay tức thì đem lôi long chảm phá. Nhưng mà điều này lôi long mới vừa tiêu diệt, phía sau lại có trăm ngàn lôi long theo nhau mà tới, lôi long số lượng quá nhiều, tựa như trên bầu trời xuống một tràng lôi long mưa to, không lấy tiền tựa như liều chết xung phong. Tràng diện này quá mức đáng sợ, hủy diệt vậy lực lượng để cho tất cả mọi người đều nội tâm rung động, ở như vậy thế công hạ, Già Thiên Ma Đế đều cảm thấy tay chân lạnh như băng, cái này lôi kiếp thật là vô địch. Mà Diệp Thần giờ phút này đối mặt cái này lôi kiếp dù cho mọi thứ thủ đoạn. Nhưng cũng khó mà toàn bộ ngăn cản, trong nháy mắt bị chìm ngập ở lôi hải bên trong. Diệp Thần bóng người bị vô cùng lôi quang che đậy, Già Thiên Ma Đế các người không thấy rõ tình hình bên trong, từng cái lo âu vô cùng. Mà ở lôi hải bên trong, Diệp Thần râu tóc đứng thẳng, cuồng bạo sấm sét lực lượng để cho trong cơ thể hắn linh khí cũng đang rung động.
mà ở Diệp Thần quanh thân, hủy diệt mộ đạo hội tụ, Phật quang kết giới bùng nổ, Thiên Long bát thần âm thi triển, Hồng Mông nốt nhạc đi đôi với Phật quang kết giới đem hết toàn lực ngăn cản sấm sét đánh. Chỉ là lôi kiếp đích thực quá đáng sợ, cho dù là Pháp Hoa Tịch Diệt Thiên và Thiên Long bát thần âm hỗ trợ lẫn nhau, cũng khó mà ngăn cản, không bao lâu Phật quang kết giới liền ánh sáng ảm đạm. Đây là cái gì quỷ lôi kiếp? Diệp Thần không nhịn được tức miệng mắng to, sắc mặt hắn đã đổi được vô cùng nhợt nhạt, mà Phật quang bên ngoài kết giới, vô cùng lôi long nhưng giữ tợn gầm thét, điên cuồng hướng về phía Phật quang kết giới phát động công kích. Một giây kế tiếp, Phật quang kết giới lại cũng không nhịn được, đột nhiên tan biến, mà Diệp Thần Long Viêm thần mạch bùng nổ, trên mình bay ra một con rồng lửa. Cũng cho ta đi chết, Diệp Thần gầm lên, hỏa long uy phong lẫm lẫm, khí thế vô địch, trực tiếp nghiền nát vô số lôi long. Nhưng là lôi long số lượng quá nhiều, giờ phút này Diệp Thần lại là thân ở lôi hải bên trong, một cái mới vừa lôi long mất đi, khác một cái liền lại lần nữa ra đời, thật là vô cùng vô tận, làm sao cũng giết không xong. Ở vô tận lôi long dưới sự công kích, hỏa long vậy không đỡ được, mắt vừa ý trăm cái lôi long đánh tới, Diệp Thần vội vàng vận dụng xích trần thần mạch, canh kim thiết bích hiện lên, ngăn trở lần này đánh vào. Diệp Thần đổ bay ra, bị lôi long đánh lực lượng toàn thân tan rã, trạng thái kém tới cực điểm. Trước mắt lôi kiếp là Diệp Thần trải qua đáng sợ nhất, thậm chí để cho hắn sinh ra không cách nào ngăn cản tâm tư, muốn trực tiếp buông tha. Phấn khởi, ngay tại lúc này, ba đạo thanh âm từ trong đầu vang lên, Diệp Thần cảm thấy một cổ lực lượng trào vào bên trong cơ thể, nhất thời ổn định bạo động linh khí, một kiếm chém chết vào tới mấy cái lôi long. Sư tôn, Diệp Thần trong lòng vui mừng, thời khắc nguy cơ Hoàng Tuyền Tam Tổ xuất hiện, đây là chuyện tốt. Diệp Thần, ngươi làm sao đưa tới như vậy lôi kiếp? Hoàng Tuyền kiếm tổ giờ phút này nhưng là vô cùng khiếp sợ, bọn họ ba người nhận ra được Diệp Thần độ kiếp có nguy cơ liền lập tức đi ra, nhưng chưa từng nghĩ đến cái này lôi kiếp như vậy đáng sợ. Đây là vực ngoại và thượng giới lực lượng, ngươi thân ở thần quốc, không đúng, ngươi làm sao ở giới vực thành? Hoàng Tuyền thuật tổ giờ phút này không khỏi cau mày, giới vực thành có ở đó hay không thần quốc bên trong, đúng là có thể đưa tới vực ngoại và thượng giới lôi kiếp. Nhưng là đây bất quá là lý luận mà thôi, người thường cho dù là ở giới vực thành đột phá, cũng không khả năng có đáng sợ như vậy lôi kiếp, chỉ có thể nói Diệp Thần vận khí quá kém. Người vận dụng Hoàng Tuyền đồ lực lượng đột phá, cho nên mới sẽ trêu chọc tới như vậy lôi kiếp. Hoàng Tuyền đạo tổ ánh mắt híp một cái, do thám rõ chân tướng sự tình, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Hoàng Tuyền đồ lực lượng, lời này vừa nói ra, Hoàng Tuyền kiếm tổ và Hoàng Tuyền thuật tổ đồng thời kinh hãi. Hoàng Tuyền đồ dính dấp nhân quả vô số, Diệp Thần mượn Hoàng Tuyền đồ lực lượng đột phá, thảo nào sẽ trêu chọc tới như vậy thiên kiếp. Đây là trời phạt, thiên không cho ngươi mượn Hoàng Tuyền đồ lực lượng, ngươi đây là tự tìm cái chết à? Hoàng Tuyền thuật tổ không nhịn được oán giận nói. Cái này lôi kiếp quá mức đáng sợ, đơn giản là chiếm đoạt thiên địa oai, cho dù là bọn họ ba cái đều cảm thấy sợ hãi. Ba vị sư tôn, Hoàng Tuyền đồ vốn là đồ ta. Ta dùng Hoàng Tuyền đồ lực lượng đột phá, bằng cái gì không được. Diệp Thần nghe vậy không khỏi cao giọng nói. Nghe vậy, Hoàng Tuyền Tam Tổ không khỏi ngẩn ra, Diệp Thần khí thế bùng nổ, và kiếp trước luân hồi chi chủ như nhau, để cho bọn họ tựa như trở lại đi qua. Ba vị sư tôn, Hoàng Tuyền đồ lực lượng ta tất nhiên là phải dùng, trước hay là giúp ta vượt qua cái này lôi kiếp đi. Diệp Thần thanh âm lại lần nữa vang lên. Nghe vậy. Hoàng Tuyền Tam Tổ hai mắt nhìn nhau một cái, mới vừa trong nháy mắt đó cảm giác, để cho bọn họ lại nữa nghi ngờ Diệp Thần cách làm, ngược lại quả quyết ra tay. Dùng Hoàng Tuyền Mẫn Thiên Quyết, Hoàng Tuyền Thuật Tổ lớn tiếng nói, có ta ba người giúp ngươi, Hoàng Tuyền Mẫn Thiên Quyết lực lượng có thể tăng trưởng gấp đôi có thừa. Nghe nói như vậy, Diệp Thần nhất thời vận dụng Hoàng Tuyền Mẫn Thiên Quyết, Hoàng Tuyền cương khí mới bắt đầu còn rất yếu, căn bản không ngăn được lôi đình lực. Nhưng là Hoàng Tuyền Tam Tổ ra tay một cái, Hoàng Tuyền cương khí lập tức bàng bạc đứng lên. Diệp Thần thuận thế lấy ra một chai nước suối vàng luyện hóa, Hoàng Tuyền cương khí ngay tức thì bạo tăng, trong nháy mắt đem bốn phía lôi long nghiền nát, cuồng bạo Hoàng Tuyền cương khí cuốn sạch toàn bộ lôi hải, giống như vô tận ngân hà rủ xuống vậy, chỗ đi qua liền sấm sét đều bị phai mờ. Ở Hoàng Tuyền Tam Tổ dưới sự giúp đỡ, Diệp Thần tạm thời ổn định trận cước, có thể ngăn cản lôi kiếp. Giờ phút này ngoại giới, Già Thiên Ma Đế nhìn trước mắt to lớn lôi cầu, từng cái vô cùng khiếp sợ, lôi cầu này còn đang không ngừng mở rộng,
tựa hồ phải đem toàn bộ cổ chiến trường cũng chiếm cứ vậy. Tầm thường độ kiếp bất quá là lôi kiển mà thôi, lần này lôi kiếp nhưng hào hùng không giống, chắc hẳn lôi cầu nội bộ giờ phút này đã biến thành lôi hải, thật là để cho người tuyệt vọng. Không biết chủ nhân hiện tại thế nào, U Oanh Quỷ Dữ lo lắng lẩm bẩm. Mà vào thời khắc này, giới vực thành ngoài trăm dặm Ngụy Dĩnh, lại đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía giới vực thành phương hướng. Đáng sợ như vậy lôi kiếp, là ai? Ngụy Dĩnh cảm thấy trong lòng dâng lên một chút bất an, ánh mắt trong chốc lát đổi được thâm thúy vô cùng. Chỉ chốc lát sau, Ngụy Dĩnh trong mắt lóe lên vẻ lo âu, độ kiếp người lại là Diệp Thần. Đây là vực ngoại và thượng giới lực lượng, căn bản không thuộc về thần quốc, Diệp Thần muốn vượt qua lôi kiếp, sợ rằng muôn vàn khó khăn, thậm chí có thể sẽ bại lộ thân phận. Ngụy Dĩnh ánh mắt chớp động, thân hình nhưng bỗng nhiên biến mất, nàng không thể để cho những người đó biết Diệp Thần luân hồi chi chủ thân phận. Lôi kiếp bên trong, hoàng tuyền cương khí vây quanh ở Diệp Thần quanh thân, lôi đình vô tận bị ngăn cách bên ngoài, có thể hoàng tuyền cương khí cũng ở đây cực nhanh tiêu hao, Diệp Thần sắc mặt dần dần trắng bệch. Oanh, một cái lôi long đột nhiên đánh vỡ hoàng tuyền cương khí, cuồng bạo lôi đình lực tràn vào Diệp Thần trong cơ thể. T, Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này lôi kiếp lực lượng quá mức đáng sợ, cái này lôi đình lực đều là trước đó chưa từng có cường hãn, trong nháy mắt liền đem trong cơ thể hắn máu thịt hủy diệt. Cho ta chấn giết, Diệp Thần lực lượng bùng nổ. Xích Trần thần mạch, mở. Lăng Phong thần mạch, mở. Hủy diệt mộ đạo, mở. Xích Trần thần mạch, hủy diệt mộ đạo, toàn đều điên cuồng bộc phát ra ngút trời hơi thở, lực lượng cuồng bạo ở trong người cuộn sạch, lôi đình lực bị ngay tức thì mất đi. Nhưng mà một giây kế tiếp, vô số điều lôi long tất cả đều xông phá hoàng tuyền cương khí, rối rít tràn vào Diệp Thần trong cơ thể, vô tận lôi đình lực ở Diệp Thần trong cơ thể trắng trợn phá hoại. Không thể tiếp tục như vậy. Hoàng tuyền tam tổ hai mắt nhìn nhau một cái, đem mình lực lượng mượn cho Diệp Thần. Trong chốc lát, Diệp Thần khí thế lại lần nữa bạo tăng, thành công đem lôi đình lực ngăn cản bên ngoài, mà giờ khắc này lôi hải bên trong, từng cái lôi long nhưng phát sinh dị động. Tựa hồ là lôi kiếp phát hiện lôi long không làm gì được Diệp Thần, lôi đình vô tận lực lại bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một đạo đen nhánh xiềng xích vậy sấm sét. Cái này sấm sét vừa xuất hiện, lôi hải ở giữa lôi long đều đang phát ra kêu gào, rối rít chạy trốn tứ phía. Nhưng là sấm sét khóa tốc độ thật là vô địch, ngay tức thì bay ra, xuyên thủng từng cái lôi long, lại đem lôi long làm chất dinh dưỡng vậy hấp thu. Cắn nuốt lôi long sau đó, đen nhánh sấm sét xiềng xích sáng bóng càng phát sáng rỡ, lôi hải bên trong 8 cái phương vị, đột nhiên bay lên 8 cái sấm sét xiềng xích. Không tốt, sấm sét thiên khóa. Hoàng tuyền tam tổ thấy một màn này, không khỏi lạc giọng hô. Sấm sét thiên khóa, là thế gian đáng sợ nhất một loại lôi kiếp, cho dù là thánh tổ cảnh ngộ đến sấm sét thiên khóa cũng phải rơi được một cái mất mạng bi thảm kết quả. Không nghĩ tới, Diệp Thần bất quá là đột phá đến hỗn độn cảnh tầng thứ 9, liền chiêu chọc tới sấm sét thiên khóa, cái này lôi kiếp là muốn hoàn toàn chu diệt Diệp Thần. Diệp Thần, nhất định phải kháng cự. Hoàng tuyền tam tổ lại lần nữa truyền lực lượng cho Diệp Thần. Diệp Thần gắt gao trợn mắt nhìn bay tới đen nhánh xiềng xích, lôi đình này thiên khóa hơi thở làm cho tâm thần người rung mạnh, phảng phất là chưa từng bên trong địa ngục bay tới, mang một cổ câu hồn đoạt phách khí tức đáng sợ. Oanh, sấm sét thiên khóa đột nhiên tới, tốc độ nhanh Diệp Thần cũng không thấy rõ, trong nháy mắt đâm vào hắn thân thể, đem hắn thân xác xuyên thủng. Diệp Thần máu vẩy tại chỗ, sấm sét thiên khóa tốc độ quá mức đáng sợ. Hắn thậm chí không kịp làm ra ứng đối liền bị thương nặng. 8 cái sấm sét xiềng xích đem Diệp Thần xuyên thủng, tiếp theo mang đến bầu trời bên trong, từng cái lôi long gào thét tới, miệng to như chậu máu bên trong nổi lên kinh người lực lượng. Oanh, lôi đình vô tận từ lôi long trong miệng phún ra ngoài, Diệp Thần bị sấm sét điên cuồng cháy, đau khổ kịch liệt để cho hắn hận không được trực tiếp bất tỉnh. Diệp Thần cắn chặt hàm răng, dùng hết lực lượng toàn thân chống đỡ cái này đáng sợ lôi kiếp. Nguy hiểm nhất vẫn là lôi đình này thiên khóa. Đây là thuộc về Diệp Thần cơ duyên nha, ngày mai đặc sắc hơn nhớ bỏ phiếu tháng nha, sao mũ gạch dưới mũ sao. Diệp Thần rất rõ ràng, nếu như không giải quyết lôi đình này thiên khóa, hắn tất nhiên chết ở chỗ này. Thiên khóa xuyên thủng thân xác, Diệp Thần linh khí điều động cũng đổi được vô cùng khó khăn, dưới tình thế cấp bách, Diệp Thần một cái rút ra sát kiếm, ngang nhiên chém về phía một cái sấm sét thiên khóa. Kinh thiên nổ vang,
Sát kiếm chạm đến sấm sét thiên khóa trong nháy mắt liền bị nổ tung, Diệp Thần cánh tay đều bị nổ mình đầy thương tích. Bất quá cũng may, điều này sấm sét thiên khóa bị Diệp Thần chặt đứt, nhưng là còn có 7 cái vẫn tồn tại như cũ. Phải toàn bộ chặt đứt, Diệp Thần trong ánh mắt sắc bén bùng nổ, phát động tàn nhẫn tới, không để ý chút nào đạt tới trên người đau nhức, sát kiếm cuồng bạo chém về phía lại một cây sấm sét thiên khóa. Diệp Thần thật ra thì có nắm chắc trực tiếp đem sấm sét thiên khóa toàn bộ chặt đứt, nhưng là hắn không dám động dùng như vậy lực lượng. Bởi vì Diệp Thần hôm nay ở giới vực thành, nếu như ở chỗ này vận dụng như vậy lực lượng, rất có thể bị thượng giới và vực ngoại biết mình thân phận, đến lúc đó liền không xong. Như vậy thứ nhất, Diệp Thần liền vô cùng gian nan, ngạnh kháng đau khổ kịch liệt đối kháng lôi kiếp. Lôi hải ra, giả thiên ma đế một đám chăm chú nhìn trước mắt to lớn lôi cầu, không biết Diệp Thần ở lôi kiếp bên trong tình huống, lo âu vạn phần. Nguy cơ lúc đó, một vị mang cái khăn che mặt thiếu nữ giờ phút này lại đột nhiên xuất hiện, từ trên trời hạ xuống, thẳng xông lên lôi kiếp. Đừng hòng, giả thiên ma đế một mực ở là Diệp Thần hộ pháp, giờ phút này thấy có người đột nhiên đến gần, còn tưởng rằng là sẽ đối Diệp Thần bất lợi, nhất thời ra tay. Tiền bối, là ta, Ngụy Dĩnh thanh âm truyền ra, giả thiên ma đế ngẩn ra, vội vàng thu tay lại. Ngươi tại sao cũng tới? Giả thiên ma đế kinh ngạc nhìn Ngụy Dĩnh mở miệng hỏi nói. Ngụy Dĩnh nhìn giả thiên ma đế, chau mày, ta dò xét thiên cơ. Phát hiện Diệp Thần gặp gỡ lớn mất đi lôi kiếp, cho nên tới tương trợ. Nghe vậy, giả thiên ma đế sắc mặt âm trầm, lớn mất đi lôi kiếp. Cái này lớn mất đi lôi kiếp nhưng mà trong truyền thuyết thiên kiếp, là lôi kiếp bên trong đáng sợ nhất tồn tại, chỉ là xóa bỏ tồn tại, cho tới bây giờ không có sinh linh có thể ở lớn mất đi lôi kiếp hạ còn sinh, Diệp Thần làm sao sẽ đưa tới lớn mất đi lôi kiếp. Lớn mất đi lôi kiếp mặc dù đáng sợ, nhưng ta tin tưởng Diệp Thần có thể vượt qua. Ta lo lắng chính là hắn thân phận bại lộ. Ngụy Dĩnh xem hướng bầu trời, thiên lôi cuồn cuộn, lôi đình vô tận lực nổ ầm vang khắp, toàn bộ giới vực thành cũng đang chấn động. Nghe vậy, giả thiên ma đế lại nữa lời nói, hắn rõ ràng Ngụy Dĩnh nói trọng yếu bực nào, nếu như Diệp Thần thân phận bại lộ, tất nhiên có thiên đại nguy cơ. Ngươi có thủ đoạn gì? Giả thiên ma đế đưa mắt nhìn Ngụy Dĩnh. Muốn ở chỗ này cùng lôi kiếp hạ che đậy Diệp Thần hơi thở. Giả thiên ma đế cũng không nghĩ tới phương pháp, lớn mất đi lôi kiếp quá mức đáng sợ, vô tận thiên lôi cổn đáng, giống như là muốn hủy diệt thế gian hết thảy. Tuyệt hàn đế tôn, thần thông cái thế, che giấu thiên cơ. Ngụy Dĩnh không trả lời giả thiên ma đế mà nói, ngược lại thanh quát một tiếng, sử dụng hai giọt thần quang sáng chói, ánh sáng rực rỡ cái thế, đế uy khoáng đạt cuồn cuộn máu tươi. Đây là thời đại thượng cổ, thứ nhất đảm nhiệm tuyệt hàn cung cung chủ. Tuyệt hàn đế tôn một giọt máu tươi. Đế tôn máu tươi xuất hiện, nhất thời, băng hàn vạn giảm khí thế bùng nổ, toàn bộ cổ chiến trường đều tựa như thời gian đình trệ, tất cả mọi người ánh mắt cũng phong tỏa ở nơi này hai giọt đế tôn máu tươi bên trên, thậm chí không nhịn được nghĩ quỷ sát. Cuồng bạo khí tức hủy diệt, cơ hồ phải đem toàn bộ cổ chiến trường cũng hủy diệt, vô hình gió lớn vây quanh đế tôn máu tươi gào thét lên, cổ chiến trường chỗ sâu thanh âm đều đang phát ra kêu gào. Đế tôn máu tươi, đáng sợ như vậy. Giả thiên ma đế thấy một màn này, không khỏi xúc động một tiếng, thảo nào Ngụy Dĩnh có nắm chắc bảo vệ Diệp Thần thân phận. Mà vào thời khắc này, đế tôn máu tươi ở trên trời bay lượn, lại vẽ ra thái cực bát quái hình vẽ, tiếp theo hướng về phía Diệp Thần độ kiếp lôi cầu trấn áp xuống, lực lượng vô địch bao phủ xuống, ngay tức thì đem lôi cầu giam ở trong đó. Thánh hàn bảo vệ đại trận, Ngụy Dĩnh lại lần nữa thanh quát một tiếng. Vậy vượt qua hết thảy lực lượng đem trên bầu trời cuồn cuộn thiên lôi cũng che giấu mở, lau một cái chấn động thức cổ kim ánh sáng đem Diệp Thần độ kiếp lôi cầu bao phủ. Lôi kiếp và Diệp Thần lại bị ngăn cách ra, đây chính là trong truyền thuyết chu diệt hết thảy, không thể chống cự, vô địch lớn mất đi thiên lôi. Giả thiên ma đế rung động trong lòng, đế tôn máu tươi là thật vô địch, lại có thể làm đến bước này. Lôi kiếp bị ngăn cách, Diệp Thần bị thống khổ cũng đem chậm lại. Không có trên bầu trời cổn đáng lôi đình vô tận bổ sung, bảo vệ đại trận bên trong lôi đình lực sớm muộn phải bị hao hết. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời khoáng đạt vô địch lôi kiếp nhưng hơn nữa cuồng bạo, Ngụy Dĩnh cử động hiển nhiên chọc giận lôi kiếp, thiên đều tức giận. Sắc sắc, bầu trời vào giờ khắc này rạn nứt, một đạo giống như vô tận vực sâu vậy đen nhánh kẽ hở hiện lên ở trước mắt mọi người. Một cổ lực lượng vô danh từ trong khe chảy ra, tất cả mọi người đều cảm thấy khắp cả người phát rét.
một cổ tuyệt vọng từ trong nội tâm bay lên, đây là trong sâu thẳm sức mạnh to lớn, thiên lực lượng, người bất kỳ đều không cách nào kháng cự. Bỏ trở lại cho ta. Đối mặt cái này lực lượng vô địch, Ngụy Dĩnh lại giận quát một tiếng, một trường vỗ về phía kẽ hở. Một màn này thiếu chút nữa để cho U Oanh Quỷ Dữ các người tại chỗ hù chết, đây chính là trời, Ngụy Dĩnh lại coi trời bằng vung, lại dám nhìn trời không tiếc lời, đơn giản là vô địch. Mà giờ khắc này, đi đôi với Ngụy Dĩnh tức giận mắng, kẽ hở vậy chấn động, vô cùng lôi đình lực, kinh thế thiên lôi ngưng tụ, hủy thiên diệt địa vậy xông về Ngụy Dĩnh. Oanh, cổ chiến trường giờ phút này đã biến thành một nơi khủng bố chi địa, vô tận thiên lôi cổn đáng, vô số thê lương chói tai kêu rên vang khắp, chết ở chỗ này thượng cổ lưu lại ý thức cũng sợ hãi. Mà Ngụy Dĩnh đứng ở nơi này sáng rực thiên lôi dưới, nhưng sắc mặt không thay đổi, quần áo trên người theo gió múa, thần thánh cao ngạo như tiên tử, đáy mắt tràn đầy khinh thường, hiện ra uy nghiêm vô thượng. Tuyệt Hàn Thiên Đế Trảm, Ngụy Dĩnh một kiếm chém ra, dường như muốn phá diệt thiên khung. Cực hạn kiếm quang ánh chiếu toàn bộ cổ chiến trường. Oanh, cực hạn hồng mông hơi thở, diễn hóa ra tuyệt kiếm lạnh lẽo quang, mang xuyên qua thiên địa, phá giết vũ trụ vô địch khí thế, ngay tức thì cùng bầu trời bên trong bạo giết xuống kinh thế thiên lôi đụng vào nhau. Kinh thế thiên lôi lại bị một kiếm này hoàn toàn mất đi, mà tuyệt kiếm lạnh lẽo quang nhưng chưa từng dừng bước, mang hủy thiên diệt địa vô địch khí thế, thẳng xông lên trên bầu trời kẽ hở. Vù vù, thiên địa vào giờ khắc này ông minh tựa hồ đang nổi giận, lại gầm thét, từng đạo kinh thế thiên lôi từ trong khe hiện lên, hủy diệt hết thảy đáng sợ khí thế tràn ngập toàn bộ cổ chiến trường. Chỉ là còn không có cùng kinh thế thiên lôi thai nghén ra, hạ xuống cổ chiến trường, Ngụy Dĩnh kiếm quang liền chém ở thiên khung kẽ hở trên. Bầu trời nổ vang, bầu trời tựa hồ cũng bị đánh bể, đầy trời mây đen bị nổ tán, vô số không gian mảnh vỡ rơi xuống xuống. Mà đang rung chuyển trên bầu trời. Kẽ hở nhưng chậm rãi khép lại, thấy một màn này, Tiểu Bạch há to mồm, Ngụy Dĩnh lại một kiếm đem thiên ý chí cũng bức lui, đây là bực nào thủ đoạn. Phốc xích, Ngụy Dĩnh như vậy nhất kích cố nhiên cường thế, nhưng vậy đưa đến hắn trực tiếp hộc máu, máu tươi đỏ thấm liền trước ngực áo quần, bất quá nàng ánh mắt nhưng càng phát ra ác liệt, mơ hồ tới giữa có một cổ cao nhất đế tôn ý vị, để cho người nhìn mà sợ. Đứng ở bầu trời bên trong, Ngụy Dĩnh nhìn về phía Thánh Hàn bảo vệ đại trận. Giờ phút này đang vững vàng đem Diệp Thần che phủ ở trong đó. Trong lòng an thần một ít, Ngụy Dĩnh biết rõ lôi kiếp sẽ không lúc này bỏ qua, đứng ở trên bầu trời bày trận mà đợi, mà giờ khắc này hai đạo kẽ hở chậm rãi hiện lên. Vô tận lôi hải bên trong, Diệp Thần lộ vẻ được vô cùng nhỏ bé, nhưng hắn nhưng giống như bàn thạch vậy nghị lực cùng vô tận cổn đáng sấm sét bên trong, thân hình đỉnh thiên lập địa. Mặc dù không thấy được ngoại giới phát sinh hết thảy, nhưng là Diệp Thần giờ phút này cũng có phát giác, lôi kiếp lực lượng đột nhiên nhỏ rất nhiều, hắn mới vừa chặt đứt 8 sợi sấm sét thiên khóa, liền phát giác lôi hải tựa hồ rút nhỏ. Có người chờ cách ngoại giới lôi kiếp, che giấu tất cả mọi người điều tra. Diệp Thần ánh mắt chớp động, hắn rõ ràng có người đang giúp mình. Mà vào lúc này, nguyên bản mất đi bổ sung lôi hải đã dừng lại, nhưng lại đột nhiên bạo động, giống như là gánh nước đánh một trận ma thần vậy, ngưng tụ tất cả lôi đình lực. Phải làm cuối cùng đánh một trận sao? Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, sau lưng không gian lại bị lực lượng vô hình cắt rời, trong sâu thẳm, tựa hồ có vật gì phải xuất hiện. Sau lưng vô số sấm sét đều bắt đầu mất đi, Diệp Thần nhìn chăm chú trước mắt phiên trào vô tận lôi hải, cổn đáng lôi đình lực ngưng tụ ra hủy thiên diệt địa làm bộ dạng sợ hãi hơi thở. Dần dần, từng cái cánh tay đột nhiên từ lôi hải bên trong đưa ra. Đây là... Diệp Thần con người đột nhiên co rúm một cái, đây lại là từng đạo do lôi đình lực hội tụ mà thành sinh linh, không một ngoại lệ, những sinh linh này hơi thở cũng không có so đáng sợ, có diệt thế giống vậy uy nghiêm. Triều đại chết tại lôi kiếp tuyệt thế thiên kiêu, Hoàng Tuyền Tam Tổ giờ phút này cũng ở đây luân hồi mộ địa bên trong kinh hô thành tiếng. Chết tại lôi kiếp tuyệt thế thiên kiêu, nghe nói như vậy, Diệp Thần tâm thần rung mạnh, đây là lôi kiếp ở đánh chết độ kiếp người sau đó. Đem đối phương hết thảy cũng khắc xuống, dùng lôi đình lực ngưng tụ sống lại tới đối kháng những thứ khác độ kiếp người. Sợ rằng, đây là từ cổ chí kim, tất cả chết tại lớn mất đi lôi kiếp thiên kiêu. Hoàng Tuyền thuật tổ thanh âm trầm thấp. Ở trong đoạn thời gian này, Hoàng Tuyền tam tổ vậy đoán được cái này hủy thiên diệt địa vậy đáng sợ lôi kiếp là cái gì. Nghe vậy, Diệp Thần sắc mặt bộc phát nghiêm túc, khóe miệng nhưng dần dần miệng nhếch một cái cười nhạt. Cái gì chó má lớn mất đi lôi kiếp?
cái gì thiên kiêu, có thể bị giết chết, coi như trên là thiên kiêu sao? Diệp Thần cười lạnh, bộc phát ra cực kỳ sát ý cường đại, thẳng mặt đối mặt xuất hiện một tôn tôn sinh linh, một đám gà vườn chó đất, chính là thiên lôi cũng muốn chu diệt ta, nằm mơ. Nghe được Diệp Thần mà nói, cuồn cuộn sấm sét biển chấn động, những thứ này do lôi đình lực ngưng tụ sống lại thiên kiêu vậy thốt nhiên giận dữ. Những thiên kiêu này đã hoàn toàn tan thành mây khói, liền linh hồn cũng hoàn toàn mất đi, nhưng bọn họ khí thế vẫn như cũ tồn lưu, đều là thiên chi kiêu tử, bọn họ không cho phép người khác làm nhục mình. Từng đạo sáng chói thần quang bùng nổ, lực lượng cuồng bạo chấn cổ thước kim, có mênh mông hồng mông hơi thở tràn ngập ra, cuồng bạo lôi đình lực tàn phá. Diệp Thần con người có giúp một cái, những thứ này sấm sét ngưng tụ thiên kiêu lại vẫn có thể thi triển hồng mông cổ pháp, thật là nghịch thiên, trước mắt mấy chục tôn thiên kiêu, đồng thời sử dụng hồng mông cổ pháp, thật là muốn hủy thiên diệt địa. Mưa bụi phúc thiên sương mù, 33 thiên hồng mông cổ pháp, thượng cổ bay giao đại đế thần thông, giờ phút này lại bị sấm sét thiên kiêu thi triển ra. Vô cùng lôi đình lực ngưng tụ thành sấm sét khói mù, sấm sét hóa thành giọt mưa cuồn cuộn nhỏ xuống. Thiên cương tuyệt mệnh phù, lại một chiêu hồng mông cổ pháp, cao nhất thiên cương sát khí phun trào, 7 cái tuyệt mệnh ký tự bay ra. Từng đạo hồng mông cổ pháp ngưng tụ, lôi đình vô tận đại dương cũng vào thời khắc này hoàn toàn sôi trào, Diệp Thần cảm thấy không thể địch nổi trọng áp hạ xuống, tựa như chư thiên vạn giới cũng nặng ở đầu vai. Coi như là các ngươi cũng sống lại, cũng phải bị ta trấn áp. Diệp Thần giận quát một tiếng, vô địch khí thế bùng nổ. Còn lại tất cả trang bị nước suối vàng bình toàn bộ nổ tung, bị luyện hóa hấp thu, ở sau lưng hắn, lại có một vòng vòng tròn hiện lên, thần bí luân hồi hơi thở lưu chuyển ra, dường như muốn đem thiên địa cũng nhét vào luân hồi. Trong nháy mắt, vô số đạo hồng mông cổ pháp bay đến trước mặt, nhưng Diệp Thần nhưng mặt không đổi sắc, bình tĩnh như thường, ngoại giới có người là hắn che giấu thiên cơ, hắn mới dám thi triển vận dụng như vậy luân hồi lực lượng, đây cũng là hắn có lòng tin vượt qua lần này lôi kiếp nguyên nhân. Cho ta trấn giết, Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, thiên địa kêu gào đứng lên, mất đi hết thảy, luân hồi hết thảy lực lượng cuộn sạch ra. Vô số hồng mông cổ pháp không tung lên một chút sóng gió, tựa như cùng một luồng khói xanh bị người nhẹ nhàng thổi tán vậy biến mất hầu như không còn, những cái kia bị lôi kiếp ngưng tụ, bản không linh tính thiên kiêu, giờ phút này đều đang thân thể run rẩy. Đây không phải là bọn họ sợ, mà là luân hồi lực lượng quá mức đáng sợ, hủy thiên diệt địa vậy thật là vô địch. Ngừng tụ thiên kiêu lôi đình lực đang run rẩy, đang cầu xin tha. Oanh, tất cả thiên kiêu ở trong nháy mắt mất đi, mà vào thời khắc này, một đạo hơi thở cực kỳ kinh khủng, tựa như ở trên trời còn chưa mở ra lúc đó, liền tồn tại man hoang cấm kỵ hơi thở dần dần ở lôi hải sâu ra thai nghén. Ngụy Dĩnh Lăng không đứng, giờ phút này trên bầu trời bốn đạo kẽ hở hiện ra vô tận dị tượng, đao thương kiếm kích, búa rìu câu xoa, vô số thần uy cuồn cuộn vũ khí bị sấm sét ngưng tụ mà thành. Gào thét chém về phía Ngụy Dĩnh. Những vũ khí này khí thế thật là vô địch, kinh thế vậy kinh người, chỗ đi qua không gian nổ tung, vô số không gian mảnh vỡ lôi cuốn trên đó. Ngụy Dĩnh bước lui hai đạo kẽ hở, giờ phút này nhưng lại xuất hiện bốn nói, hơn nữa trong khe gào thét mà đến công kích càng phát ra đáng sợ, cho dù là Ngụy Dĩnh cũng có chút không nhịn được, sắc mặt đổi được tái nhợt. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên triệt thiên địa long ngâm vang lên. Tiếp theo một đầu rồng thần ra đời, lại biến dạng hư không, trực tiếp hạ xuống ở cổ chiến trường bên trong. Rồng thần khí thế khoáng đạt, giống như cao quý nhất uy nghiêm tồn tại, vô tận thần uy cuộn sạch, Ngụy Dĩnh cũng tâm thần chấn động. Tạm thời tâm thần không yên, Ngụy Dĩnh nhất thời bị đầy trời sấm sét vũ khí gây thương tích, thấy một màn này, rồng thần đột nhiên động. Long chảo hư không nắm chặt, vô cùng sức mạnh to lớn hiện lên, lại cách không đem sấm sét vũ khí bóp vỡ. Đồng thời rồng thần còn bay về phía trên bầu trời một kẽ hở, lực lượng vô địch đánh, ngay tức thì đem kẽ hở đánh nát. Ngươi là ai? Thấy người đến cũng không phải là kẻ địch, Ngụy Dĩnh thở phào nhẹ nhõm, giờ phút này nhưng thấy rồng thần biến thành là một tôn thiếu nữ. Diệp Lạc Nhi, Ngụy Dĩnh kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Lạc Nhi lại sẽ chạy tới nơi này. Diệp Lạc Nhi ánh mắt lạnh lùng, vẫn còn lộ ra lau một cái vùng vẫy, nàng mặc dù phong ấn trí nhớ. Nhưng là lúc tu luyện nhưng cảm ứng được Diệp Thần nguy cơ. Mặc dù không muốn nhúng tay người khác sự việc, nhưng là nội tâm nhưng có một giọng nói để cho nàng hạ xuống nơi đây, bảo vệ Diệp Thần. Diệp Lạc Nhi muốn đem ý niệm đè xuống, nặng tim tu luyện, nhưng là nhưng căn bản không làm được, thậm chí thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma,
lúc này mới đến chỗ này vừa thấy. Hừ, Diệp Lạc Nhi nhìn Ngụy Dĩnh hừ lạnh một tiếng, để cho Ngụy Dĩnh cảm đều có chút không giải thích được. Vậy người ở đâu? Diệp Lạc Nhi vừa nói, ánh mắt đã rơi vào to lớn lôi cầu bên trên, nàng có thể nhận ra được, để cho nàng sâu trong nội tâm muốn người phải bảo vệ, ngay tại lôi cầu bên trong. Người bảo vệ đại trận muốn phá. Diệp Lạc Nhi ánh mắt tàn nhẫn, một mắt liền nhìn ra Ngụy Dĩnh Thánh Hàn bảo vệ đại trận đã muốn không chịu nổi, trực tiếp ra tay. Vù vù, vài giọt tinh thuần cực kỳ máu rồng đột nhiên xuất hiện, giữa trời đất một cổ không thể địch nổi, chấn áp hết thảy, khí thế khoáng đạt cực kỳ oai rồng đột nhiên tràn ngập ra. Mà đây mấy giọt máu rồng nhưng là dung nhập vào Thánh Hàn bảo vệ trong đại trận, nhất thời ánh sáng ảm đạm xuống bảo vệ đại trận lại lần nữa lớn sáng lên minh. Đa tạ. Ngụy Dĩnh sâu đậm nhìn Diệp Lạc Nhi một mắt, ôm quyền nói. Ta, Diệp Lạc Nhi giờ phút này nhưng là ánh mắt dãy giụa, nàng nhớ lại chút gì, trong đầu hiện lên Diệp Thần bóng người. Bất quá một giây kế tiếp, thân ảnh này liền ngay tức thì bể tan tành, Diệp Lạc Nhi thậm chí bùng nổ một cổ xung động, xông vào lôi kiếp bên trong giết chết Diệp Thần, nhưng là cái này xung động cũng ở đây ngay tức thì tiêu tán. Đợi hắn lôi kiếp vượt qua, ta liền rời đi, Diệp Lạc Nhi lạnh lùng thầm nói. Mà vào thời khắc này, trên bầu trời kẽ hở cũng không từng ngừng nghỉ, lôi đình vô tận lực lại ngưng tụ ra một tôn tôn sinh linh, và Diệp Thần ở sấm sét trong đại dương gặp lôi kiếp thiên kiêu giống nhau. Sấm sét thiên kiêu, cái này hủy diệt hết thảy khí thế. U oanh quỷ dữ trợn to hai mắt. Sấm sét đại dương bên trong, Diệp Thần mới vừa tiêu diệt một đám sấm sét thiên kiêu, cả người lực lượng tựa như bị ngay tức thì hao hết, thân thể cũng như nhũn ra. Chỉ là giờ phút này, kinh khủng hơi thở nhưng dần dần tràn ngập ra, để cho Diệp Thần hô hấp cũng ngay tức thì đình trệ. Một viên không thèm chú ý đến hết thảy, xóa bỏ hết thảy, phảng phất từ thiên địa mở ra trước liền tồn tại, mãi mãi bất hủ, vĩnh hằng bất diệt, chỉ là liếc mắt nhìn liền có thể để cho người thường bạo thể mà chết, để cho tu sĩ nổi điên điên cuồng to lớn con ngươi chậm rãi từ sấm sét trong đại dương dâng lên. Đây là một viên lôi đình lực hội tụ con ngươi, nhưng lớn vô cùng, tựa như trời trăng sao. Vô tận uy nghiêm bao phủ xuống, sấm sét đang không ngừng hướng con ngươi hội tụ. Cách gần, Diệp Thần có thể cảm nhận được vậy cổ hủy diệt hết thảy, tan biến thiên địa, coi trời bằng vung vô địch khí thế, hắn thậm chí có thể thấy con ngươi trên những cái kia sấm sét ngưng tụ ra rất nhỏ mạch lạc. Đây là cái đầu gì? Diệp Thần không khỏi phát ra nghi vấn, cái này con ngươi để cho hắn cảm thấy khô miệng khô lưỡi, trong cơ thể linh khí thậm chí đều bắt đầu điên cuồng, ở kinh lạc bên trong sông ngang đánh thẳng. Chúng ta cũng không biết, Hoàng Tuyền Tam Tổ giờ phút này vậy sắc mặt hoảng sợ, khiếp sợ mở miệng nói, đáng sợ như vậy ánh mắt, tới từ như thế đáng sợ cấm kỵ tồn tại, bọn họ cũng chưa bao giờ gặp qua. Diệp Thần nguyên bản còn lấy là tiêu diệt sấm sét thiên kiêu sau đó, lôi kiếp liền đem kết thúc, không nghĩ tới còn sẽ có một viên cực kỳ kinh khủng con ngươi xuất hiện, cái này sợ rằng mới là lớn mất đi lôi kiếp cuối cùng sấm tai. Con ngươi còn đang không ngừng phồng lớn. Con người bốn phía hư không ở sụp đổ sinh diệt, vô tận khí tức hủy diệt từ trong hư vô phun trào ra, hủy thiên diệt địa vậy đáng sợ sức mạnh to lớn cuốn sạch toàn bộ sấm sét đại dương. Đối mặt như vậy coi trời bằng vung hủy diệt tồn tại, Diệp Thần ánh mắt nhưng càng phát ra ác liệt, đột nhiên gầm lên, quản ngươi là thứ gì, cho ta trấn áp. Sau lưng luân hồi chi bàn bùng nổ uy năng, luân hồi hơi thở đem nghiền nát hết thảy, tan biến vạn cổ, khuấy bể hoàn vũ. Mà vào lúc này, con người vậy hoàn toàn bùng nổ, vô tận bảy màu thần quang lại sáng lên, hội tụ thành một đạo mênh mông vô địch bảy màu thần quang, ngay tức thì bắn ra. Bảy màu thần quang bên trong lại có vô tận sinh linh, những sinh linh này đều là khuôn mặt dữ tợn nguyên hồn, bọn họ không cam lòng, bọn họ gầm thét, nhưng càng nhiều hơn kêu rên, vô cùng thê lương, nghe vào tai đóa bên trong để cho người cả người phát rét. Trong nháy mắt, luân hồi lực cùng bảy màu thần quang đụng vào nhau. Đáng sợ bảy màu thần quang bị phai mờ, cho dù là hủy thiên diệt địa tồn tại, ở luân hồi lực cũng không đủ xem. Chỉ là giờ phút này, con mắt bốn phía lại hiện lên từng hạt tròn đầu lâu, những thứ này đầu lâu khuôn mặt dữ tợn, cặp mắt trống rỗng, tản mát ra vô tận thần uy, giờ phút này tất cả đều há mồm ra. Từng đạo hồng mông nốt nhạc bay ra, hồng mông lực phun trào bơm vào đến bảy màu thần quang bên trong, con người bỗng nhiên nổ tung, lại có nguyên khí chập chờn. Toàn bộ tràn vào đến bảy màu thần quang bên trong. Oanh, bảy màu thần quang vào giờ khắc này lại phá vỡ luân hồi lực, đáng sợ uy thế để cho thiên địa run rẩy, để cho vạn vật kêu rên,
giới vực thành ở giữa vô số người giờ phút này cũng không kềm hãm được quỳ sụp xuống đất. Bọn họ không biết mình ở quỳ bái cái gì, thậm chí không biết mình tại sao quỳ, nhưng tất cả đều quỷ thần xui khiến quỳ xuống. Xong rồi, Diệp Thần nhìn bảy màu thần quang hủy diệt vậy khí thế, sắc mặt biến, mà vào lúc này, bảy màu thần quang nhưng từ Diệp Thần bên người bay qua, xuyên thủng vô tận lôi hải, đâm rách Ngụy Dĩnh cùng Diệp Lạc Nhi liên thủ ngưng tụ bảo vệ đại trận. Bảy màu thần quang thẳng tắp xông vào bầu trời, đâm rách không gian, thậm chí đâm rách thời gian, tất cả mọi người đều cảm đến thời gian vào giờ khắc này đình trệ. Hủy thiên diệt địa vậy sức mạnh to lớn đi đôi với bảy màu thần quang chợt lóe lên, tiếp theo xuyên thủng hư không bảy màu thần quang xông vào hoàn vũ bên trong, vô số ngôi sao ở bảy màu thần quang chạm hạ hóa thành bụi bặm, tất cả mọi người đều bị một màn này sợ mí mắt nhảy loạn, hô hấp đình trệ. Bảy màu thần quang đâm rách đại trận ngay tức thì, đang tại đối phó trên bầu trời kẽ hở Ngụy Dĩnh và Diệp Lạc Nhi cũng sắc mặt đại biến, bảo vệ đại trận bị phá, Diệp Thần nếu như vận dụng luân hồi lực lượng, nhất định sẽ bị người cố ý phát hiện. Vô cùng may mắn, tại đại trận bị phá trước, Diệp Thần đã hao hết lực lượng, luân hồi chi bàn đã thu hồi, đồng thời bảy màu thần quang khí thế cũng quá mức đáng sợ, giữa trời đất hấp hối luân hồi hơi thở đã bị bảy màu thần quang rửa tiêu tán. Trên bầu trời cuồn cuộn lôi kiếp chậm rãi tản đi, trên bầu trời kẽ hở vậy lặng lẽ ẩn lui, Ngụy Dĩnh cùng Diệp Lạc Nhi hai mắt nhìn nhau một cái, rõ ràng cảm giác được Diệp Thần hơi thở, lôi kiếp đã vượt qua, các nàng cũng không cần ở chỗ này dừng lại. Bảy màu thần quang thật là vô địch, Diệp Thần cũng đem một màn này để ở trong mắt, giờ phút này cổ họng lăn, lại có loại cảm giác sống sót sau tai nạn, khá tốt không có bị cái này bảy màu thần quang trúng mục tiêu, nếu không cho dù là hắn cũng phải bị ngay tức thì mất đi. Ở mới vừa bảy màu thần quang mặc dù phá vỡ luân hồi lực, nhưng lại vậy trách đi quỹ đạo, vì vậy mới không có trúng mục tiêu mình, đây cũng là bởi vì con ngươi tự bảo, là bảy màu thần quang tụ vào nguyên lực nguyên nhân. Nếu không có mắt cầu nắm trong tay góc độ, cái này bảy màu thần quang coi như trách đi, cuối cùng vậy còn có thể trúng mục tiêu mình, hết thảy phát sinh cũng quá mức trùng hợp. Cuối cùng sấm tai vượt qua, hủy thiên diệt địa lôi kiếp vậy bắt đầu tiêu tán, Diệp Thần quanh người cổn đáng lôi đình vô tận đại dương cũng ở đây mất đi. Đứng ở lôi hải bên trong, Diệp Thần cực nhanh điều chỉnh mình hơi thở, mà vào thời khắc này, từng đạo ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, vô số do tiên khí hóa thành phiêu mang từ trên bầu trời rơi xuống. Ba hoa trích chòe, địa dũng kim liên, từng đạo thiên nữ bóng người xuất hiện trên không trung, trong tay các nàng xách giỏ hoa, ném ra nhưng là từng đạo sáng chói thần mang. Thần mang bay về phía Diệp Thần, tiên khí bồng bềnh vậy thuận thế tới, bốn phía thậm chí vang lên thánh khiết uy nghiêm, cao nhất cao quý ngâm sướng, tựa hồ ở là Diệp Thần chúc mừng. Diệp Thần bất quá đột phá hỗn độn cảnh 9 tầng trời, lại đưa tới như vậy thiên địa dị tượng, đơn giản là huy hoàng vô địch, chấn cổ thước kim, đừng nói cổ nhân, cho dù là sau đó người cũng không thể có thể vượt qua. Cái này vô thượng huy hoàng, làm nổi bật Diệp Thần thân thể, đứng đang dần dần mất đi lôi hải bên trong, có một cổ bao trùm thiên địa khí thế. Diệp Thần rất rõ ràng, ở mình lúc độ kiếp có người bảo vệ mình, giờ phút này lôi hải tản đi, Diệp Thần xem hướng ngoại giới, cũng chỉ có Giả Thiên Ma Đế và Tiểu Bạch các người, lại không có trong cảm giác hơi thở. Diệp Thần, chúc mừng ngươi vượt qua lôi kiếp, Giả Thiên Ma Đế cười nói. Lớn mất đi lôi kiếp, chủ nhân thật là vô địch. U Oanh Quỷ Dữ không nhịn được khen ngợi. Phải chăng có hai người đến? Diệp Thần khẽ vuốt cằm, ngay sau đó nhìn về phía Giả Thiên Ma Đế mở miệng hỏi nói. Là có hai người, nhưng là đã rời đi. Giả Thiên Ma Đế lúc này nói. Ma Đế tiền bối có thể biết là ai? Diệp Thần nhíu mày, tại sao trợ giúp mình cũng không và mình gặp một lần? Người vậy nhận được, cần gì phải hỏi ta? Ta cũng nhận được, Diệp Thần trầm ngâm, một khắc sau thi triển Thiên Ma Động Minh Nhãn, nhưng là không thấy rõ người đến là ai, trong vô hình, mờ mịt cuồn cuộn thiên cơ che đậy, để cho hắn nhìn không thấu, hết thảy cũng giống như sương mù bên trong xem hoa. Được rồi, trước trở về rồi hãy nói. Diệp Thần lắc đầu một cái, chuyến này thu hoạch to lớn, vậy gặp phải không thiếu hung hiểm, cổ chiến trường đưa tới lôi kiếp, chỉ sợ cũng có người phát hiện đầu mối. Diệp Thần cũng không muốn ở như vậy dưới tình huống xuất đầu lộ diện. Sau đó, Diệp Thần một đám liền lặng lẽ rời đi cổ chiến trường, mà ở Diệp Thần rời đi đồng thời, Thiên Đạo Cung bên trong, Hiên Viên Mạc Tà từ từ mở mắt. Huyền Vũ chết, độ kiếp này hơi thở cũng là từ Huyền Vũ sống chết chỗ truyền ra, rốt cuộc là ai? Hiên Viên Mạc Tà ánh mắt rét lạnh,
lớn mất đi lôi kiếp dưới lại vẫn không có chết, sợ rằng lại là Diệp Thần cái tên kia. Linh Võ Đại Lục, Phục Ma Điện phân điện. Chân Nhi trải qua từng ngọn pho tượng, cuối cùng đi tới trên đại điện. Thời khắc này Chân Nhi đã đổi cả người quần áo, thậm chí thương thế trên người vậy hỏa hoãn mấy phần. Từ tiến vào đại điện, lòng nàng một mực ùm đang nhảy. Dù là nàng biết chỗ này phân điện căn bản không có thể thấy mình thần tượng, nhưng đi tới thuộc về đối phương địa bàn, nàng vẫn là có chút kích động. Nghe nói, người tìm Tôn Di. Đột nhiên, trên đại điện truyền đến một đạo có chút thanh âm lạnh như băng. Chính là Lâm Nhã Cầm. Thời khắc này Lâm Nhã Cầm ấn đường có một đạo máu đỏ dấu vết, cả người đồ đỏ, đem lồi lõm thích thú vóc người làm nổi lên tinh tế. Nàng đi sát đạo, giơ tay nhấc chân tới giữa có một chút sát ý. Đây là nàng giọng ôn nhu nhất, nhưng hay là để cho Chân Nhi có chút hoảng hốt. Chân Nhi không nhận biết Lâm Nhã Cầm, cũng không biết Diệp Thần và Lâm Nhã Cầm quan hệ, nàng do dự mấy giây vẫn là nói, ta muốn gặp một cái kêu là Tôn Di tỷ tỷ, hoặc là Diệp Lăng Thiên tiên sinh, ta có vô cùng trọng yếu sự việc. Lâm Nhã Cầm khẽ nhíu mày. Linh Võ Đại Lục biết Diệp Lăng Thiên người rất ít, biết Tôn Di càng thiếu. Vì sao cái này không biết thân phận cô gái chủ động điểm ra hai cái danh tự này? Ngay tại lúc này, một đạo có chút phủ mị bóng người lặng lẽ đi tới Chân Nhi bên người. Cô gái môi đỏ mỏng phác họa một đạo nụ cười, chụp chụp Chân Nhi, tỏ ý đối phương ngồi xuống, không cần khẩn trương. Người phụ nữ này chính là Tử Ngưng. Tử Ngưng trong mắt như nước, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói, tiểu muội muội, người có thể nói cho ta tìm Tôn Di và Diệp Lăng Thiên có chuyện gì không? Tôn Di là chị em tốt của ta, đáng tiếc nàng không có ở đây Linh Võ Đại Lục, nhưng có lẽ ta có thể thay là truyền đạt. Chân Nhi nhìn một cái Tử Ngưng, gương mặt ửng đỏ, bị như thế xinh đẹp tỉ tỉ nhìn chằm chằm, nàng đều có chút ngại quá. Nàng do dự mấy giây, vẫn mở miệng nói, là một cái kêu là Chu Nhã tỉ tỉ kêu ta đến tìm cái này hai người. Ta là Ngọc Kiếm Tông đệ tử Tạp Dịch, hiện tại Chu Nhã tỉ tỉ tình cảnh có chút nguy hiểm, còn xin mau sớm truyền đạt. Tử Ngưng và Lâm Nhã Cầm nhìn nhau. Đối với Chu Nhã danh tự này, các nàng có chút xa lạ. Mặc dù Tôn Di thường xuyên cùng các nàng trò chuyện một ít Hoa Hạ và Côn Lôn hư sự việc, nhưng danh tự này nhưng chưa từng nói tới. Các nàng không cách nào xác định cái cô gái này chân thực ý đồ. Tựa hồ nhìn thấu hai nữ do dự, Chân Nhi vội vàng cầm trong tay có chút nhăn nhúm tấm ảnh đưa cho Tử Ngưng. Chu tỷ tỷ nói qua, chỉ cần đem tờ này tấm ảnh cho Tôn Di và Diệp Lăng Thiên, các nàng tự nhiên sẽ rõ ràng. Lâm Nhã Cầm năm ngón tay nắm chặt, vậy trương tấm ảnh liền bay đến trong tay của nàng. Nàng ngưng mắt nhìn trong hình kỳ bào người đẹp, cũng không có nhìn ra cái gì không giống nhau. Bất quá nàng tầm mắt vẫn là ở một người thanh niên trên bóng lưng dừng lại nhiều liền một lát. Bóng lưng này có chút giống Diệp Thần. Nhưng nếu như cẩn thận xem, tựa hồ lại có khác biệt. Sau đó, nàng ánh mắt rơi vào Chân Nhi trên mình, đối phương tựa hồ không có nói láo. Tử Ngưng, ta đi một chuyến thứ bảy thần quốc. Lâm Nhã Cầm có câu trả lời. Nàng mặc dù tu luyện sát đạo, nhưng không tuyệt tình, nàng lựa chọn tin tưởng cái cô gái này. Tử Ngưng có chút ngưng trọng, nói, nếu không phái những người khác đi. Tốc độ bọn họ không đạt tới ta, ta muốn không được bao lâu. Ngươi chăm sóc kỹ cái này nha đầu. Một giây kế tiếp, Lâm Nhã Cầm liền biến mất ở Phục Ma phân điện. Thứ bảy thần quốc, Phục Ma điện. Ba lần đánh lui ma tộc cường giả, lại là chém giết ma hoàng tử. Phục Ma điện không thể nghi ngờ trở thành thần quốc thần bảo vệ. Mà giờ khắc này Phục Ma điện một nơi hậu hoa viên. Tôn Di ngồi xếp bằng, quanh thân của nàng có nhàn nhạt chói lọi. Chính là xích trần thần mạch lực lượng. Diệp Thần và Tôn Di âm dương giao hợp, lại là thay đổi Tôn Di huyết mạch. Mà Tôn Di biết rõ nàng tốc độ tu luyện không bằng hắn nàng tỉ muội. Đã như vậy, vì sao không ra phát xích trần thần mạch? Hiện tại nàng xích trần thần mạch đã hoàn toàn có thể ngăn cản thiên thần cảnh nhất kích. Cảm ngộ hết sức, quanh thân của nàng bị mồ hôi bao trùm. Dán chặt da thịt. Tôn Di vậy ma quỷ vậy vóc người nóng bỏng, coi như ăn mặc bảo thủ, nhưng cũng là hiện ra vóc người hoàn mỹ tuyệt luân. Hô hấp tới giữa, như sóng tràn bờ cảm giác. Giống như đẹp nhất bức họa. Ngay tại lúc này, nàng tựa như cảm ngộ được cái gì, một đạo xích trần chùm tia sáng phóng lên cao. Lại trực tiếp xuyên qua tầng tầng mây đen, bắn vào thương khung.
mà giờ khắc này Diệp Thần đám người mới vừa trở lại Phục Ma Điện. Diệp Thần tự nhiên thời gian đầu tiên liền cảm nhận được liền cái này dị tượng. Tôn Di. Diệp Thần khẽ mỉm cười, một giây kế tiếp chính là biến mất ở trên đại điện, rồi sau đó xuất hiện ở Tôn Di sau lưng. Ai? Tôn Di hai tròng mắt mở ra, xích trần thần mạch bùng nổ, một đạo tràn đầy phù văn bình phong che chở thủ che ở trước người. Mà trước mặt nàng lơ lửng một phiến lá cây. Phá! Đi đôi với Tôn Di đích một tiếng nhẹ a, lá cây ngay tức thì nghiền, tiêu tán ở giữa thiên địa. Ngay sau đó, một đạo tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên. Tôn Di thấy vỗ tay người, gương mặt ửng đỏ, hai tròng mắt lại đều là hạnh phúc ý, một giây kế tiếp, chính là hướng đối phương phóng tới. Diệp Thần, người hù ta thiếu chút nữa lấy là thiên ma tới. Vậy trình độ cao nhất đầy đặn vóc người chỉ như vậy ngã vào Diệp Thần ôm trong ngực. Diệp Thần hai tay ôm chặt, một cái tay vuốt ve Tôn Di sợi tóc, cười nói, mới vừa rồi vậy phiến lá cây bất quá là kiểm tra ngươi có hay không lười biếng. Ta mới vừa rồi vận dụng lực lượng lớn tổng thể là thiên thần cảnh trung kỳ, không nghĩ tới, xích trần thần mạch ở trên mình ngươi ngược lại là phát huy kỳ hiệu. Xem ra, nhà chúng ta tiểu di tử gần đây rất nghiêm túc. Tôn Di nghe được tiểu di tử, hơi ngẩn ra. Ban đầu ở Hoa Hạ khu nhà đại đô, bọn họ ngược lại là như xưng hô này qua lẫn nhau. Chỉ bất quá, bước vào linh võ đại lục sau đó, phần kia yên lặng sinh hoạt lại nữa. Tôn Di hai tay ôm chặt lấy Diệp Thần, cực kỳ hưởng thụ giờ khắc này vuốt ve. Diệp Thần, diệt thế tai ương coi là hoàn toàn kết thúc sao? Diệp Thần đụng vào Tôn Di rắn nước kia vậy thắt lưng, lắc đầu một cái, ma hoàng chưa chết, không coi là hoàn toàn kết thúc. Trước đây không lâu, giả thiên ma đế nói cho ta, ma hoàng thần bí mất tích, vực ngoại thiên ma chi địa vậy tìm không gặp. Ta luôn cảm giác có không tốt sự việc muốn phát sinh. Cái này ma hoàng kiêu ngạo nhất đứa nhỏ chết ở thần quốc, hắn tức giận không có thể tưởng tượng. Bất quá, ta Diệp Thần tuyệt không cho phép hắn đối với thần quốc động thủ. Tại sao đột nhiên hỏi như vậy? Diệp Thần có chút ôn nhu hỏi. Tôn Di ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Thần, nói cùng diệt thế tai ương kết thúc, chúng ta hồi Hoa Hạ xem nhìn thôi. Ta ngược lại có chút nhớ đã từng là khu nhà đại đô, còn có rất nhiều người, Ngụy Dĩnh, Chu Nhã. Diệp Thần ngược lại là vào giờ khắc này nhớ lại Hoa Hạ luân hồi huyền bi sự việc. Vĩnh Hằng Thánh Vương phân thân chẳng lẽ còn không có xác định khối kia luân hồi huyền bi tung tích? Chẳng lẽ còn dư lại luân hồi huyền bi đều là giảo hoạt như vậy? Ngay tại Diệp Thần nghi ngờ thời điểm, một đôi môi đỏ mọng chỉ như vậy đến gần. Diệp Thần trong mắt trợn to, phát hiện Tôn Di đã hôn lên. Giờ phút nguy hiểm đó, Tôn Di vậy hai tay lại từ từ tới gần mình trọng yếu chi địa. Diệp Thần là một người đàn ông, tự nhiên rõ ràng liền Tôn Di ý. Hắn đem Tôn Di bế lên, vốn định hướng bên trong nhà đi, ngay tại lúc này, chung quanh hư không chập chờn. Một đạo nhẹ hụ tiếng vang lên. Đây là Lâm Nhã Cầm thanh âm. Tôn Di gương mặt đỏ giống như máu vậy, tránh thoát Diệp Thần tay, rơi ở trên mặt đất. Diệp Thần ngược lại là cảm thấy không có gì, nhìn về phía Lâm Nhã Cầm nói, Nhã Cầm, thế nào? Lâm Nhã Cầm thấy một màn này ngược lại là trong lòng không có gì ghen tức, nàng cũng biết, Diệp Thần trước nhất biết Hạ Nhược Tuyết, Tôn Di, Kỳ Tư Thanh các người, nàng yêu cầu không nhiều, Diệp Thần trong lòng có một cái thuộc về mình xó xỉnh là được rồi. Dĩ nhiên, dưới mắt chuyện trọng yếu nhất là xác định một chuyện. Nàng ánh mắt nhìn về phía Tôn Di, hỏi Tôn Di, người có biết hay không một cái kêu là Chu Nhã người? Nghe được cái này hai chữ, không chỉ Tôn Di bối rối. Liền liền Diệp Thần vậy bối rối. Bọn họ chưa từng đề cập tới danh tự này, vì sao sanh ra ở linh võ đại lục Lâm Nhã Cầm sẽ biết. Diệp Thần một bước tiến lên, ngưng trọng nói, ngươi làm sao biết Chu Nhã. Thông minh Lâm Nhã Cầm ngay tức thì rõ ràng liền cái gì, cầm trong tay tấm ảnh đưa ra ngoài, Diệp Thần, ngươi xem cái này, ta cảm thấy cái này tấm ảnh bên trong người đàn ông hình bóng và ngươi có chút tương tự. Diệp Thần năm ngón tay nhận lấy tấm ảnh, làm tầm mắt chạm đến trên trong hình khí chất yêu nhã thiếu nữ. Diệp Thần không bình tĩnh. Đây là Chu Nhã, tỉnh Chiết Giang của Chu gia người trưởng đà. Ban đầu mình ở tỉnh Chiết Giang, nếu là không có Chu Nhã trợ giúp, hắn tất nhiên nguy hiểm. Chu Nhã khắp nơi bảo vệ mình. Nàng là Diệp Thần ở linh võ đại lục thường xuyên sẽ mơ thấy cô gái. Hơn nữa,
Tờ này tấm ảnh ở giữa nam tử hình bóng, chính là mình. Vậy kiện áo khoác còn yên lặng nằm ở luân hồi mộ địa bên trong. Mấu chốt đây là một tấm ảnh. Tấm ảnh chỉ có Hoa Hạ mới có, dù là thần quốc và linh võ đại lục thuật pháp thông trời, có ít thứ vẫn là không sánh bằng Hoa Hạ khoa học kỹ thuật. Diệp Thần cầm Lâm Nhã Cầm tay, kích động nói, Nhã Cầm, tờ này tấm ảnh ngươi là từ nơi nào lấy được? Còn nữa, ngươi nhưng mà gặp được Chu Nhã tự mình. Lâm Nhã Cầm lắc đầu một cái, là một cái cô gái cho ta, cụ thể sự việc, ngươi hay là hỏi nàng đi, nàng bây giờ đang ở linh võ đại lục phục ma phân điện. Còn chưa cùng Lâm Nhã Cầm kịp phản ứng, giữa trời đất liền biến mất Diệp Thần bóng người. Tôn Di và Lâm Nhã Cầm nhìn nhau, cũng là biến mất ở tại chỗ. Linh võ đại lục, phục ma điện phân điện. Chân Nhi đang ở đi tới lui. Nàng ở lo lắng Chu Nhã an toàn. Nàng đi ra đã có chút thời gian, Vương Cửu Húc các người rất có thể sẽ trước thời hạn đối với Chu tỷ tỷ động thủ. Kiếm các huyết tế người, cuối cùng cũng sẽ trong thống khổ chết đi à. Những cái kia thực lực so Chu tỷ tỷ cường đại cũng không có so chật vật chết đi. Càng không cần phải nói Chu tỷ tỷ. Nàng không chờ nổi. Sốt cuộc, Chân Nhi lấy dũng khí, đối với Tử Ngưng nói, Tử tỷ tỷ, ta sợ Chu tỷ tỷ xảy ra chuyện. Người có thể hay không mang phục ma điện người và ta cùng chung đi Ngọc Kiếm Tông. Ta cầu ngươi Tử tỷ tỷ. Một giây kế tiếp, Chân Nhi lại quỳ xuống ở Tử Ngưng trước người. Tử Ngưng nhìn một cái Chân Nhi, vội vàng dùng linh lực đem đối phương đỡ lên, nàng đối với cái cô gái này rất có hảo cảm, trên người của đối phương có một loại ngây thơ chất phác cảm giác. Không giống đang nói láo. Nhưng phục ma phân điện cuối cùng cần người chấn giữ. Hiện tại Lâm Nhã Cầm rời đi. Nếu như mình rời đi, vậy nếu là thật có người đối với phân điện ra tay làm thế nào? Phụ nữ là cảm tính. Tử Ngưng không đành lòng Chân Nhi không ngừng rơi lệ, vẫn là đáp ứng một tiếng, được, ta tùy ngươi đi một chuyến Ngọc Kiếm Tông. Chân Nhi kích động vạn phần, ngay tại hai người muốn lúc rời đi. Toàn bộ đại điện chấn động lên. Đồng thời, chung quanh hư không đều ở đây mơ hồ vỡ vụn. Lực lượng thật là đáng sợ. Chân Nhi hơi biến sắc mặt. Ngay tại lúc này, Chân Nhi xuất hiện trước mặt một đạo hư không vết rách. Rồi sau đó, một người thanh niên từ trong vết rách xuất hiện. Thanh niên quanh thân cuốn lên trước khí tức cường giả, nghiêng bay anh tuấn mày kiếm, nhỏ dài ẩn chứa sắc bén trong mắt đen, gọt mỏng nhẹ vung môi, góc cạnh rõ ràng đường danh, ngũ quan và vóc người hội tụ, lại có một loại áp đảo thiên địa khí thế. Đạo thân ảnh này, Chân Nhi quá quen thuộc. Chân Nhi không chỉ mỗi ngày cũng sẽ đi Ngọc Kiếm Tông sừng sững một pho tượng trước lầm bầm lầu bầu, thậm chí ở nàng gian phòng, còn khắc vẽ Diệp Điện Chủ bích họa. Đây là nàng xài vô số ngày đêm kiệt tác. Mà giờ khắc này, coi là thật người xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng cảm giác nàng muốn hít thở không thông. Sư đệ, ngươi làm sao tới? Tử Ngưng kinh hô thành tiếng. Nàng nghe Diệp Thần đi giới vực thành, tại sao sẽ đột nhiên hạ xuống linh võ đại lục? Diệp Thần hướng Tử Ngưng gật đầu một cái, sau đó ánh mắt rơi vào Chân Nhi trên mình, kích động nói, ngươi chắc là Chân Nhi đi. Nói cho ta, Chu Nhã chuyện gì xảy ra? Nàng bây giờ ở đâu? Chân Nhi có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền chấn định lại, nàng đem Chu Nhã xuất hiện ở Ngọc Kiếm Tông, thành tựu huyết tế người sự việc nói ra. Lời nói còn không có rơi xuống, Diệp Thần quanh thân huyết khí bùng nổ, nồng đậm sát ý phóng lên cao. Phục ma điện bên ngoài lại mây đen đầy vải. Toàn bộ linh võ đại lục dường như muốn mà thế hạ xuống. Ngọc Kiếm Tông, giỏi một cái Ngọc Kiếm Tông. Nếu như các người dám động Chu Nhã một chút, ta liền để cho các người rõ ràng cái gì là cơn giận đốt trời. Đi. Một khắc sau, Diệp Thần liền mang theo Chân Nhi biến mất ở phục ma phân điện. Cùng lúc đó, Ngọc Kiếm Tông. Chu Nhã thần sắc ngưng trọng, nhìn chung quanh từng chuôi tản ra nồng đậm sát khí kiếm. Sát khí này dường như muốn đem nàng chiếm đoạt. Nàng ở chỗ này một ngày bằng một năm. Chân Nhi rời đi đã lâu, nàng không biết Chân Nhi có không thấy Tôn Di và Diệp Lăng Thiên. Dù là không có thấy vậy không có quan hệ, chỉ cần Chân Nhi không ra chuyện là đủ rồi. Nàng chẳng muốn thiếu nợ nàng người. Nàng biết, cái gọi là huyết tế người, chính là lấy mình máu tới bên trong và trong kiếm sát ý. Đây quả thực là thảm tuyệt nhân hoàn hành vi. Nàng thậm chí thấy được bên người một cái hài cốt. Chừng hơn ngàn. Chẳng lẽ, những người này đều là Ngọc Kiếm Tông huyết tế người? Như mình như nhau.
Đây chính là Côn Lôn hư rất nhiều cường giả hướng tới Linh Võ Đại Lục. Như vậy xem mạng người như cỏ rác, còn không có luật pháp ràng buộc. Chu Nhã không e ngại tử vong, nhưng nàng lo lắng chính là không có đem mình hoàn thành nhiệm vụ à. Nàng chỉ cần nói cho Diệp Tiên Sinh Hoa hạ chuyện, liền chết cũng không tiếc. Nhưng, không chút nào cơ hội. Kẽo kẹt, cửa mở ra. Mấy cái ông già đi vào, bọn họ mặc trên người trước luyện khí phục, thần sắc ngưng trọng. Thời gian xong hết rồi, con bé này tu vi thấp một chút, nhưng thắng ở thuần túy, ngược lại là có thể trúng và những thứ này kiếm sát khí. Việc này không nên chậm trễ, hôm nay ngược lại là ngày tốt, động thủ. Mấy vị Ngọc Kiếm Tông luyện khí sư gật đầu một cái, vừa mới chuẩn bị hướng Chu Nhã đi tới. Ngay tại lúc này, một cổ cực hạn uy áp từ trên bầu trời vọt tới. Mọi người sắc mặt biến đổi, cũng không lo Chu Nhã, trực tiếp xông ra ngoài. Khi thấy trên bầu trời dị tượng, bọn họ kinh hãi. Chẳng lẽ, thiên ma lại tới. Mà bên trong nhà Chu Nhã đôi mi thanh tú một nhăn mày, nàng mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng loại cảm giác đè nén cơ hồ để cho nàng không cách nào hô hấp. Chẳng lẽ Linh Võ Đại Lục muốn phát sinh cái gì? Diệp Thần, người hiện tại lại ở đâu? Mấy cái luyện khí sư đi ra phía ngoài, Ngọc Kiếm Tông rất nhiều đệ tử cũng là nhìn về phía thương khung. Cũng may mây đen ngay tức thì tiêu tán. Vương Cửu Húc các người cũng là hướng kiếm các đi tới bên này. Chu trưởng lão, huyết tế người nghi thức như thế nào? Vương Cửu Húc mang vẻ tươi cười nói. Cái đó cầm đầu Chu trưởng lão gặp mây đen tiêu tán, thở ra một hơi, huyết tế người nghi thức chú trọng một cái ngày tốt, mới vừa rồi mây đen đầy vải, ta còn lấy là xảy ra chuyện, cái này mới ra ngoài vừa thấy. Hiện tại cũng kém không nhiều có thể bắt đầu. Con bé này mặc dù căn cơ yếu đi một chút, nhưng là huyết mạch đổ là thuần túy. Đoạn thời gian này, vậy Trung Hòa không thiếu sát khí. Bất quá, đối phương nhìn như còn có chút thanh tỉnh, các ngươi cũng biết huyết tế người tốt nhất trạng thái là âm dương để gặp, là các ngươi động thủ vẫn là chúng ta động thủ. Vương Cửu Húc con ngươi híp lại, nhìn một cái nhao nhao muốn thử Liễu Mỹ Hàm, nói, không nhọc trưởng lão ra tay, cho chúng ta một phút thời gian, chúng ta liền sẽ để cho vậy nha đầu buông tha chống cự, sinh như không chết. Một khắc sau, Vương Cửu Húc và Liễu Mỹ Hàm các người liền đi tới kiếm các bên trong. Vương Cửu Húc trên cao nhìn xuống nhìn sắc mặt có chút thảm trắng, nhưng lại mở tròng mắt Chu Nhã, cười lạnh nói, Chu Nhã à Chu Nhã, người còn không có buông tha. Để cho ta suy nghĩ một chút, người có phải hay không ở cùng cái đó gọi Chân Nhi nha đầu. Chu Nhã nghe được Chân Nhi, tròng mắt trợn to, gào thét nói, các người cầm Chân Nhi thế nào. Nếu như Chân Nhi xảy ra chuyện, nàng chính là lớn nhất tội nhân à. Là nàng hại Chân Nhi. Liễu Mỹ Hàm cười, nàng ngồi chồm hổm xuống, bắt Chu Nhã cầm, vênh mặt hất hàm sai khiến nói, vậy nha đầu cũng là mệnh khổ, bị chúng ta hành hạ một phen, hiện tại chỉ sợ sớm đã hóa là một chồng xương trắng. Nàng thành tựu đệ tử tạp dịch, ngàn không nên vạn không nên, chính là loạn chúng ta kế hoạch. À, đúng rồi, nàng trước khi chết, ta nhưng mà quạt nàng bạt tai, vậy bộ dáng đáng thương. Nàng vậy quật cường tức giận ánh mắt, ha ha, và ngươi bây giờ thật giống nhau như đúc. Quả nhiên, người đáng thương đều là giống nhau. Chu Nhã trong mắt phân bố tia máu, hoàn toàn tức giận. Chân Nhi là vô tội à? Đám người này tại sao phải đối với Chân Nhi ra tay? Tại sao? Chu Nhã dụng hết toàn lực, mưu toàn lấy tay đi bắt Liễu Mỹ Hàm, nhưng phát hiện thời khắc này nàng cả người không có sức. À, còn muốn phản kháng. Một con kiến hôi, ai cho ngươi lá gan? Một giây kế tiếp, Liễu Mỹ Hàm tay phải linh khí hội tụ, một chưởng vỗ về phía Chu Nhã ngực. Chu Nhã vậy thân thể mềm mại ngay tức thì đụng vào một chuôi đồ sộ thiết bên trên. Một đạo đỏ bừng máu phun ra. Vương Cửu Húc các người thờ ơ, chỉ như vậy hai tay chắp sau lưng nhìn. Ở bọn họ xem ra, Liễu Mỹ Hàm cử động, bất quá là để cho huyết tế người có tốt hơn trạng thái thôi. Hành hạ tên yếu. Vốn là cái này tàn khốc Linh Võ Đại Lục, thường thấy nhất trò chơi thôi. Chu Nhã không có mất đi hy vọng sống, tức giận tựa như đốt nàng đan điền. Nàng có chút chật vật, nhưng là nàng đứng lên. Vậy tràn đầy lửa giận trong mắt, từng cái quét qua Vương Cửu Húc, Liễu Mỹ Hàm các người, thậm chí còn bên ngoài luyện khí trưởng lão. Nàng phải nhớ kỹ những người này. Nếu như chết, nàng nhất định phải hóa là ác quỷ, để cho những người này chết không được tử tế.
như bị kiếm các kiếm hấp thu, nàng cũng phải hóa là kiếm linh, tự tay đem những xúc sinh này chém chết. Thúi nha đầu, ngươi chẳng lẽ còn muốn báo thù? Vậy ta liền nói cho ngươi, linh võ đại lục quy luật sinh tồn. Quy luật một trong, đó chính là thành tựu con kiến hôi, thấy cường giả phải quỳ xuống. Liễu Mỹ Hàm khuôn mặt dữ tợn, cười, nàng linh lực lăn lộn, uy áp hướng Chu Nhã nghiêng đi. Chu Nhã hai chân đang run rẩy, thậm chí có thể nghe được xương chịu đựng áp lực thanh âm tan vỡ. Nhưng Chu Nhã đứng nguyên. Ngút trời oai thì như thế nào? Nàng tín niệm trong lòng tuyệt sẽ không để cho nàng đối với những thứ này rác rưởi khuất phục. Không quỳ. Liễu Mỹ Hàm có chút tức giận, một giây kế tiếp, trong tay sử dụng một đoàn ngọn lửa. Ngọn lửa giống như một đầu cự long vây quanh Chu Nhã. Nhưng không có cháy Chu Nhã một chút. Liễu Mỹ Hàm muốn chính là cái này hiệu quả, nàng muốn sống sống hành hạ đối phương chết. Mà cùng trong chốc lát, Ngọc Kiếm Tông Tông chủ tại Hàm Sán Tử bế quan bên trong mở mắt ra. Còn lại mấy vị thái thượng trưởng lão cũng là tỉnh lại. Mới vừa, hắn cảm giác được một đạo cực kỳ khí tức cường đại hướng Ngọc Kiếm Tông tới. Có cường giả hạ xuống. Một giây kế tiếp, đám người chính là hóa là một đạo lưu quang hướng Ngọc Kiếm Tông cửa đi. Kết quả là cái gì cường giả lại đột nhiên hạ xuống chúng ta Ngọc Kiếm Tông? Hơi thở kia, thật giống như có chút địch ý. Chẳng lẽ là thiên ma? Trước đây không lâu mây đen che trời, hình như là có chút vấn đề. Chúng ta chỉ có thể các loại. Nếu như kẻ địch, chúng ta định phải không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ Ngọc Kiếm Tông. Ngọc Kiếm Tông Tông chủ và mấy vị thái thượng trưởng lão trong mắt tràn đầy kiên định. Mà liền sau đó một khắc, trước mặt bọn họ hư không biến dạng. Hai đạo thân ảnh hiển lộ. Chính là Diệp Thần và Chân Nhi. Ngọc Kiếm Tông Tông chủ và thái thượng trưởng lão ngẩn ra. Bọn họ thành tựu Ngọc Kiếm Tông cao tầng, nhưng mà gặp qua Diệp Thần mấy lần. Thậm chí ban đầu Thăng Long thi đấu, có một vị thái thượng trưởng lão còn ở trong đó. Phục Ma Điện thành lập, Diệp Thần danh tiếng như sấm bên tai. Bọn họ thậm chí hưởng ứng hiệu triệu ở Phục Ma Điện thiết lập Diệp Thần pho tượng, chính là hy vọng Ngọc Kiếm Tông cũng có thể ra một cái xem Diệp Thần vậy tươi đẹp thiên tài. Một khắc sau, Ngọc Kiếm Tông Tông chủ kích động. Phục Ma Điện điện chủ, linh võ đại lục và thần quốc người thứ nhất tự mình hạ xuống. Chẳng lẽ muốn phúc trạch Ngọc Kiếm Tông? Hắn vội vàng và tất cả trưởng lão nghênh đón, sắc mặt đỏ thắm, nịnh nọt nói, Diệp. Diệp điện chủ, ngài có thể đến chơi ta tông, thật là làm cho Ngọc Kiếm Tông nhà nghèo thêm rực rỡ à, tới, chúng ta. Sau đó lời còn chưa nói hết, Diệp Thần vậy ngút trời sát ý lúc này bùng nổ. Cút, một chữ, cuồng bạo lại hủy thiên diệt địa sát ý như sóng biển vậy hướng Ngọc Kiếm Tông Tông chủ và trưởng lão đi. Diệp Thần nhưng mà liền thánh tổ cảnh cũng có thể giết à. Một cái linh võ tông đất trưởng lão, dù là thái thượng trưởng lão làm sao ngăn trở. Cuồng phong bạo vũ tựa như hạ xuống. Mấy người đồng loạt khạc ra một ngụm máu tươi. Thân thể lại là hung hãn đập vào Ngọc Kiếm Tông trên cửa. Cửa vỡ vụn, máu văng khắp nơi. Đám người bối rối. Diệp điện chủ không là thủ hộ thần quốc và linh võ đại lục sao, làm sao đối với linh võ đại lục một cái nho nhỏ tông môn ra tay. Mọi người ở đây muốn hỏi cái gì thời điểm, gió lạnh cuộn sạch, Diệp Thần và Chân Nhi đã biến mất không gặp. Cùng lúc đó, kiếm các. Chu Nhã vết thương chồng chất, quần áo trắng bên trên đều là nhuốm máu. Xúc mục kinh tâm. Nhưng nàng chưa từng khuất phục. Vương Cửu Húc có chút không vui. Ngươi như lại không giải quyết, ta liền ra tay, huyết tế người có thể có thời gian hạn chế. Liễu Mỹ Hàm vừa nghe, có chút nổi giận, đưa ngón tay ra trước Chu Nhã nói, mệnh là thật cứng rắn, ngược lại là và ngươi đẹp gương mặt có chút như nhau, ta đây là muốn xem, cầm ngươi gò má rút ra nát vụn, ngươi biết hay không không đất dung thân, muốn tự mình kết thúc. Một giây kế tiếp, Liễu Mỹ Hàm tay phải cuốn lên lửa cháy diễm, chỉ như vậy hướng Chu Nhã vỗ tới. Lần này, là nàng toàn lực. Nàng thậm chí có lòng tin một cái tát đem đối phương rút ra nát vụn. Chu Nhã khóe miệng có chút máu, nàng nhìn trường ảnh càng ngày càng đến gần, tự giễu cười. Ánh mắt có chút tiếc nuối. Nàng tới linh võ đại lục nhiệm vụ cuối cùng chưa hoàn thành, phụ lòng kim lãnh nhạn, vậy dính líu vô tội Chân Nhi. Nàng chính là tội nhân. Có lẽ chết là một đạo giải thoát. Nhưng mà, một giây, hai giây, ba giây. Trường ảnh không có hạ xuống.
Thế giới vào giờ khắc này tựa như yên tĩnh. Chẳng lẽ Liễu Mỹ Hàm và Vương Cửu Húc các người định bỏ qua cho mình? Chu Nhã mở mắt ra, trước mắt ánh sáng không ngừng phóng đại. Trước người của nàng là một đạo to lớn lại đỉnh thiên lập địa bóng người. Thân ảnh này, để cho Chu Nhã bừng tỉnh. Quá quen thuộc. Đây là, Diệp Tiên Sinh. Diệp Tiên Sinh tới. Diệp Thần một cái tay bắt Liễu Mỹ Hàm tay, thân thể hơi đổi, nhìn trước mặt bị thương Chu Nhã. Diệp Thần có chút tự trách, nhưng càng nhiều hơn chính là tức giận. Chu Nhã, thật xin lỗi. Ta tới trễ. Đây là Diệp Thần nhất lời muốn nói. Nhưng mà chính là những lời này, để cho Chu Nhã cũng không nhịn được nữa. Những ngày qua cô tịch và lạnh lùng, nàng một mực ở cứng rắn chịu đựng. Nhưng giờ khắc này, nàng thật không chịu nổi. Nàng là hoa hạ của Chu gia tộc trưởng. Có thể nàng cũng là một cái cô gái à. Nàng vậy hy vọng có dựa vào, nàng vậy sợ hắc ám và tử vong. Diệp Tiên Sinh. Giờ khắc này, đám người diễn cảm cổ quái đến trình độ cao nhất. Vương Cửu Húc, Liễu Mỹ Hàm các người cũng nhận ra Diệp Thần. Cái đó trong truyền thuyết Diệp Điện Chủ. Chí cao vô thượng tồn tại. Linh võ đại lục thần bảo vệ. Làm sao có thể sẽ xuất hiện ở Ngọc Kiếm Tông? Cái này không thể nào. Liễu Mỹ Hàm cái đầu tiên tỉnh hồn lại, gầm hét lên, thằng nhóc thúi, người buông tay. Người có biết Dịch Dung thành Diệp Điện Chủ dáng vẻ có thể là tội chết. Diệp Thần không có để ý Liễu Mỹ Hàm, mà là khá là thương tiếc nhìn về phía Chu Nhã, đưa ra một viên đan dược, cho ăn Chu Nhã môi đỏ mọng, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve Chu Nhã mặt, vết thương trên người của ngươi, là người nữ nhân hạ tiện này gây ra. Chu Nhã nhẹ nhàng gật đầu. Một khắc sau, Diệp Thần quay đầu. Hắn cười. Dữ tợn lại là nụ cười máu. Hồi lâu không có xuất hiện. Nhưng gặp qua Diệp Thần người đều biết, cái này nụ cười đại biểu ác ma. Liễu Mỹ Hàm toàn thân lạnh run, nàng có thể cảm thụ ra đối phương hơi thở khủng bố, thậm chí nàng trong lòng có chút mơ hồ tin tưởng đối phương chính là Diệp Thần. Nhưng, nàng vẫn là không dám nói ra miệng. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được Diệp Thần cầm tay nàng bắp thịt tính càng ngày càng lớn. Người buông tay. Liễu Mỹ Hàm gầm hét lên. À! Một giây kế tiếp, Diệp Thần năm ngón tay bỗng nhiên phát lực, mà Liễu Mỹ Hàm cái tay kia nhưng là tại chỗ hóa là một đạo xương máu. Ta buông tay, người có thể hài lòng. Liễu Mỹ Hàm nhìn trống rỗng tay, sợ hãi chiếm đoạt toàn thân, nơi này là Ngọc Kiếm Tông, ngươi. Nhưng mà lời còn chưa nói hết. Gió lớn cuốn lên. Diệp Thần một chưởng rơi vào Liễu Mỹ Hàm gò má. Diệp Thần không có dùng bất kỳ linh lực, nhưng là hắn nhưng mà có kinh thiên cự lực à. Bót. Liễu Mỹ Hàm thân thể bay rất ra ngoài, thậm chí đụng gãy từng chuôi kiếm. Thậm chí còn vậy đồ sộ thiết vậy vì vậy biến hình. Liễu Mỹ Hàm chỉ cảm thấy toàn thân xương cũng bung cái khung. Nàng từng ngụm hộc máu. Nàng biết mình chọc phải dạng gì tồn tại. Người đàn ông này thật sự là Diệp Điện Chủ. Chí cao vô thượng thần. Thật xin lỗi, đúng, không dậy nổi, ta không biết. Liễu Mỹ Hàm khàn cả giọng muốn cầu xin tha thứ. Nhưng mà Diệp Thần cười. Năm ngón tay nắm chặt, giống như một bãi bùn nát Liễu Mỹ Hàm bị hắn giữ lại cổ họng. Quên tự giới thiệu mình, ta kêu Diệp Thần, Phục Ma Điện Diệp Thần. Ta có một đạo huyền diễm, không chỉ có thể giết địch, còn có thể hành hạ linh hồn, có muốn thử một chút hay không? Liễu Mỹ Hàm tròng mắt trợn to, muốn lắc đầu, nhưng phát hiện một cổ lực lượng vô hình khống chế nàng. Nàng lại gật đầu. Rất tốt. Nhưng ngươi vậy gương mặt chán ghét, ta chẳng muốn thấy được lần thứ hai. Một giây kế tiếp, không trung tựa như hội tụ từng đạo trưởng ảnh, hướng về phía Liễu Mỹ Hàm vỗ tới. Diệp Thần không muốn tiếp tục động thủ, bởi vì hắn sợ không khống chế được lực lượng, trực tiếp đem đối phương đánh thành khói xanh. Thế nhưng từng đạo linh lực hội tụ trưởng ảnh nhưng là đem Liễu Mỹ Hàm mặt phiến khuôn mặt khác hoàn toàn. Diệp Thần tiện tay đem cơ hồ hôn mê Liễu Mỹ Hàm ném ở trên mặt đất. Trong tay sử dụng một đạo huyền diễm, chỉ như vậy bao phủ lên Liễu Mỹ Hàm trên mình. Huyền diễm không chỉ ăn mòn Liễu Mỹ Hàm thân thể, càng ăn mòn nàng linh hồn. Toàn bộ kiếm các không ngừng vang lên Liễu Mỹ Hàm sợ hãi thét chói tai. Sau đó, Diệp Thần ánh mắt rơi vào Vương Cửu Húc trên mình. Khóe miệng vẫn là vậy đạo lạnh như băng là nụ cười máu. Ngươi kêu Vương Cửu Húc đúng không? Một khắc sau,
vậy đã sớm bị sợ hãi cắn nuốt Vương Cửu Húc lại quỳ xuống. Bên người hắn Chu Trấn Tân, Khương Lập Xuân cũng là quỳ xuống. Thân thể đang run rẩy. Vương Cửu Húc dĩ nhiên biết chuyện nghiêm trọng. Hắn muốn chạy. Nhưng là chạy thoát sao? Hắn sớm đã không có trước đó hăm hở. Bởi vì hắn biết, hắn đối mặt là thần. Không đúng, là tới từ địa ngục chỗ sâu nhất ác ma. Diệp Điện Chủ, tất cả đều là Liễu Mỹ Hàm chủ ý, chúng ta căn bản không biết. Diệp Điện Chủ, ta là vô tội, van cầu ngươi. Chu Trấn Tân, Khương Lập Xuân không ngừng dập đầu, thậm chí trán đã đều là máu tươi. Nhưng bọn họ vẫn không có dừng lại. Quá ồn. Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, là một cái như vậy động tác, Chu Trấn Tân, Khương Lập Xuân liền tựa như định cách. Một giây kế tiếp, lại biến thành một phiến bụi bẩm. Gió nhỏ lên, bụi bẩm tiêu tán. Chỉ còn lại Vương Cửu Húc một người. Lần này, cái này ngày xưa thiên tài, hoàn toàn sợ hãi. Vương Cửu Húc biết hôm nay hẳn phải chết, hắn nghĩ tới điều gì, một giây kế tiếp, trong tay lại sử dụng một đạo kiếm lạnh lẽo. Kiếm lạnh lẽo hướng bị thương Chu Nhã đi. Hắn biết mình tuyệt đối không phải Diệp Thần đối thủ, nhưng chỉ cần bắt giữ Chu Nhã, hắn liền có cơ hội rời đi. Nhưng mà, hắn nhưng phát hiện mình mới vừa sử dụng kiếm lạnh lẽo, kiếm hắn liền bể. Diệp Thần liền nhìn như vậy Vương Cửu Húc, ánh mắt sâu thẳm, cho một mình ngươi sanh cơ hội sẽ như thế nào. Vương Cửu Húc đột nhiên gật đầu, cái gì? Ta làm cái gì đều được. Diệp Thần trong tay sử dụng sát kiếm, tỏ ý đưa cho Vương Cửu Húc, cầm thanh kiếm này, giết ta tuyệt không động thủ. Cho ngươi một lần phản kháng toàn lực. Chỉ cần ngươi cầm thanh kiếm này, ta liền làm chuyện này chưa bao giờ phát sinh qua. Vương Cửu Húc nhìn trước mắt sát kiếm, con ngươi vui mừng. Hắn tin tưởng Diệp Điện Chủ không thể nào gạt người. Hắn chợt đưa tay ra, nắm sát kiếm. Mà Diệp Thần cũng là mỉm cười buông. Một giây kế tiếp, một cổ kinh thiên cự lực tựa như hạ xuống. Vương Cửu Húc bối rối. Hắn cảm giác trong tay mình nắm không phải một thanh kiếm, mà là một tòa núi to. Mà là một phiến thiên địa. Vương Cửu Húc thân thể trực tiếp ngã xuống, sát kiếm rất miễn cưỡng đem hắn tay nghiền thành xương máu. Hơn nữa, kiếm các tựa như động đất. Xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Sát kiếm vô tận trọng lực lại đem Vương Cửu Húc hướng lòng đất đi. Cuồng bạo sát ý hoàn toàn cắn nuốt Vương Cửu Húc. Vương Cửu Húc vừa cảm thụ đá lớn bay tán loạn thống khổ, một liền tựa như tiến vào địa ngục. Trong đầu hắn đều là sát kiếm sát khí ảo cảnh. Hắn dữ tợn, hắn sống không bằng chết. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần trong mắt ôn nhu nhìn về phía Chu Nhã tới, Chu Nhã, ta mang ngươi rời đi. Chu Nhã lại cũng không chịu nổi, rơi xuống ở Diệp Thần trong ngực, đã hôn mê. Mà Diệp Thần chỉ như vậy thuận thế bế công chúa ôm lấy Chu Nhã, hướng kiếm các đi ra ngoài. Mỗi một bước, ở giữa thiên địa tựa như đang chấn động. Kiếm các bên trong vậy để lại một đạo dấu chân. Tử thần dấu chân. Diệp Thần ôm Chu Nhã đi tới kiếm các ngoài cửa. Lạnh như băng con ngươi nhìn lướt qua mấy vị kiếm các luyện khí trưởng lão. Những cái kia luyện khí trưởng lão bày trận mà đợi. Mới vừa rồi mấy vị trưởng lão cũng không có tiến vào kiếm các, bởi vì Diệp Thần vận dụng một chút linh lực phong tỏa cổng vào. Mà mấy vị kiếm các trưởng lão nghe được bên trong tê tâm liệt phế thanh âm, cũng biết Ngọc đệ tử của kiếm tông xảy ra chuyện. Mạnh sông Ngọc kiếm tông, còn tùy tiện giết người. Đơn giản là người điên. Trong phút chốc, thì có hơn 10 vị Ngọc kiếm tông cường giả tay cầm Ngọc kiếm, sát ý ngút trời. Nhưng khi thấy Diệp Thần mặt mũi, hoàn toàn kinh sợ. Đây không phải là Ngọc kiếm tông pho tượng kia nam tử sao? Mấy vị Ngọc kiếm tông luyện khí trưởng lão sắc mặt khôi phục rất nhanh tới đây, bởi vì bọn họ thấy được kiếm các bên trong máu. Vương Cửu Húc các người thật đã chết rồi. Giờ khắc này, vô tận tức giận tựa như cuộn sạch toàn thân, vậy mấy vị trưởng lão giận dữ hét, động thủ. Ngay tại rất nhiều Ngọc kiếm tông cường giả sẽ đối Diệp Thần lúc động thủ, bị thương Ngọc kiếm tông tông chủ và thái thượng trưởng lão khập khễnh đi vào. Dừng tay! Dừng tay! Mọi người thần sắc biến đổi, khi bọn hắn tầm mắt rơi vào Ngọc kiếm tông tông chủ trên mình, hoàn toàn không bình tĩnh. Thực lực ngập trời tông chủ lại bị thương. Còn chưa cùng mọi người kịp phản ứng. Ngọc kiếm tông tông chủ liền tới đến Diệp Thần trước người, hắn ánh mắt ở Chu Nhã trên mình dừng lại một giây, sau đó cung kính nói, Diệp Điện Chủ, rốt cuộc là chuyện gì để cho ngài như vậy tức giận.
Diệp điện chủ. Làm cái này ba chữ xuất hiện ở đám người giữa tai, những cái kia Ngọc Kiếm Tông bày trận đợi cường giả bối rối. Cái này sát ý ngập trời thanh niên thật sự là Phục Ma Điện điện chủ Diệp Thần. Cái này, ai lại từng nghĩ qua, như vậy cấp bậc tồn tại lại đột nhiên hạ xuống Ngọc Kiếm Tông. Diệp Thần lạnh như băng con người quét qua đám người, cuối cùng rơi vào Ngọc Kiếm Tông tông chủ trên mình, nói, huyết tế người, nhưng mà Ngọc Kiếm Tông truyền thống. Nghe được huyết tế người, Ngọc Kiếm Tông tông chủ sắc mặt vô cùng khó khăn xem. Huyết tế người ở Linh Võ Đại Lục không tính là hiếm thấy. Rất nhiều tông môn đều là như vậy, nhưng toàn bộ Linh Võ Đại Lục đều là ngầm thừa nhận, ngậm miệng không đề ra, bây giờ bị Diệp Điện Chủ đột nhiên nói tới, cái này lại nên trả lời như thế nào? Ngọc Kiếm Tông Tông Chủ con ngươi vừa chuyển, cuối cùng vẫn nói, Diệp Điện Chủ, ta đối với huyết tế người sự việc cũng không biết chuyện, nếu như có người dùng loại thủ đoạn này, bị ta tra được, ta nhất định nghiêm tra. Bất quá bây giờ nhìn lại, Diệp Điện Chủ hẳn đem những cái kia Ngọc Kiếm Tông thứ bại hoại giải quyết. Diệp Thần cười, hắn hướng về phía một phương hướng nói, Chân Nhi, đi ra đi. Hắn không để cho Chân Nhi xem vậy máu tanh một màn, Chân Nhi còn trẻ, hơn nữa hắn có thể cảm nhận được Chân Nhi nội tâm tinh khiết. Rất nhanh, Chân Nhi liền từ trong xó xỉnh đi ra. Bất quá có lẽ lần đầu tiên thấy Ngọc Kiếm Tông những đại nhân vật này, Chân Nhi nội tâm vẫn là có chút khẩn trương. Chân Nhi, nói cho ta, huyết tế người tồn tại Ngọc Kiếm Tông bao lâu? Chân Nhi nhìn đám người, do dự mấy giây, nhưng vẫn là nói, từ ta vào tông ngày hôm đó, huyết tế người liền tồn tại. Trong đó không thiếu một ít người vô tội. Thậm chí huyết tế người trở thành bên trong tông trưởng lão và đệ tử hành hạ người khác thủ đoạn. Lời này vừa nói ra, Ngọc Kiếm Tông tông chủ và rất nhiều trưởng lão sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Diệp Thần có nhiều thú vị nhìn về phía Ngọc Kiếm Tông tông chủ, nói, chẳng lẽ người thành tựu đứng đầu một tông? Hiện tại còn không biết tình sao. Các ngươi ngàn không nên, vạn không nên, chính là động người ta. Ngọc Kiếm Tông tông chủ sắc mặt càng ngày càng khó xem, một khắc sau, hắn xuống một cái quyết định, trong tay sử dụng một chuôi tản ra nhàn nhạt hồng mang kiếm, hướng về phía những cái kia luyện khí trưởng lão chém xuống. Cố nhiên bị thương, kinh người này kiếm ý cũng không phải những trưởng lão này có thể ngăn trở. Ngay lập tức tới giữa, kiếm các bên ngoài vang lên từng đạo cầu xin tha thứ và thống khổ tiếng. Những cái kia đã từng tham dự huyết tế người trưởng lão và đệ tử lại bị Ngọc Kiếm Tông tông chủ từng cái chém chết. Không chừa một mống. Toàn bộ kiếm các bên ngoài, máu nhiễm mặt đất, xúc mục kinh tâm. Làm xong hết thảy các thứ này, Ngọc Kiếm Tông tông chủ nhìn về phía sau lưng mấy vị thái thượng trưởng lão. Ánh mắt tới giữa, tựa như hình thành loại nào đó nhận thức chung, lẫn nhau gật đầu. Rồi sau đó, một từng đạo hàn quang thoáng qua. Ngọc Kiếm Tông tông chủ và mấy vị thái thượng trưởng lão lại từ chém một cánh tay. Diệp điện chủ, từ nay về sau Ngọc Kiếm Tông sẽ không lại xuất hiện huyết tế người, vậy sẽ không làm thương tổn vô tội. Chúng ta lấy tay cụt biểu quyết tim. Mong rằng Diệp điện chủ có thể thả qua Ngọc Kiếm Tông một con đường sống. Nói xong những lời này, Ngọc Kiếm Tông tất cả mọi người đều quỳ xuống. Bọn họ biết Ngọc Kiếm Tông muốn phải sống sót, thì nhất định phải tỏ rõ đầy đủ thái độ. Hoặc là tiêu diệt, hoặc là sống tạm. Diệp Thần không có tỏ thái độ, cứ như vậy nhìn chằm chằm đám người. Nhìn trong ngực vết thương chồng chất Chu Nhã, hắn tức giận còn không có tiêu trừ. Mặc dù không biết Chu Nhã tại sao sẽ xuất hiện ở Linh Võ Đại Lục, nhưng nếu là Chu Nhã muốn Ngọc Kiếm Tông tiêu diệt, hắn tuyệt không do dự. Ngay tại lúc này, một cái mảnh khảnh tay lôi kéo Diệp Thần vạt áo. Diệp Thần quay đầu, phát hiện là Chân Nhi tay, thế nào? Chân Nhi thật to tròng mắt có chút do dự, nhưng vẫn là nói, Diệp Điện Chủ, có thể không thể bỏ qua Ngọc Kiếm Tông. Ngọc Kiếm Tông cũng chỉ Vương Cửu Húc và những cái kia luyện khí trưởng lão các người làm sằng làm bậy liền chút, và những người khác cũng không có quá nhiều quan hệ. Chân Nhi mặc dù hận Ngọc Kiếm Tông, nhưng nàng biết rất nhiều đều là người vô tội. Nếu như Diệp Thần đối với Ngọc Kiếm Tông diệt môn, đó cùng Vương Cửu Húc các người lại có cái gì khác biệt? Dĩ nhiên, nàng không hề nhận là lời khuyên của mình có ích lợi gì. Được. Nhưng mà, một khắc sau, Diệp Thần nhưng là kéo Chân Nhi tay, hướng Ngọc Kiếm Tông bên ngoài đi. Mấy giây sau đó, vậy Ngọc Kiếm Tông ác mộng vậy bóng người biến mất. Gặp Diệp Thần rời đi, Ngọc Kiếm Tông tông chủ cũng không nhịn được nữa, ngồi trên mặt đất. Hắn ánh mắt có chút phức tạp. Tuyệt đối không nghĩ tới,
Ngọc Kiếm Tông sống chết lại buồn cười quyết định ở một cái đệ tử tạp dịch trên tay. Sau đó, hắn nhìn về phía đám người, lạnh lùng nói, đóng tông 10 năm, tất cả trưởng lão và đệ tử tất cả đều bế quan tự tỉnh. Linh Võ Đại Lục, Phục Ma Điện, Phân Điện. Một nơi u tĩnh trong gian phòng. Chu Nhã nằm ở giường băng bên trên, Diệp Thần từng tia linh lực hội tụ trong đó. Chu Nhã trên người cắm đầy tất cả lớn nhỏ châm cứu. Diệp Thần không có dùng lục đạo luân hồi pháp lực lượng, mà là dùng y thuật. Dẫu sao Chu Nhã thân thể quá yếu ớt, vậy không nhất định có thể chịu đựng ở lục đạo luân hồi pháp lực lượng. Từng tia châm cứu đung đưa, rồi sau đó, Diệp Thần hai ngón tay cùng nhau, một chút đỏ bừng máu tràn ra. Máu hắn, tốt hơn hết thảy đan dược. Ở một chút máu tươi hội tụ đến Chu Nhã trong cơ thể lúc đó, Chu Nhã gương mặt tái nhợt lại hồng nhuận. Trên mình thật to vết thương nho nhỏ lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang khôi phục. 5 phút sau, một đạo nhàn nhạt thanh âm vang lên, Chu Nhã dần dần mở mắt ra. Làm tầm mắt chạm được treo mỉm cười Diệp Thần, Chu Nhã thoáng như mộng, Diệp tiên sinh, đây là mộng sao? Diệp Thần cười một tiếng, Chu Nhã, trong mộng ta có đẹp trai như vậy sao? Có. Chu Nhã gương mặt ửng đỏ, nàng biết đây không phải là mộng, nàng chống đỡ thân thể ngồi dậy, cảm nhận được thương thế hết bệnh, có chút khó tin. Có thể rất nhanh, nàng liền nghĩ tới Diệp tiên sinh năm đó ở Hoa Hạ cường đại chính là cả người kinh thiên địa khóc quỷ thần y thuật, như vậy, nàng liền thư thái. Chu Nhã, ngươi làm sao tới Linh Võ Đại Lục? Diệp Thần đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Chu Nhã xuất hiện ở nơi này, quá quỷ dị. Chu Nhã lúc này mới nhớ tới lần này tới Linh Võ Đại Lục nhiệm vụ, vội vàng nói, Diệp tiên sinh, là Kim Lãnh Nhạn đội trưởng để cho ta tới. Mấy năm này Hoa Hạ xảy ra chút chuyện. Thứ nhất, Hoa Hạ linh khí có chút dị biến, dựa theo đoàn tiền bối và một ít nhân sĩ chuyên nghiệp tới xem, linh khí dị biến, có thể ảnh hưởng đến Hoa Hạ võ giả cùng với người bình thường, cái này đem trở thành một loại cực kỳ kinh khủng vấn đề, người bình thường căn bản không chịu nổi vậy tới mãnh liệt linh khí. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, thần sắc nghiêm túc. Hắn mặc dù không biết linh khí dị biến là cái gì tạo thành, nhưng nếu quả thật dựa theo Chu Nhã theo như lời, đây tuyệt đối là việc lớn. Linh khí vậy võ giả hút vào, đều phải đầy đủ luyện hóa mới có thể. Nếu như người bình thường, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hiện tại Hoa Hạ tình huống gì, nghiêm trọng không? Diệp Thần tiếp tục nói. Chu Nhã suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, hiện tại ngược lại là không có chuyện gì, long hồn trong lòng đất có kiểm tra đứng. Nguy hiểm trị số không hề cao, Hoa Hạ thân thể to lớn sẽ không phát sinh chuyện gì, Kim đội trưởng bất quá là trước thời hạn cân nhắc thôi. Diệp Thần thở ra một hơi, nếu như Hoa Hạ thật tình hình nghiêm trọng, vậy hắn phải rời đi thần quốc, thời gian đầu tiên chạy tới Hoa Hạ. Nhưng nếu là vào lúc đó, Ma Hoàng hạ xuống, mình lại không có ở đây, nên làm cái gì? Hoa Hạ và Linh Võ Đại Lục không gian cách trở không tính là quá xa, cũng không coi là quá gần. Dù là biến dạng hư không cũng cần đầy đủ thời gian. Cái này thời gian, đủ để quyết định hết thảy. Cũng may, linh khí dị biến hẳn vẫn là lúc đầu, còn có đầy đủ thời gian. Hắn phải mau sớm giải quyết Ma Hoàng vấn đề. Nếu như Ma Hoàng lại không hạ xuống, hắn phải đi một chuyến vực ngoại thiên ma chi địa. Chỉ có giải quyết cái này hậu hoạn, mới có thể yên tâm đi Hoa Hạ. Chu Nhã nhìn thấu Diệp Thần trong mắt cân nhắc, liền nói, Diệp tiên sinh. Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, linh khí bùng nổ không nhanh như vậy, chúng ta có đầy đủ thời gian chuẩn bị, ngươi trước xử lý xong chuyện bên này là được. Đúng rồi, Diệp tiên sinh, còn có một việc. Diệp Thần ngẩng đầu lên, cái gì? Chu Nhã từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái bàn là, nàng đem bàn là đưa tới. Diệp tiên sinh mời xem, đây là long hồn điều lấy một ít quản chế, kim đội trưởng gắn quản chế bên trong phát hiện một ít đầu mối. Diệp Thần làm việc khởi thủ ở giữa bàn là, nhưng là bất ngờ phát hiện, cái đầu tiên video chính là Vân Hồ Sơn Trang. Thấy năm đó trải qua, Diệp Thần không khỏi cảm khái. Ai có thể nghĩ đến, năm đó cái đó rơi xuống hồ chàng trai sẽ trở thành vừa được như vậy bước. Diệp tiên sinh, chú ý cái đó bé gái. Chu Nhã ở một bên nói. Diệp Thần đem sự chú ý đặt ở trên người cô bé, thần sắc ngẩn ra. Quá quỷ dị. Chẳng lẽ cái này bé gái thật sự là luân hồi huyền bi? Diệp tiên sinh tiếp tục xem còn dư lại video, cái này bé gái trong thời gian cực ngắn xuất hiện ở bất đồng địa điểm,
đây là bất kỳ máy bay, tàu cao tốc cũng không làm được, dù là Hàn Vân tiền bối, cũng không cách nào thực hiện. Kim đội trưởng cảm thấy, cái này bé gái có vấn đề rất lớn. Còn nữa, cái này bé gái tựa hồ cũng ở đây linh khí dị biến khu vực nòng cốt vùng lân cận, không biết linh khí dị biến và nàng có liên quan, vẫn là nàng vậy đang điều tra linh khí dị biến sự việc. Diệp Thần xem xong mấy đoạn video, đã 90% tỷ lệ xác định, đối phương chính là Vĩnh Hằng Thánh Vương phân thân một mực đang tìm Luân Hồi Huyền Bi. Chỉ là cái này Luân Hồi Huyền Bi kết quả cái gì thuộc tính? Vì sao sẽ ở Hoa Hạ linh khí này tương đối thiếu thốn địa phương? Hắn hiện đang nắm trong tay Luân Hồi Huyền Bi căn bản phân bố ở Linh Võ Đại Lục và Thần Quốc. Chẳng lẽ còn dư lại Luân Hồi Huyền Bi đều đã hóa thành hình người? Diệp tiên sinh, ngài đối với lần này thấy thế nào? Chu Nhã nói. Diệp Thần suy nghĩ một chút, vẫn là nói cái này bé gái thật ra thì ta cũng đoán được một chút vấn đề, nhưng có một chút có thể xác định, Hoa Hạ linh khí dị biến và nàng không liên quan. Nàng chắc đang điều tra chuyện này. Còn như lúc nào lên đường đi Hoa Hạ, ta sẽ mau sớm, ở Thần Quốc, ta còn muốn cùng một người. Chỉ có người nọ tiêu diệt, ta mới có thể an tâm rời đi. Chu Nhã mắt đẹp nhẹ nháy mắt, gật đầu một cái, Hoa Hạ Long Hồn số liệu đứng ta đi xem qua, chỉ số vẫn là bước đầu, không hề coi là nghiêm trọng. Cùng Diệp tiên sinh giải quyết dưới mắt chuyện cử động nửa thân cũng không muộn. Chu Nhã vốn dự định đem Côn Lôn hư cách cục biến hóa sự việc nói sau một ít, nhưng là suy nghĩ một chút, vẫn là ngậm miệng không nói. Nếu như Diệp tiên sinh biết Côn Lôn hư hôm nay biến thành như vậy, Viên Đạo Phong đương lập, sợ rằng sẽ càng không cách nào chỗ an lòng lý trước mắt sự việc. Nàng không muốn cho Diệp tiên sinh quá nhiều khốn khổ, dù sao hiện tại có đầy đủ thời gian cùng Diệp tiên sinh. Trong chốc lát, bầu không khí có chút yên lặng. Chu Nhã tim ùm nhảy, ngực khá là phập phồng, hơn nữa tạo thành một ít thương thế, quần áo có chút biến dạng, mơ hồ có trắng như tuyết ngạo nghễ hiện lên. Nàng nuốt nước miếng một cái, mới vừa muốn nói cái gì, ngoài cửa truyền đến một đạo giọng nữ, Diệp điện chủ, Chu tỷ tỷ tỉnh chưa? Nghe được cái thanh âm này, Chu Nhã trong mắt kích động hết sức. Đây là Chân Nhi thanh âm. Chân Nhi lại có thể không có chết. Cảm nhận được Chu Nhã kích động, Diệp Thần năm ngón tay vung lên, cửa mở ra, hắn vỗ vỗ Chu Nhã, nói Chu Nhã, ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi chút thời gian, Lâm Nhã Cầm và Tử Ngưng cũng rất dễ thân cận. Ta sẽ để cho các nàng cùng ngươi ở Linh Võ Đại Lục đi dạo một chút. Sau đó, Diệp Thần nhìn về phía Chân Nhi, còn có ngươi, ngươi nếu rời đi Ngọc Kiếm Tông, vậy sau này ngươi liền an an tim tim ở Phục Ma Điện, có ta ở đây, Linh Võ Đại Lục không ai dám khi dễ ngươi. Ta bây giờ còn có chuyện, phải rời khỏi một hồi, cùng xử lý xong sự kiện kia, ta sẽ trở về tìm các ngươi. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị lúc rời đi, Chân Nhi lên tiếng. Cái đó, Diệp Điện Chủ, người có thể hay không cho ta ký cái tên? Diệp Thần ngẩn ra, nhìn Chân Nhi vậy ánh mắt mong chờ, Diệp Thần có chút sở khóc sở cười. Cái này Hoa Hạ mới có ký tên theo đuổi ngôi sao, làm sao xuất hiện ở Linh Võ Đại Lục? Mình lại là Chân Nhi thần tượng. Diệp Thần không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng là Chân Nhi nhưng mà cứu Chu Nhã, phần ân tình này, là vô giá. Hắn lấy ra hai khối có chút tối đỏ ngọc bội. Trên ngọc bội có khắc Diệp Thần tên chữ cùng với Phục Ma Điện. Hắn đem cái này hai khối phân biệt đưa cho Chu Nhã và Chân Nhi, đây là ta luyện chế ngọc bội, không chỉ có ta tên chữ, còn có thể ngăn trở thiên thần cảnh đỉnh cấp chí cường nhất kích, coi như là ta đưa cho các ngươi lễ ra mắt. Chân Nhi vội vàng nhận lấy ngọc bội, rất sợ Diệp Thần đổi ý. Đây đối với nàng mà nói, quá trọng yếu. Diệp Thần sờ một cái Chân Nhi đầu, liền đóng cửa lại rời đi. Hắn phải hồi một chuyến thần quốc. Cổ chiến trường truyện, Mạc Huyết Minh và Hiên Viên Mạc Tà Tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Dựa theo trước mắt tình huống tới xem, Mạc Huyết Minh càng có sức uy hiếp. Phải nghĩ biện pháp giải quyết. Cùng lúc đó, chân trời mờ tối, ô đè đè thương khung tựa hồ muốn rơi xuống. Hai đạo thân ảnh nhanh chóng phi hành. Một cái là cưỡi một đầu chân đạp ngọn lửa đen nhánh cự thú tuyệt thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ băng hàn khí chất xuất chúng, tôn quý hết sức. Mà một người khác chính là có chút bao trùm vảy rồng thiếu nữ. Thiếu nữ ánh mắt tràn đầy nhàn nhạt sát ý. Bởi vì nàng phát hiện sau lưng cô gái đi theo nàng đã lâu. Ngụy Dĩnh đúng là từ cổ chiến trường sau khi ra liền một mực đi theo Diệp Lạc Nhi.
Nàng từ vừa mới bắt đầu liền phát hiện Diệp Lạc Nhi cổ quái. Hơn nữa, Diệp Lạc Nhi trạng thái để cho Ngụy Dĩnh cảm thấy có điểm không đúng, cho nên mới một mực đi theo nàng, giờ phút này nhưng phát hiện phía trước Diệp Lạc Nhi tựa hồ thân thể run rẩy. Không đúng, Ngụy Dĩnh mắt đẹp lưu chuyển, toát ra vẻ hồ nghi, Diệp Lạc Nhi hơi thở lại có chút không ổn định. Nguyên bản đi về phía trước Diệp Lạc Nhi vào thời khắc này lại đột nhiên dừng lại, cuồng bạo sát khí phun trào, lại đưa tay đánh phía một ngọn núi. Oanh! Ngọn núi cao vút ở một trường này hạ đột nhiên sụp đổ, động đất lớn, vô số sinh linh kêu thảm thiết truyền ra, thật là giống như một bọn người gian quỷ vực. Lạc Nhi, ngươi làm gì? Ngụy Dĩnh thất kinh, vội vàng lắc mình ra, nhưng gặp Diệp Lạc Nhi sắc mặt thống khổ, trong mắt sát ý và vùng vẫy lúc ẩn lúc hiện. Giết! Thấy Ngụy Dĩnh, Diệp Lạc Nhi không chút do dự, đột nhiên ra tay, một cái thiên hình xiềng xích bỗng nhiên bay ra, lôi cuốn kinh khủng thiên tai hơi thở. Ngươi tẩu hỏa nhập ma, mau tỉnh táo lại, Ngụy Dĩnh nhìn ra đầu mối, một bên thanh quát một tiếng, đồng thời thân hình chớp động, một kiếm ngăn trở thiên hình xiềng xích, và Diệp Lạc Nhi kéo ra khoảng cách. Ta, Diệp Lạc Nhi nghe được Ngụy Dĩnh tiếng quát, cặp mắt ở trong nháy mắt khôi phục lau một cái trong sạch, một khắc sau nhưng là sát ý vô tận hiện lên. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao một mực đi theo ta? Diệp Lạc Nhi lạnh lùng nhìn Ngụy Dĩnh, sau lưng từng cái thiên hình xiềng xích bay ra. Nhìn Diệp Lạc Nhi cử động, Ngụy Dĩnh sắc mặt ngưng trọng, đang muốn nghênh đón Diệp Lạc Nhi cuồng phong bạo vũ vậy thế công, Diệp Lạc Nhi nhưng đột nhiên khạc ra một ngụm máu tươi. Không tốt, ngươi phải lập tức điều tức. Ngụy Dĩnh sắc mặt đại biến, Diệp Lạc Nhi khí tức trong người ở bạo động, nếu như lại bỏ mặc, Diệp Lạc Nhi thậm chí muốn bạo thể mà chết. Toàn đều phải chết, Diệp Lạc Nhi đối với Ngụy Dĩnh nói bịt tai không nghe thấy, giờ phút này lại không để ý tình huống trong cơ thể, hướng Ngụy Dĩnh bạo giết ra. Thấy vậy, Ngụy Dĩnh sắc mặt ngưng trọng, trong mắt lóe lên lau một cái kiên quyết, đột nhiên cắn chót lưỡi một giọt máu tươi khạc ra. Chín hàn thiên thuật, Ngụy Dĩnh trong mắt thần quang hiện lên, vô tận rét lạnh khí phun trào, thời kỳ thượng cổ đế tôn uy nghiêm bùng nổ, trời đất phảng phất cũng vào giờ khắc này bị đông cứng. Mà Ngụy Dĩnh máu tươi vào lúc này hóa thành một đạo hàn quang, bỗng nhiên bay về phía Diệp Lạc Nhi, tiếp theo đem nàng bao phủ. Yên tĩnh, Ngụy Dĩnh một chỉ điểm ra. Diệp Lạc Nhi ấn đường lại hiện lên lau một cái tuyệt hàn khí, Diệp Lạc Nhi trong cơ thể bạo động linh khí vậy vào giờ khắc này đình trệ xuống. Ta đây là thế nào? Diệp Lạc Nhi lý trí khôi phục, nghi hoặc nhìn về phía Ngụy Dĩnh. Mau điều tức, ngươi tẩu hỏa nhập ma. Ngụy Dĩnh vội vàng mở miệng nói. Chín tầng trời hàn thuật có thể trong thời gian ngắn để cho người khôi phục trong sạch, để cho đánh mất lý trí người khôi phục như cũ, nhưng là thời gian lâu dài liền vô dụng. Nghe vậy, Diệp Lạc Nhi không kịp nói lên trong lòng nghi vấn, nàng vậy nhận ra được mình trong cơ thể linh khí bạo động, vội vàng vận chuyển công pháp đem trong cơ thể linh khí ổn định. Qua hồi lâu, Diệp Lạc Nhi cuối cùng thoát khỏi tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, thông suốt mở hai mắt ra, từng đạo ánh sáng chớp động. Ngươi là ai? Diệp Lạc Nhi nhìn Ngụy Dĩnh, trong mắt lóe lên vẻ bi thương, nàng không biết mình tại sao bi thương, chỉ là từ sâu trong nội tâm truyền mà đến một loại tâm trạng. Ngươi đây là thế nào? Ngụy Dĩnh thấy Diệp Lạc Nhi thời điểm liền nhìn ra Diệp Lạc Nhi tình huống không đúng, cho nên mới một mực chú ý Diệp Lạc Nhi. Giờ phút này Diệp Lạc Nhi trên mình tràn ngập vô hình mênh mông oai rồng, để cho Ngụy Dĩnh đều có một loại cảm giác bị đè nén. Ta trí nhớ bị huyết mạch phong ấn. Diệp Lạc Nhi trong mắt lóe lên lau một cái đau buồn, mất đi trí nhớ, nàng biến thành lãnh khốc vô cùng, chỉ là báo thù mà sinh máy sát hại. Trước mắt từng đạo đoạn phim chớp động. Diệp Lạc Nhi cũng biết liền trí nhớ bị phong ấn trong khoảng thời gian này, mình cũng làm chuyện gì. Diệp đại ca, Diệp Lạc Nhi khóe mắt trượt rơi một giọt nước mắt, khá tốt Diệp thần độ kiếp thời điểm nàng đi trước tương trợ, nếu không nếu như Diệp thần đã xảy ra chuyện gì, nàng đời này đều không cách nào tha thứ mình. Huyết mạch phong ấn, Ngụy Dĩnh trong lòng kinh ngạc, liên tưởng đến Diệp Lạc Nhi trên mình thỉnh thoảng tràn ra ra mênh mông oai rồng, trong lòng có chút hiểu ra. Ta thức tỉnh huyết mạch, nhưng không cách nào chống lại đến từ huyết mạch phong ấn, ta muốn không được bao lâu sợ rằng lại sẽ biến thành trước khi dáng vẻ. Diệp Lạc Nhi ánh mắt thống khổ. Nhìn lòng bàn tay có khắc tên chữ, Diệp Lạc Nhi cảm thấy nội tâm rút ra đau, tựa như bị một chuôi đồ sộ chùy ở trong lòng hung hăng gõ vậy, để cho người hô hấp đều phải đình trệ xuống. Cũng không sao biện pháp có thể tháo ra phong ấn sao. Ngụy Dĩnh cau mày, đây là đáng sợ đến bực nào huyết mạch lực lượng.
mới có thể có bá đạo như vậy phong ấn, Diệp Lạc Nhi trên người bí mật cũng không nhỏ à? Có, Diệp Lạc Nhi diễn cảm có chút đắng chát, hai cái phương pháp, một cái là ta thực lực đạt tới đột phá phong ấn bước, nhưng là điều này kiện quá hà khắc, muốn đột phá phong ấn, sợ rằng phải vạn năm bên trên. Vậy khác một cái phương pháp đâu? Ngụy Dĩnh truy hỏi nói. Thánh Nguyên Chi Tâm, Diệp Lạc Nhi sắc mặt phức tạp mở miệng nói, cái này Thánh Nguyên Chi Tâm cũng là đoạn thời gian này mới xuất hiện ở nàng đầu óc bên trong. Nghe được Diệp Lạc Nhi nói, Ngụy Dĩnh sắc mặt chợt biến, Thánh Nguyên Chi Tâm, đây là thời đại thượng cổ thánh vật, vô cùng đáng sợ tồn tại, truyền thuyết có thể có được Thánh Nguyên Chi Tâm, là có thể nắm giữ đáng sợ nhất lực lượng, cấm kỵ lực lượng. Cổ lực lượng này đủ để hủy thiên diệt địa, thật là coi trời bằng vung, ai lấy được được người đó liền có thể vô địch khắp thiên hạ, nhưng là Thánh Nguyên Chi Tâm chỉ ở thượng cổ xuất hiện qua một lần, sau đó liền lại cũng không có Thánh Nguyên lòng tin tức. Truyền thuyết Thánh Nguyên Chi Tâm thất lạc ở vực ngoại, Ngụy Dĩnh ánh mắt thâm trầm nhìn Diệp Lạc Nhi nói. Ừ, ta thức tỉnh trong trí nhớ cũng là như thế ghi lại. Diệp Lạc Nhi lắc đầu một cái, bất đắc dĩ cười một tiếng. Nhưng là tin tức này là thật là giả cũng còn chưa biết, huống chi coi như là thật, vực ngoại đất rộng vật nhiều, ta phải nên làm như thế nào tìm. Hơn nữa như vậy thánh vật xuất hiện, vực ngoại đem có vô số nhân vật lớn ra tay, ta coi như tranh đoạt vậy không nhất định có thể cướp được. Diệp Lạc Nhi lời nói tới giữa thậm chí có chút tuyệt vọng, trên bầu trời vang lên sấm rền, Diệp Lạc Nhi đột nhiên mở miệng nói, đáp ứng ta, nhất định phải bảo vệ tốt Diệp đại ca, nếu như có một ngày ta hoàn toàn bị lạc. Đối với Diệp đại ca xuất thủ, ngươi nhất định phải không chút do dự giết ta. Chỉ mong sẽ không có ngày hôm đó. Ngụy Dĩnh yên lặng, Diệp thần đối với nàng mà nói giống vậy vô cùng trọng yếu. Nếu như Diệp Lạc Nhi có một ngày muốn tổn thương Diệp thần, nàng nhất định sẽ không cho phép. Ngay tại lúc này, Diệp Lạc Nhi trong mắt lau một cái hủy thiên diệt địa vậy sát ý hiện lên. Nàng vội vàng há mồm nói, ngươi đi mau, ta. Chết, vô tận oai rồng bùng nổ. Từng cái thiên hình xiềng xích đột nhiên đâm ra, mang vô tận khủng bố thiên tai hơi thở, điên cuồng xuyên qua tới. Không tốt, hai người khoảng cách quá gần, Ngụy Dĩnh cũng không nghĩ tới Diệp Lạc Nhi phong ấn sẽ ở này xuất hiện, càng không có nghĩ tới Diệp Lạc Nhi đột nhiên bạo khởi ra tay, giờ phút này muốn né tránh đã không kịp. Thiên hình khóa khí thế đích thực quá đáng sợ, khoảng cách gần như vậy dưới, Ngụy Dĩnh cảm thấy vô biên khí tức tử vong đem mình hoàn toàn bao phủ. Tuyệt Hàn Thiên Đế Trảm. Ngụy Dĩnh không kịp do dự, ngay tức thì giơ tay lên một kiếm chém ra. Cực hạn hồng mông hơi thở bùng nổ, vô tận dùng mình cuốn sạch thiên địa, dường như muốn biến dạng bầu trời, chém ra nhật nguyệt tuyệt kiếm lạnh lẽo quang bạo giết ra. Ngụy Dĩnh ứng đối mặc dù nhanh chóng, nhưng là hai người khoảng cách quá gần, nàng lại là không có phòng bị dưới bị Diệp Lạc Nhi đột nhiên công kích, cho dù là Tuyệt Hàn Thiên Đế Trảm cũng không thể hoàn toàn ngăn trở thiên hình xiềng xích. Suy. Ngụy Dĩnh thân thể bị một cây thiên hình xiềng xích xuyên qua, máu tươi nhuộm đỏ áo quần, mà giờ khắc này Diệp Lạc Nhi nhưng không có chút nào nương tay, lại lần nữa bạo giết tới. Đủ rồi, Ngụy Dĩnh giận quát một tiếng, một kiếm chặt đứt trước người thiên hình xiềng xích, tiếp theo trên mình thần quang tách thả ra. Oanh! Nổ ầm vang khắp, ánh sáng ánh chiếu thập vạn đại sơn, cái này đâm mộc quang để cho Diệp Lạc Nhi cũng không nhịn được nhắm hai mắt lại. Ánh sáng tản đi lúc đó. Ngụy Dĩnh đã biến mất, Diệp Lạc Nhi ánh mắt lạnh nhạt nhìn lướt qua bốn phía, không có phát hiện Ngụy Dĩnh thân hình, liền hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. Nàng ánh mắt là lạnh như băng, nhưng mà lạnh như băng dưới, tựa như cất giấu một chút ôn nhu. Bị áp chế ôn nhu. Thần quốc phục ma điện. Dựa theo hiện tại Diệp thần tu vi, từ linh võ đại lục trở lại thần quốc muốn không được bao lâu. Diệp thần thời gian đầu tiên triệu tập giả thiên ma đế các người. Giờ phút này, Diệp thần ánh mắt chớp động nhìn đông nghịt bầu trời, thần sắc ngưng trọng. Mạc Huyết Minh biết thân phận chân thật của ta, cố nhiên mưu toan cướp đi ta khí vật, nhưng hắn như một viên bom hẹn giờ, là trước mắt uy hiếp lớn nhất. Diệp thần trong mắt uy nghiêm sát ý bùng nổ. Mạc Huyết Minh quá thông minh, lại thật sớm liền xem thấu Diệp thần thân phận, cái này làm cho Diệp thần bên trong lòng rất là lo âu, nếu như tin tức này bị Mạc Huyết Minh tuyên dương ra ngoài, vậy hắn đem vạn kiếp bất phục. Tối thiểu tại chưa có khôi phục lại kiếp trước cao độ trước, mình thân phận tuyệt đối không thể bại lộ. Mà ở luân hồi mộ địa bên trong, Hoàng Tuyền Tam Tổ giờ phút này vậy mở miệng nói, đồ nhi, Mạc Huyết Minh phải chết, hắn uy hiếp quá lớn, hơn nữa người này dã tâm bừng bừng, không thể lưu hắn.
Ta cũng nghĩ như vậy. Diệp Thần gật đầu một cái, mà vào lúc này, cổ dương bên trong đột nhiên truyền tới vang động. Diệp Thần trong lòng động một cái, vội vàng sử dụng cổ dương, tiếp theo cuồng bạo ma khí mãnh liệt ra, cửu u hổ từ cổ dương bên trong đi ra. Hồi phục, Diệp Thần khóe miệng nhếch một cái độ cong, cửu u hổ hồi phục, vậy hắn đối phó Mạc Huyết Minh chắc chắn càng lớn hơn. U oanh quỷ dữ thấy cửu u hổ, không khỏi mừng rỡ kêu lên, sư tôn. Nghe tiếng, cửu u hổ lạnh nhạt nhìn một cái u oanh quỷ dữ, không có phản ứng. Mà giờ khắc này Diệp Thần nhưng là đưa mắt nhìn sang Già Thiên ma đế tiền bối, Mạc Huyết Minh đã biết thân phận ta, không thể lại giữ lại hắn. Ta cũng nghĩ như vậy. Già Thiên ma đế lục tiên kiếm vung lên, kiếm khí bén nhọn tản mát ra vô tận dùng mình. Mạc Huyết Minh thương thế chưa hết bệnh, phân thân lại bị người ta chém chết, hiện tại chỉ sợ là hắn nhất vô lực thời khắc. Già Thiên ma đế ánh mắt thâm thúy nhìn Diệp Thần. Chỉ có động thủ bây giờ mới có cơ hội. Diệp Thần trong mắt bộc phát ra sát ý vô tận, quả quyết đứng lên, khoáng đạt khí thế cuộn sạch. Ta sẽ không cho hắn điều dưỡng thương thế cơ hội, hiện tại liền lên đường, phải đem này Liêu Chu diệt. Diệp Thần lạnh lùng nói. Được, Già Thiên ma đế cao giọng nói, ánh mắt tán thưởng nhìn Diệp Thần, hắn thưởng thức nhất chính là Diệp Thần một điểm này, quả quyết sát phạt, làm việc không do dự. Ngươi cũng biết, ta không thể ở thần quốc dừng lại quá lâu. Nếu như lần này có thể giúp ngươi giải quyết hết Mạc Huyết Minh cái này uy hiếp, vậy coi là trả nước suối vàng ân tình, đến lúc đó ta liền rời đi. Đa tạ ma đế tiền bối. Diệp Thần chân thành nói cảm ơn, một khắc sau Diệp Thần đưa tin Tiểu Hoàng. Chủ nhân, Tiểu Hoàng nghe được Diệp Thần kêu gọi, lập tức chạy tới, tò mò nhìn Diệp Thần. Và ta đi trước Minh Điện, là thời điểm lau đi cái tên kia. Diệp Thần lăng nhiên nói. Nghe nói như vậy. Tiểu Hoàng nhất thời kích động, đã sớm nên làm như vậy, chủ nhân ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi để cho cái này trời chu đất diệt. Ha ha, Diệp Thần rửng rưng một tiếng, sau đó nhìn về phía U Oanh Quỷ Dữ và Tiểu Bạch cùng với Diệp Lăng Thiên. Các ngươi ở lại Phục Ma Điện, nếu như có chuyện tình phát sinh lập tức thông báo ta. Diệp Thần ánh mắt thâm thúy, Ma Hoàng biến mất hồi lâu, hắn không thể không đề phòng. Cũng may Hạ Nhược Tuyết thương thế khôi phục không tệ. Trước mắt gặp phải nguy cơ có thể ngăn cản một hai, nếu không Diệp Thần còn thật không dám như vậy buông tay đánh một trận. Ngay sau đó, Diệp Thần liền đem cửu u hổ thu hồi cổ dương bên trong, sau đó mang Già Thiên ma đế và Tiểu Hoàng lặng lẽ đi Minh Điện. Minh Điện lực lượng mặc dù ở hiên viên mặc tà giết sư phụ trong đại hội tổn thất thảm trọng, nhưng là lạc đà gầy lớn so với ngựa, Minh Điện như vậy tồn tại, tất nhiên vậy không thể khinh thường. Vì vậy Diệp Thần không chuẩn bị trắng trợn mạnh đi giết. Muốn dẫn người trực tiếp tập sát, bắt giặc phải bắt vua trước, trực tiếp đem Mạc Huyết Minh chém chết, hết thảy liền đều dễ nói. Nơi này đồng thời, Minh Điện bên trong, sắc mặt trắng bệch giống như tử thi vậy Mạc Huyết Minh đột nhiên mở hai mắt ra, hắn có một loại tâm thần không yên cảm giác, để cho hắn cả người không tự tại. Không đúng. Mạc Huyết Minh gần đây tin tưởng mình giác quan thứ 6, đúng là mình đối với nguy hiểm cảm giác bén nhạy. Mới để cho hắn có thể ở vô số lần trong nguy hiểm còn sống sót, cho đến đứng vào hôm nay cao độ. Lập tức truyền ta ra lệnh, tất cả người canh gác đứng lên, có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều phải thời gian đầu tiên nói cho ta. Mạc Huyết Minh không chút do dự, lập tức vận dụng toàn bộ lực lượng. Hôm nay Mạc Huyết Minh chính là trọng thương chưa lành thời khắc, hắn vậy lo lắng có người thừa dịp cái này cơ hội đối với hắn ra tay. Hơn nữa ở trong lòng. Mạc Huyết Minh mơ hồ bên trong đã có suy đoán, hắn phân thân chết ở vậy phiến cổ chiến trường, và cổ chiến trường có dính líu trừ Diệp Thần chính là Hiên Viên Mạc Tà. Hiên Viên Mạc Tà trạng thái cũng không có so mình quá nhiều thiếu, sợ rằng căn bản không dám đạp cách Sùng Quang Thần Hà Công, trước mắt thần quốc bên trong, có thể đối với mình sinh ra uy hiếp chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Thần. Diệp Thần cảnh giới mặc dù không cao, nhưng là luân hồi chi chủ thân phận lại để cho Mạc Huyết Minh hết sức kiêng kỵ. Vì vậy giờ phút này vô cùng thận trọng. Bất luận như thế nào, ta thân ở Minh Điện bên trong, ta chính là chí cao nắm giữ, nếu như ngươi thật dám đến, ta cần thiết đem ngươi chu diệt tại chỗ, cướp đoạt ngươi khí vận, ta đem vô địch thiên hạ. Mạc Huyết Minh trên mình bộc phát ra sát ý đáng sợ. Mạc Huyết Minh đã có phát giác, Diệp Thần mang Già Thiên Ma Đế và Tiểu Hoàng xuất hiện ở Minh Điện phụ kiện, liền thấy vô số ma binh đã bày trận mà đợi, không ngừng ở bốn phía tuần tra. Thậm chí còn có mấy tờ khí thế bất phàm khuôn mặt mới, hiển nhiên là Minh Điện lánh đời trưởng lão. Hừ,
Minh Điện thật là có không thiếu lão cổ đồng. Diệp Thần ánh mắt chớp động, cái này mấy tên lánh đời trưởng lão thực lực trên căn bản đều ở đây thánh tổ cảnh nhất tầng thiên, đã coi như là cực kỳ không tầm thường lực lượng. Bất quá chỉ là như vậy, có thể không ngăn được ta. Diệp Thần lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt quả quyết. Nếu đã bị phát hiện, vậy thì mạnh xông đi. Diệp Thần bữa như vậy nói. Mạnh xông, Tiểu Hoàng kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần, chủ nhân muốn không muốn đơn giản dịch dung. Diệp Thần do dự mấy giây, vẫn là lấy ra một món bảo vật, đem mặt mũi che đậy. Mạc Huyết Minh cố nhiên gặp mình, nhưng cẩn thận một chút tổng không có sai. Lần này dĩ nhiên mạnh hơn sông, nếu ngày hôm nay chúng ta tới, liền cần thiết chu diệt Mạc Huyết Minh ở đất này, ta muốn cho hắn hình thần câu diệt. Diệp Thần lạnh lùng nói. Đi, Diệp Thần ra lệnh một tiếng, đột nhiên bay ra, Già Thiên Ma Đế và Tiểu Hoàng vậy vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, Minh Điện liền là có phản ứng. Sát ý phun trào. Các hạ là người nào? Một vị Minh Điện lánh đời trưởng lão thấy Diệp Thần ba người khí thế hung hăng xuất hiện, nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng quát hỏi nói. Nơi này đồng thời, tên này lánh đời trưởng lão vậy lặng lẽ bóp động một tấm phù ấn, đem tin tức truyền cho Mạc Huyết Minh. Tới, Mạc Huyết Minh nhận được tin tức, thật ra thì coi như lánh đời trưởng lão không thông báo hắn, hắn cũng có thể nhận ra được Diệp Thần hơi thở. Mạc Huyết Minh ánh mắt xuyên thấu qua Minh Điện, thấy ngoại giới Diệp Thần ba người, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Luân hồi chi chủ, không nghĩ tới à, kiếp trước vô địch thiên hạ luân hồi chi chủ, hôm nay lại nhỏ yếu như vậy. Mạc Huyết Minh cười lạnh, mệnh lệnh thủ hạ trưởng lão chu diệt Diệp Thần. Người nào, ta tới lấy Mạc Huyết Minh mệnh lệnh, Diệp Thần lạnh lùng quát lên, trực tiếp thi triển thiên long bát thần âm. Úm, bá, đâu, đi, be be, ỏ ỏ. Ô, ba, hồng mông nốt nhạc bay ra, cuồn cuộn hồng mông hơi thở cuộn sạch, Minh Điện các vị lánh đời trưởng lão như lâm đại địch, sắc mặt đổi được ngưng trọng. Diệp Thần thực lực bất quá hỗn độn cảnh 9 tầng trời, nhưng là thi triển ra thiên long bát thần âm lại để cho bọn họ vậy cảm thấy cực lớn nguy hiểm. Minh Long đại trận dậy, một người lánh đời trưởng lão đột nhiên phẫn nộ quát, 100.000 ma binh đột nhiên lấy ra trường kiếm trong tay, từng đạo ma khí từ trên trường kiếm mãnh liệt ra. Hống, một cái Minh Long đột nhiên từ trong thiên địa hiện lên, nhìn Diệp Thần ba người phát ra gầm thét. Lại dám xông ta Minh Điện, tự tìm cái chết. Chu diệt, một người lánh đời trưởng lão nghiêm túc quát một tiếng, tiến lên đón Diệp Thần thiên long bát thần âm. Bình bịch bịch, cuồng bạo nổ tiếp liền không ngừng, thiên địa vào giờ khắc này cũng rung động mở, nhưng là Minh Long nhưng không chút tổn hao nào, ngược lại hung uy bùng nổ, càng lộ vẻ cuồng bạo. Minh Long khí thế coi trời bằng vung, tựa như u minh chỗ sâu nhất mà đến khủng bố tồn tại vậy. Nhưng là giờ phút này Tiểu Hoàng nhìn Minh Long, trong mắt nhưng thoáng qua vẻ khinh thường, một cái tạp trùng mà thôi, cũng dám ngông cuồng, cho ta chết. Tiểu Hoàng một móng đánh ra, trời đất phảng phất ở một khắc văng tung tóe, dọc đường qua rạch ra từng đạo vết nứt không gian, cuồng bạo khí tức hủy diệt bao phủ Minh Long. Hống, Minh Long kêu rên một tiếng. Lại bị Tiểu Hoàng một móng đánh bay ra ngoài, ánh sáng nhất thời ảm đạm xuống. Đây bất quá là đại trận ngưng tụ Minh Long mà thôi, cũng không phải là chân thực tồn tại, căn bản không ngăn được Tiểu Hoàng mũi nhọn. Đây là Già Thiên Ma Đế vậy ngang nhiên động thủ, đầy trời ma khí cuộn sạch ra, giống như muốn hủy diệt thế gian hết thảy vậy, 100.000 ma binh cũng vào giờ khắc này run rẩy. Ma khí vang trời, Tử Linh đánh ra, mở. Già Thiên Ma Đế ngửa mặt lên trời gầm lên. Cuồn cuộn ma khí cổn đáng, tất cả khô lâu, âm hồn, tu la vân. Vân ma vật từ trong sương mù giết ra. Những thứ này ma vật ở trong thoáng qua liền hình thành một chi ma đạo quân đội, cùng 100.000 ma binh đụng vào nhau, Minh Long đại trận vậy vào giờ khắc này bể tan tành. Cho ta chết, Diệp Thần đột nhiên một kiếm đâm ra, trời đất phảng phất cũng vào giờ khắc này văng tung tóe, trời trăng sao quang vào giờ khắc này ảm đạm thất sắc, hủy thiên diệt địa vậy áp lực cuốn tới. Không muốn, bị Diệp Thần để mắt tới lánh đời trưởng lão sắc mặt kinh hoàng, hắn phát hiện ở dưới một kiếm này, hắn lại liền phản kháng cũng không làm được, hắn thân thể lại không bị khống chế, nguy cơ tử vong gắt gao đem hắn bao phủ. Tại sao, rõ ràng là một cái hỗn độn cảnh 9 tầng trời, tại sao lớn mạnh như vậy? Lánh đời trưởng lão ở trong lòng gầm thét, giờ khắc này hắn biết mình không trốn thoát, lại hoàn toàn điên cuồng, trong mắt vô tận hồng mang lóe lên. Nếu muốn giết ta, vậy thì cùng chết. Lánh đời trưởng lão gầm thét,
lại thi triển thiên ma tan giã đại pháp, thân thể ở trong nháy mắt nổ tung. Oanh, đáng sợ lực lượng ngay tức thì cuộn sạch minh điện, hủy thiên diệt địa vậy tàn phá bát phương, 100.000 ma binh và che trời đại đế ma đạo quân đội đều ở đây trong nháy mắt bị liều chết xung phong vô số. Cảm nhận được ngoại giới trưởng lão bỏ mình, Mạc Huyết Minh sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới chỉ là trong thời gian ngắn như vậy, lại thì có một tôn lánh đời trưởng lão chết. Thằng nhóc thúi, ngươi che đậy mặt mũi thì như thế nào? Mạc Huyết Minh không nhìn được gầm thét, hận ý ngút trời. Mạc Huyết Minh, ngươi đi ra, không muốn làm con rùa đen rút đầu. Diệp Thần sát kiếm nhắm thẳng vào Minh Điện. Nghe được Diệp Thần đối với Mạc Huyết Minh không ngừng kêu đại danh, Minh Điện các vị lánh đời trưởng lão sắc mặt tái xanh, càng phát ra tức giận. Hạng người xấu, cũng dám tới ta Minh Điện càn rỡ, ngày hôm nay sẽ để cho các người xem Minh Điện nội tình. Liên thủ, thiên địa chu diệt động. Lánh đời các trưởng lão nghiêm túc quát một tiếng, đồng thời ra tay, mà lại ở trên mặt đất ngưng tụ ra một cái lớn vô cùng trong cái hố sâu. Trong cái hố sâu bên trong, vô tận khí tức hủy diệt truyền lưu ra, ác quỷ kêu rên vang khắp, cái này đen nhánh một mảnh hố to bên trong tựa hồ cất giấu hủy thiên diệt địa vậy lớn sợ hãi, đáng sợ tử vong ý chí từ trong hố to xông tới. Cũng phá cho ta. Các vị trưởng lão gầm thét, một cổ mờ mịt tử khí từ trong hố to phóng lên cao, thẳng xông lên Diệp Thần ba người. Thứ gì, cũng dám cản rỡ. Tiểu Hoàng ánh mắt khinh thường, cả người phù văn lưu động, một móng đánh ra. Quấn, một người lánh đời trưởng lão chỉ hướng Tiểu Hoàng, đầy trời tử khí lại vào giờ khắc này phân tán, tiếp theo lại tụ lại tới một chỗ, đem Tiểu Hoàng móng vuốt xít sao cuốn lấy. Tử khí hóa thành một cái bàn tay lớn, bể tan tành chư thiên vậy lực lượng mạnh mẽ hiện lên, lại muốn đem Tiểu Hoàng kéo nhập hố to bên trong. Mà ở bên kia, Già Thiên Ma Đế vậy gặp gỡ tử khí tập kích, chỉ gặp hắn lục tiên kiếm vung ra. Thiên Ma Lang Yên nhận, chém. Vô tận khói báo động bùng nổ, một cái cầm sắc bén phi đao lưỡi dao sắc bén, hung hãn chém chết ra. Khói báo động lưỡi đao chỗ đi qua, tử khí ngay tức thì mất đi, nhưng là giờ phút này lại một tên lánh đời trưởng lão một chỉ điểm ra. Nuốt, vô cùng tử khí lại vào giờ khắc này hóa thành một cái miệng khổng lồ, ngay tức thì đem Già Thiên Ma Đế bao phủ trong đó. Tiểu Hoàng và Già Thiên Ma Đế cũng gặp gỡ tử khí, Diệp Thần cũng không ngoại lệ, giờ phút này đối mặt vô tận tử khí. Viêm bia đột nhiên bay ra. Long viêm thần mạch, mở. Diệp Thần một tiếng quát chói tai, một con rồng lửa hiện lên, ánh lửa vô tận ngay tức thì cuộn sạch tử khí, đáng sợ va chạm vào giờ khắc này chấn động toàn bộ minh điện. Oanh oanh oanh. Trời đất phảng phất đều phải vào giờ khắc này văng tung tóe, dãy núi ái mộ, vạn thú kêu gào, vô số tử khí ở trong nháy mắt mất đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 171.